Đại Y Vô Cương, Hứa Thuần Lương. Tập 61. Lục Kỳ đi kinh thành giải Đường Thiên Nhất tình tiết vụ án trải qua, Đường Kinh Vĩ lại tại hai ngày qua này đến Đông Châu. Đường Kinh Vĩ đến Đông Châu có mấy món chuyện trọng yếu phi thường, Trường Hưng bệnh viện chuyển nhượng còn có mấy phần văn kiện muốn ký tên, những văn kiện này cũng không phải là cùng Tế Thế chữa bệnh đầu tư công ty hữu hạn, mà là cùng Đông Châu thị, ấn chiếu bọn hắn ban sơ hợp đồng, công tư hợp doanh sau Trường Hưng bệnh viện, Hoa Niên tập đoàn chiếm cổ 80%, Đông Châu thị phương diện chiếm 20%, mà Đông Châu thị cái này 20% cổ phần sẽ không bởi vì kinh doanh đi là phát sinh bất kỳ biến động cùng pha loãng. Còn có một chuyện chính là thứ 6 bắt đầu Đông Châu Gia Niên Quảng Trường 10 năm tròn khánh điển, mặc dù Gia Niên Quảng Trường đã cùng chính đạo chí nghiệp đạt thành chuyển nhượng hiệp nghị, nhưng là một ngày không có ký tên chính thức hợp đồng, Đường Kinh Vĩ vẫn là chủ nhân nơi này. Phá hư Hán mộ bán trộm văn vật sự tình vẫn đang không ngừng lên men, vì tiêu trừ chuyện này ảnh hưởng, Gia Niên Quảng Trường lần này 10 năm tròn khánh hạ túc công phu, đủ loại hồng bao nhường lợi, đánh gãy tặng khoán thay nhau đăng tràng. Cái này một loạt cử động cũng hoàn toàn chính xác sinh ra không tệ hiệu quả. Đường Kinh Vĩ để tài xế trẻ tuổi dừng xe ở Gia Niên Quảng Trường Đông Nam, hắn vừa sửa lại phát, sợi dâu cũng tỉ mỉ tu bổ qua, hai tóc mai cùng sợi dâu đã hoa râm. Phùng Trung Á đi theo Đường Kinh Vĩ xuống xe, hắn có chút không giải, đi qua Đường Kinh Vĩ tới đây thời điểm đều là trực tiếp tiến nhập bãi đậu xe dưới đất, trải qua thang máy tiến vào hắn ở vào Gia Niên Quảng Trường văn phòng. Phùng Trung Á phi thường rõ ràng Đường Kinh Vĩ hiện tại gặp phải khốn cảnh, cũng biết Gia Niên Quảng Trường sắp chuyển nhượng tin tức, có lẽ Đường Kinh Vĩ muốn ở chỗ này nhìn nhìn lại tòa này quảng trường toàn cảnh, mấy ngày nữa, nơi này liền không lại thuộc về hắn, như là đã chuyển tay Trường Hưng bệnh viện, lúc ấy đời nghĩ vứt bỏ một người thời điểm, quả nhiên ngay cả chào hỏi cũng sẽ không đánh. Bầu trời không có trời mưa, nhưng là y nguyên âm trầm, Đường Kinh Vĩ từ trong túi lấy ra một hộp khói, Phùng Trung Á tranh thủ thời gian tiến tới giúp hắn đốt. Vận mệnh đồng dạng cho Phùng Trung Á mở một trò đùa, hắn tại Trường Hưng bệnh viện phó viện trưởng trên ghế ngồi còn không có ngồi vững vàng, Trường Hưng liền bị chuyển nhượng, hắn cũng liền mơ mơ hồ hồ biến thành Trường Hưng bệnh viện trong lịch sử đoản mệnh nhất phó viện trưởng. Hắn còn có cái thân phận là Đường Kinh Vĩ trợ lý, trước mắt chủ yếu phụ trách Đông Châu mấy cái hạng mục chuyển nhượng công việc. Đường Kinh Vĩ hít một hơi thuốc lá nói, "Tiểu Phùng, gần nhất quảng trường kinh doanh tình huống thế nào?" Phùng Trung Á nói, trước mấy ngày hoàn toàn chính xác nhận lấy một chút mặt trái tin tức ảnh hưởng, bất quá 10 năm tròn hoạt động sau khi bắt đầu, lưu lượng khách lập tức liền có khôi phục, thậm chí so với những năm qua còn có tăng lên, lão bách tính đều là cái dạng này, thích xem náo nhiệt, càng ưa thích tham tiện nghi. Đường Kinh Vĩ nhẹ gật đầu, Đông Châu là hắn phát đạt địa phương, cũng là hắn gãy kích trầm xa địa phương, đi qua thất bại, hắn đều có lòng tin lại đứng lên, nhưng lần này không giống, không phải hắn không đứng dậy được. Mà là hắn không có ý định đứng lên. Đường Kinh Vĩ nói, ngoại trừ chính đạo chí nghiệp bên ngoài còn có hay không cái khác tập đoàn liên hệ chúng ta. Phùng Trung Á lắc đầu, cho dù là chính đạo chí nghiệp gần nhất cũng không giống đi qua như vậy tích cực, lúc đầu Gia Niên Quảng Trường chuyển nhượng đã tiến hành đến ký kết giai đoạn, nhưng là bởi vì mặt trái tin tức tuôn ra, chính đạo đương nghiệp trở nên thái độ mập mờ. Phùng Trung Á phi thường rõ ràng, người ta là ôm ngắm nhìn thái độ, muốn xem chuyện này như thế nào phát triển. Một khi Đường Kinh Luân cùng Đoạn Viễn Hồng hai người tội danh ngồi vững, như vậy chính đạo chí nghiệp sẽ lợi dụng chuyện này hung hăng chặt lên một đao. Trường Hưng Bệnh Viện cùng Gia Niên Quảng Trường đều là Đường Kinh Vĩ trong tay ưu lương tài sản, Trường Hưng Bệnh Viện đã bị bán đổ bán tháo, tiếp xuống chính là Gia Niên Quảng Trường, Đường Kinh Vĩ tình cảnh hiện tại hoàn toàn có thể dùng thời giờ bất lợi đến hình cho. Đường Kinh Vĩ đứng ở nơi đó hút xong một điếu thuốc, lại lần nữa quay trở về trong xe. Phùng Trung Á vốn cho là hắn muốn tới phòng làm việc, nhưng Đường Kinh Vĩ khoát tay áo nói, không đi, đưa ta đến trông coi chỗ, ta trước đi xem một chút lão nhị. Đường Kinh Luân biểu hiện được phi thường ương ngạnh, cảnh sát nghĩ hết biện pháp từ trong miệng hắn moi ra tình hình thực tế, nhưng người này miệng rất rắn, một mực chắc chắn chuyện năm đó hắn không biết rõ tình hình, tất cả mọi chuyện đều là Đoạn Viễn Hồng làm. Nhìn lên trước mắt đại ca, Đường Kinh Luân thế mà cảm thấy một tia thân thiết, phảng phất lại về tới bọn hắn lúc còn trẻ. Đường Kinh Vĩ móc ra một điếu thuốc, đưa tới đệ đệ miệng bên trong, giúp hắn đốt. Đường Kinh Luân hít một hơi thuốc lá thấp giọng nói, đại ca, người yên tâm đi, ta biết nên làm như thế nào. Hắn là ám chỉ đại ca, mình sẽ không đem hắn liên lụy vào. Đường Kinh Vĩ mím môi nói, Kinh Luân, người chịu khổ. Đường Kinh Luân cười nói, người sống cả một đời, mặc kệ sự tình gì đều phải thử một chút, ta bên trên nửa đời người nếm qua khổ quá hưởng qua phúc.
mấy ngày nay ở bên trong ta lặp đi lặp lại đang nghĩ, ta đi qua ăn đến khổ là cha mẹ cho, ta hưởng được phúc đều là đại ca người cho. Đường Kinh Vĩ nói, ta đối với ngươi hà khắc rồi một chút. Đường Kinh Luân nói, đại ca, ta xác thực rất xin lỗi người, kia tiểu minh tinh sự tình. Đường Kinh Vĩ khoát tay áo ngăn cản hắn nói tiếp, cũng không thể đều tại ngươi, là ngươi chỉ rõ lớn khỏe mạnh phương hướng, cái bàn dựng lên đến, ta ra ngoài tư tâm lại đem ngươi cho đá ra khỏi cục, trong lòng ngươi có ý tưởng cũng là khó tránh khỏi. Đường Kinh Luân nói, đại ca, không có người đem ta mang ra, ta bây giờ còn đang trong thôn trồng trọt đâu. Đường Kinh Vĩ tràn ngập cảm khái nói, sẽ không, ngươi thông minh, đầu não linh hoạt, coi như không có ta mang ngươi ra, ngươi cũng có thể kiếm ra thuận theo thiên địa. Đáng tiếc người người này quá coi trọng lợi ích, cho nên mới sẽ bị hữu tâm người chui chỗ trống. Đường Kinh Luân biết đại ca chỉ phải là gia niên quảng trường sự tình, hắn rất hối hận, lúc trước liền không nên nghe Đoạn Viễn Hồng giật dây, tự cho là sự kiện kia làm được thần không biết quỷ không hay, nhưng thông minh quá sẽ bị thông minh hại, làm sao cũng không nghĩ đến sự kiện kia sẽ ở 10 năm sau lại bị người cho lật ra tới. Đường Kinh Luân thấp giọng nói, đại ca, có người tại nhằm vào chúng ta à? Ta cảm thấy gần đây phát sinh một loạt chuyện này đều là có người ở sau lưng bày ra, người này là tại nghĩ trăm phương ngàn kế thu hoạch chúng ta. Đường Kinh Vĩ lạnh nhạt cười nói, thì tính sao? Có một số việc chính là như vậy, người biết rất rõ ràng là chuyện gì xảy ra, nhưng người cũng không dám như thế nào. Người chỉ có thể đàng hoàng tiếp nhận vận mệnh, mặc người chém giết. Đường Kinh Luân nói, không thể cứ tính như vậy. Đường Kinh Vĩ vỗ vỗ đệ đệ tay, ta cho người mời tốt nhất luật sư. Chuyện bên ngoài ngươi không cần phải để ý đến, ngươi chỉ cần an tâm đem trước mắt cửa này đi qua, để muội chờ ngươi ở ngoài, bọn nhỏ cũng ở bên ngoài chờ ngươi, chúng ta đường ra về sau chỉ có thể dựa vào ngươi. Nói đến đây, Đường Kinh Vĩ trong lòng chua chua, hắn làm sao đều không nghĩ tới mình Lâm già lại biến thành người cô đơn. Đường Kinh Luân nói, đại ca, sự tình đã phát sinh, ngươi nghĩ thoáng điểm, ngươi còn có ta, con cái của ta liền là của ngài nhi nữ, huynh đệ chúng ta hai chỉ cần nắm tay lại đến. Cái gì quan đều có thể tới, còn có, kia 15. Đường Kinh Vĩ dùng ánh mắt bén nhọn ngăn lại hắn nói tiếp, nói khẽ Trường Hưng bệnh viện đã chuyển nhượng, tiếp xuống chính là gia niên quảng trường. Đường Kinh Luân phi thường rõ ràng, liền coi như bọn họ đem đầu tay tất cả vật nghiệp đều chuyển nhượng ra ngoài cũng vô pháp triệt tiêu nợ nần. Hắn không biết đại ca mục đích làm như vậy là cái gì, đại ca, cùng lắm thì liền phá sản đi, ta nhóm cũng không phải sống không nổi. Kỳ thật tại mấy năm trước bọn hắn ngay tại bắt đầu chuẩn bị đường lui, hai anh em họ đã sớm tại hải ngoại đặt mua đại lượng sản nghiệp, coi như trong nước hai cái xí nghiệp phá sản lại như thế nào. Bọn hắn tuổi già y nguyên có thể không lo. Đường Kinh Vĩ nhìn qua đệ đệ con mắt, ta còn có lựa chọn sao? Đường Kinh Vĩ đứng dậy rời đi, đến đi ra bên ngoài hắn hướng một mực cùng hắn đến đây luật sư vẫy vẫy tay. Luật sư đi vào trước mặt hắn cung kính nói, Đường Tổng. Đường Kinh Vĩ nói, chiếu ngươi nhìn, đệ đệ ta bản án có mấy phần thắng. Phần thắng rất thấp, chủ yếu là Đoạn Viễn Hồng bên kia đều bàn giao, coi như đệ đệ của ngài hắn không thừa nhận, nhưng là cảnh sát trước mắt nắm giữ chứng cứ đã đầy đủ đem hắn trị tội. Hiện tại trọng điểm tại Lương Chí Cương ngộ hại án tử bên trên, nếu như có thể chứng minh hắn cùng kia vụ án không quan hệ, đoán chừng cân nhắc mức hình phạt sẽ không quá nặng. Đường Kinh Vĩ nói, Đoạn Viễn Hồng tên vương bát đản kia. Hắn là quyết tâm muốn đem chúng ta đều kéo xuống nước. Luật sư nói, hiện tại còn không biết sẽ có hay không có mới chứng cứ xuất hiện, dù sao chuyện này từ vừa mới bắt đầu chính là có người báo cáo người chứng cớ trong tay không phải chỉ những thứ này. Đường Kinh Vĩ nói, xấu nhất một bước đâu? Xấu nhất một bước sẽ bị phán định tham dự mưu sát. Đường Kinh Vĩ thở dài một hơi, hắn lấy điện thoại cầm tay ra, gọi một cú điện thoại, Phi Dương sao? Ta là Đường Kinh Vĩ. Triệu Phi Dương tiếp vào Đường Kinh Vĩ cú điện thoại này vẫn là tương đối ngoài ý muốn, mặc dù hắn từ không cho là mình cùng Đường Kinh Vĩ về sau không có cơ hội gặp lại, nhưng là hắn cũng không ngờ rằng phát sinh nhiều chuyện như vậy về sau, Đường Kinh Vĩ còn sẽ chủ động tìm chính mình. Triệu Phi Dương âm thầm hít vào một hơi nói, Đường Tổng, ngài tốt, tìm ta có dặn dò gì? Đường Kinh Vĩ nói, ta hiện tại cũng không dám phân phó ngươi làm việc, Phi Dương, ta tại Đông Châu, muốn gặp ngươi một mặt. Có một số việc muốn làm bột thông báo một chút. Triệu Phi Dương ngón tay nhẹ nhàng gõ lấy bàn làm việc bột, trong lòng cấp tốc suy nghĩ Đường Kinh Vĩ động cơ, bất quá cuối cùng hắn vẫn là gật đầu đáp ứng, vốn định hẹn gặp mặt địa điểm, nhưng Đường Kinh Vĩ biểu thị muốn đi Trường Hưng bệnh viện tìm hắn. Đường Kinh Vĩ rất ít đến Trường Hưng bệnh viện, mặc dù hắn đã từng là tòa này bệnh viện chủ nhân,
tiến về Triệu Phi Dương văn phòng trước đó, hắn đặc địa đi phòng khám bệnh đại sảnh dạo qua một vòng, nhìn thấy tựa như chợ bán thức ăn rộn ràng đám người, nhìn thấy thu phí chỗ mấy cái cửa sổ đều tại sắp xếp hàng dài. Lớn khỏe mạnh sản nghiệp đích thật là sự phát triển của tương lai phương hướng, người miễn là còn sống liền không thể rời đi sinh lão bệnh tử, mà cái này bốn kiện sự tình đều cùng bệnh viện mật thiết tương quan. Hắn đã từng một cước bước vào lớn khỏe mạnh cánh cửa, hiện tại lại bị người không chút lưu tình đá ra. Đường Kinh Vĩ tiến vào Triệu Phi Dương văn phòng thời điểm, Triệu Phi Dương đứng dậy đón lấy, mặc dù hắn từ thực chất bên trong căm hận người này, nhưng là Triệu Phi Dương đã tự cho mình là người thắng. Đường Kinh Vĩ cái này đã từng cao cao tại thượng nhân vật, hiện tại cũng xám xịt từ trước mặt mình thua chạy. Triệu Phi Dương một lần cho là mình cực hận Đường Kinh Vĩ, nhưng bây giờ hắn lại phát hiện mình cũng không có như vậy hận đối phương, chính như hắn cũng không như trong tưởng tượng như thế yêu Bùi Lâm đồng dạng. Từ đầu đến cuối, hắn đều là đem sự nghiệp thả tại vị trí thứ nhất người, hắn rốt cục thấy được chân chính hy vọng, cuộc sống tương lai, hắn sẽ dẫn dắt Trường Hưng Bệnh viện không ngừng phát triển, thẳng đến đi hướng thành công. Đối diện Đường Kinh Vĩ người thất bại này, Triệu Phi Dương biểu hiện ra tương đương hàm dưỡng cùng tha thứ, Đường Tổng, mau mời ngồi. Đường Kinh Vĩ nhìn chung quanh một chút căn phòng làm việc này, hắn đã từng tới, nhớ kỹ lần kia, hắn ngồi tại Triệu Phi Dương chủ trên ghế, Triệu Phi Dương ở một bên đứng vững lắng nghe hắn dạy bảo. Mà bây giờ Triệu Phi Dương mặc dù cũng đứng lên, nhưng là Triệu Phi Dương cũng không hề rời đi nguyên có vị trí ý tứ, Đường Kinh Vĩ đã không phải là hắn lão bản. Hắn không cần thiết tướng vị trí của mình nhường ra đi. Đường Kinh Vĩ không có ngồi, mà là đi hướng phía trước cửa sổ, nhìn qua sắp không giới hạn hai kỳ công trường. Triệu Phi Dương do dự một chút, rốt cục vẫn là đi tới, trong tay cầm một bình nước đưa cho Đường Kinh Vĩ, Đường Tổng, uống nước. Đường Kinh Vĩ nhìn lướt qua, không có tiếp, lạnh nhạt nói, ta gần nhất dạ dày không tốt, không uống được lạnh. Triệu Phi Dương nói, vậy ta cho ngài pha ly trà, long tỉnh được không? Không nên phiền toái. Đường Kinh Vĩ đánh giá Triệu Phi Dương khôi phục được rất tốt, lúc trước hắn một mực chắc chắn là nhi tử tìm người đánh hắn, hiện tại hắn tổn thương đã khôi phục, nhưng con của mình lại vĩnh rời đi xa thế giới này, vận mệnh chính là như vậy không công bằng. Khoảng cách Đường Thiên Nhất Tử giết không được một tháng, Phan Vệ Đông tại Đông Minh đường phố chợ bán thức ăn gặp chuyện sự tình vừa mới qua đi, hai chuyện này hoặc nhiều hoặc ít đều cùng Triệu Phi Dương có chút liên hệ. Nếu như nói đối với hắn không có một chút xíu ảnh vang là không thể nào. Hiện tại Trường Hưng Bệnh viện đã đổi chủ, Triệu Phi Dương cùng Đường Kinh Vĩ cũng không còn là chủ khách quan hệ, tại trận này chuyển nhượng giao dịch bên trong, Triệu Phi Dương là đã được lợi ích người. Lần trước hắn cùng Đường Kinh Vĩ lúc gặp mặt, vẫn là Đường Kinh Vĩ vì nhi tử sự tình tiến về khách sạn cầu kiến Triệu Phi Dương, tranh thủ thu hoạch được thông cảm, trong một tháng này phát sinh quá nhiều chuyện. Triệu Phi Dương tâm thái phát sinh cải biến cực lớn. Hắn tựa như là một cái đánh đối phương một quyền hài tử, thời khắc đề phòng đối phương sẽ đem một quyền này trả lại, trong nội tâm tràn đầy thấp thỏm cùng bất an, hắn thậm chí hoài nghi Đường Kinh Vĩ bày ra trả thù Phan Vệ Đông sự tình, nếu thật là như thế, Đường Kinh Vĩ thật sự là quá nguy hiểm. Triệu Phi Dương hỏi lần nữa, Đường Tổng tìm ta có chuyện gì? Đường Kinh Vĩ nói, không có gì đặc biệt sự tình, vừa vặn đến Đông Châu làm việc, liền muốn tới cùng ngươi ngay mặt nói lời tạm biệt, mặc dù không có thể kiên trì đến cuối cùng. Mà dù sao cũng là hợp tác một trận, cũng là nhân sinh bên trong không nhưng có nhiều duyên phận. Triệu Phi Dương nói, Đường Tổng nói đúng, mặc dù Trường Hưng chuyển nhượng, nhưng ta vẫn đem Đường Tổng đương thành lão sư cùng huynh trưởng đối đãi. Đường Kinh Vĩ ha ha nở nụ cười, ta cũng không có dạy cho ngươi cái gì, tương phản, ta còn từ trên người ngươi học được không ít đồ vật. Triệu Phi Dương trong lòng cảm giác nặng nề, có thể bày tỏ bột vẫn chấn định, Đường Tổng quá khiêm nhường. Một. Đường Kinh Vĩ nói, không phải khiêm tốn, là lời nói thật, ta đem Trường Hưng Bệnh viện giao cho ngươi quản lý, tận khả năng cho ngươi nhất điều kiện tốt, tự hỏi không có bạc đãi qua ngươi, thường nói, bị người nhờ vả hết lòng vì việc người khác, ta xem trọng cái này chung chữ. Triệu Phi Dương trên mặt biểu lộ trở nên có chút cứng ngắc, trong lòng thầm nghĩ, ngươi có cái gì mặt mũi chỉ trích ta bất trung. Là ngươi trước hoài nghi ta, lợi dụng thủ đoạn hèn hạ áp chế Bùi Lâm, ý đồ thông qua Bùi Lâm đến khống chế ta. Như quả không phải hai huynh đệ các ngươi, Bùi Lâm cũng sẽ không đi đến tuyệt lộ, con của ta cũng sẽ không vừa ra đời liền mất đi mẫu thân. Đường Kinh Vĩ cười nói, chim khôn biết chọn cây mà đậu, ta không có gì đáng nói, có thể làm người cuối cùng vẫn là muốn có điểm mấu chốt, ngươi cho rằng Trường Hưng đổi cổ đông, bọn hắn sẽ trọng dụng ngươi. Sẽ tận hết sức lực ủng hộ ngươi, sẽ không giữ lại chút nào tín nhiệm ngươi.
Đường Kinh Vĩ lắc đầu nói, sẽ không, làm ngươi mất đi giá trị lợi dụng một khắc này chính là bọn hắn đá văng ra ngươi thời điểm. Triệu Phi Dương nói, Đường Tổng, ta nghĩ ngươi đối ta có chỗ hiểu lầm, ta chưa hề bán qua tập đoàn lợi ích, ta tự hỏi xứng đáng Trường Hưng cũng xứng đáng các vị đồng sự ủy thác. Đường Kinh Vĩ nói, ta đối với ngươi nhiều ít vẫn hơi hiểu biết, đi qua ngươi không nghĩ tới, thế nhưng là tại Bùi Lâm sau khi chết, ngươi liền coi ta là thành ngươi địch giả tưởng, ngươi hận ta, ngươi muốn báo thù ta. Triệu Phi Dương nói, không có sự tình. Hèn nhát, Đường Kinh Vĩ lạnh lùng nhìn qua Triệu Phi Dương, trong ánh mắt của hắn tràn đầy xem thường. Triệu Phi Dương ha ha cười nói, Đường Tổng, ta minh bạch ngươi ý đổ đến, xem ra ngươi tướng mình thất bại cùng bất hạnh đều thuộc về tội trạng đến trên người của ta. Đường Kinh Vĩ nói, ta không nên trách ngươi sao, ta đem Trường Hưng bệnh viện giao cho ngươi, ngươi cho ta kinh doanh thành cái dạng này, ngươi bị đánh rõ ràng cùng nhi tử ta không quan hệ. Nhưng là ngươi lại lừa dối cảnh sát để con của ta lang đang vào tù, liên thủ ngoại nhân dùng cái này tới dọa thấp Trường Hưng giá thu mua cách, ta đã nhượng bộ, nhưng các ngươi lại không buông tha hại chết con của ta. Ta không có. Đường Kinh Vĩ nhẹ gật đầu, ngươi hẳn là không có, bởi vì ngươi đã không có lá gan kia cũng không có cái năng lực kia, nhưng ngươi không cách nào cam đoan những người khác không có, tế thế chữa bệnh đầu tư công ty trách nhiệm hữu hạn. Tề Sảng, Phan Vệ Đông. Người có biết hay không ở trong đó đến cùng là quan hệ như thế nào? Triệu Phi Dương nói, Trường Hưng thu mua thủ tục là hợp pháp chính quy, tại thu mua trước đó ta cùng bọn hắn cũng không có bất kỳ cái gì tự mình liên hệ, ta không có bán Trường Hưng lợi ích. Đường Kinh Vĩ chật chật có tiếng nói, ta còn thực sự là coi trọng ngươi, ngươi liền Bùi Lâm cũng không sánh nổi, thật sự cho rằng ngươi có năng lực gì. Nếu như ngươi khi đó không phải Trường Hưng bệnh viện viện trưởng, nếu như ngươi không là có chút lưng cảnh, ta căn bản sẽ không dùng ngươi, thật sự cho rằng ngươi có thể mang theo Trường Hưng phát triển lớn mạnh. Loại người như ngươi là điển hình lầm đem bình đài là có thể lực, ta lúc đầu sở dĩ để ngươi ngồi tại viện trưởng trên ghế ngồi, là bởi vì ngươi có thể cho ta mang đến lợi ích, không phải ngươi có bản lãnh gì, bản lãnh lớn nhất của ngươi chính là hy sinh tập thể lợi ích thành tựu người. Triệu Phi Dương nội tâm tại run rẩy kịch liệt, hai tay của hắn cũng run rẩy lên, hắn cho là mình bị Đường Kinh Vĩ chọc giận, nghĩ phát tác thời điểm. Nhưng lại ý thức được mình căn bản không phải phẫn nộ, mà là sợ hãi. Đường Kinh Vĩ vẫn không có ý bỏ qua cho hắn, cười lạnh hướng hắn tới gần một bước, Triệu Phi Dương không tự chủ được lui về phía sau một bước. Ngươi cho là mình trở thành kiều như long ân nhân cứu mạng, hắn liền sẽ giúp ngươi. Ngươi đánh giá thấp bọn hắn cái giai tầng này lãnh huyết, Triệu Phi Dương, chẳng lẽ ngươi còn thấy không rõ mình. Cứu kiều như long người là Bùi Lâm, không phải ngươi, ngươi chỉ là một cái hấp huyết quỷ. Đi qua hút cha mẹ ngươi máu, hưởng thụ lấy bậc cha chú ban cho, hiện tại ăn người huyết man đầu, hưởng thụ lấy vong thê phúc lợi, loại người như ngươi làm sao có mặt sống ở cái này thế bên trên. Triệu Phi Dương mặt đỏ bừng lên, Đường Kinh Vĩ như là từng nhánh độc tiễn chuẩn xác trúng đích buồng tim của hắn, từ lúc chào đời tới nay, hắn chưa hề nhận qua như thế ác độc công kích, mà hắn lại vô lực phản bác, hắn chỉ vào văn phòng đại môn, ra ngoài, ngươi đi ra ngoài cho ta. Đường Kinh Vĩ cảm giác được rõ ràng Triệu Phi Dương thanh âm suy yếu cùng bất lực, hắn thở dài nói, kỳ thật trong lòng ngươi sớm liền hiểu, chỉ là không chịu tiếp nhận, không chịu thừa nhận mình là cái phế vật, càng là như thế, ngươi càng là liều mạng muốn chứng minh chính ngươi, ngươi phi thường rõ ràng, ở kinh thành bị đánh không phải nhi tử ta tìm người làm, ngươi cũng rõ ràng mình bị người lợi dụng, nhưng là ngươi không dám đối diện chân tướng, bởi vì ngươi sợ hãi chân tướng quá tàn khốc. Kiều Như Long trong mắt ngươi chỉ là một con cờ thôi. Hắn đồng dạng đang lợi dụng ngươi. Đủ rồi, Triệu Phi Dương bộc phát ra giống to một tiếng. Đường Kinh Vĩ duỗi ra ngón tay nhẹ nhàng chọc chọc Triệu Phi Dương ngực, cẩn thân mật người là ngươi a, ngươi không cần sợ hãi, ta sẽ không trả thù ngươi, ta không có ngươi ngu xuẩn như vậy, sẽ đem tinh lực tốn hao tại một cái nọa phu trên thân. Triệu Phi Dương nói, Đường Kinh Vĩ, ngươi quá phận. Đường Kinh Vĩ nói, so với các ngươi đối ta làm qua sự tình, ta không có chút nào quá phận. Có chuyện ngươi khả năng không rõ ràng, từ Hoa Niên đầu tư Trường Hưng bắt đầu, ta liền cho ngươi rất nhiều ký tên quyền lực, ngươi chắc chắn chứng, ngươi ký qua mỗi một bút khoản tiền đều không có vấn đề. Triệu Phi Dương sắc mặt đột nhiên trở nên tái nhợt. Đường Kinh Vĩ nói, ta cho ngươi nhiều như vậy tiền lương, chia hoa hồng, mỗi một bút đều lưu có hậu thủ, ngươi cho rằng đều là hợp pháp thuế sau thu nhập. Đường Kinh Vĩ cười lạnh nói, ta có thật nhiều chồng phương pháp có thể đối phó ngươi, chỉ cần ta nguyện ý. Ta động đầu ngón tay út liền có thể để ngươi thân bại danh liệt không có gì cả. Triệu Phi Dương nuốt nước miếng một cái, cổ của hắn kết có chút khoa trương bên trên xuống di động,
nội tâm của hắn tràn đầy sợ hãi, cuối cùng hắn còn đánh giá thấp thương nhân vô sỉ, Đường Kinh Vĩ là muốn hủy đi mình sao? Đường Kinh Vĩ nhẹ nhàng vỗ vỗ bờ vai của hắn nói, đừng sợ, ta sẽ không động tới ngươi, người phế vật như vậy ta đương nhiên muốn lưu cho địch nhân. Hắn nói xong, ném thất hồn lạc phách Triệu Phi Dương hướng phía cửa đi tới, đi vào trước cửa nhưng lại dừng bước lại, không quay đầu lại, trầm giọng nói, tế thế chữa bệnh đầu tư công ty hữu hạn thực khống người Tề Sảng là Kiều Như Long tình nhân, nàng có con trai, là Kiều Như Long, Tề Sảng là Hà Đông Tổng Giám Đốc Phan Thiên Hóa con gái tư sinh, Phan Vệ Đông là nàng cùng cha khác mẹ ca ca, những sự tình này Kiều Như Long hẳn là sẽ không nói cho ngươi đi. Đường Kinh Vĩ nói xong những này, kéo cửa phòng ra đi ra ngoài. Triệu Phi Dương đầu đầy đều là mồ hôi lạnh, bộ ngực của hắn bởi vì thở hào hển mà kịch liệt phập phồng. Giết người Chu Tâm, Đường Kinh Vĩ hôm nay chính là vì Chu Tâm mà đến, hắn rõ ràng đang trả thù mình, dùng ác độc nhất ngôn ngữ trả thù chính mình. Triệu Phi Dương nội tâm thật lâu không cách nào bình tĩnh, hắn trở lại mình chủ ghế dựa ngồi xuống, nói xác thực là sụi lơ đang ghế dựa bên trong, kéo ra ngăn kéo, đi lấy khói, nhìn thấy ngón tay của mình là run rẩy. Triệu Phi Dương tay run rẩy rút ra một điếu thuốc, lại run rẩy tướng chi này khó nhóm lửa, liền bờ môi đều đang run rẩy. Đường Kinh Vĩ mặc dù đi, nhưng hắn vẫn tại Triệu Phi Dương trong đầu quanh quẩn, hèn nhát. Phế vật, ngu xuẩn. Triệu Phi Dương thống khổ xoa nắn tóc của hắn, đời này của hắn chưa hề tướng cái này ba cái từ cùng tự thân liên hệ tới. Hắn thiếu niên đắc chí, có lý tưởng, có khát vọng, hắn nghĩ cố gắng thông qua đem Trường Hưng Bệnh viện phát triển khởi đến, hắn muốn. Đường Kinh Vĩ tàn nhẫn tại hắn vô tình đánh nát Triệu Phi Dương bản thân đóng gói giả tượng, hiện ra cho Triệu Phi Dương một cái sự thực máu me, hắn hiện tại có hết thảy đều là ăn người huyết man đầu đổi lấy. Đường Kinh Vĩ, một cái từ đầu đến đuôi kẻ thất bại, người có tư cách gì chỉ trích ta? Triệu Phi Dương dùng sức hít một hơi thuốc lá, nội tâm của hắn tại ẩn ẩn làm đau, nhớ tới Kiều Như Long, Kiều Như Long đối đãi mình hữu nghị nên là chân thành, coi như tế thế chữa bệnh đầu tư công ty hữu hạn bối cảnh là Tề Sảng. Nhưng nếu như không có tế thế đầu tư, mình còn muốn ở vào Đường Kinh Vĩ bóng ma hạ. Triệu Phi Dương rút ra khăn tay lau đi mồ hôi trên trán, ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ hai kỳ công trường, trong lòng yên lặng kêu gào, ta không phải quân cờ, ta muốn chứng minh cho tất cả mọi người nhìn. Đường Kinh Vĩ chuyên đi một chuyến VIP phòng bệnh, hắn không có đi vào, chỉ là tới nơi này đi dạo, ủy thác y tá chuyển giao một bó hoa tươi, một cái quả rổ. Phan Thiên Hóa không bao lâu liền từ bên trong ra. Hắn cùng Đường Kinh Vĩ cũng không giao tình, bởi vì nhi tử sự tình coi như Đường Kinh Vĩ không tới thăm, chờ hai ngày nữa, hắn cũng sẽ chủ động trước đi chiếu cố người này. Đường Kinh Vĩ khí định thần nhàn ngồi ở bên ngoài trên ghế salon. Phan Thiên Hóa đi vào Đường Kinh Vĩ ngồi xuống bên người, chủ động nói, Đường Tổng, tạ ơn có thể tới thăm khuyển tử. Đường Kinh Vĩ nói, có chút đột nhiên, bất quá ta hôm nay vừa vặn đến Trường Hưng Bệnh viện xử lý một chút việc nhỏ, liền thuận tiện tới thăm Hiền Chất. Dù sao nhi tử ta khi còn sống thường xuyên đi OMMIA tiêu khiển, hắn cùng Hiền Chất còn tính là có chút giao tình. Phan Thiên Hóa nhẹ gật đầu, hướng Đường Kinh Vĩ vươn tay ra, Đường Kinh Vĩ cũng nắm tay đưa tới. Phan Thiên Hóa nắm chặt Đường Kinh Vĩ tay nói, lệnh công tử sự tình ta nghe nói, thâm biểu tiếc nuối, Đường Tổng nén bi thương. Đường Kinh Vĩ nói, người đầu bạc tiễn người đầu xanh nói không khó qua là gạt người, nhưng bi kịch như là đã phát sinh, dù sao cũng phải đối diện hiện thực. Phan Thiên Hóa nói, Đường Tổng có thể nghĩ như vậy không còn gì tốt hơn. Đường Kinh Vĩ nói, ngươi không hiểu, tóm lại, ta vì ngươi cảm thấy cao hứng, Hiền Chất đại nạn không chết tất có hậu phúc. Phan Thiên Hóa nói, kinh lịch chuyện này, ta cũng nghĩ thông suốt rồi, chỉ cần hài tử bình an, những chuyện khác còn có cái gì không bỏ xuống được. Đường Kinh Vĩ nói, mệnh a, nhà chúng ta thiên nhất liền không có tốt như vậy mệnh, tại cai nghiện chỗ liền không giải thích được không có, không nói gạt ngươi. Ta cho tới bây giờ đều không thể nào tiếp thu được sự thật này, ta luôn cảm thấy hắn còn sống, ta cũng không cần hắn làm chuyện gì nghiệp có cái gì tiền đồ, hắn sống mơ mơ màng màng cũng được, lãng phí cũng được, chỉ cần hắn hảo hảo còn sống liền tốt, chúng ta tân tân khổ khổ chiến đấu cả một đời, ngươi nói đồ cái gì a? Phan Thiên Hóa không nói chuyện, nhưng trong lòng có chút thấp thỏm, mặc dù nhập mùa thu nhiệt độ không khí độ còn rất cao, hắn lại cảm thấy một loại không hiểu hàn ý. Đường Kinh Vĩ nói, Phan Tổng. Người muốn bằng vào ta làm gương a, tuyệt đối đừng bức hài tử làm hắn không thích sự tình. Phan Thiên Hóa nói, Đường Tổng ta nhớ kỹ. Đường Kinh Vĩ nói, bệnh viện này đã không còn thuộc về ta, nếu như thời gian có thể quay đầu, ta sẽ không thu mua bệnh viện, kiếm bệnh nhân tiền, điểm xấu.
Phan Thiên Hóa không nói gì, hắn quan sát đến Đường Kinh Vĩ mỗi một cái nhỏ xíu biểu lộ, ý đồ xem thấu nội tâm của hắn thế giới. Đường Kinh Vĩ nói, ta nghe nói con trai của ngài cũng nhập cổ Trường Hưng. Phan Thiên Hóa nói, ta rất ít hỏi đến hắn trên phương diện làm ăn sự tình, chỉ cần hắn vui vẻ là được rồi. Đường Kinh Vĩ nói, tuyệt đại đa số con cái đều là tại trước mặt cha mẹ biểu diễn vui vẻ, bọn hắn biết ngươi muốn nhìn đến bọn hắn vui vẻ, cho nên bọn hắn biểu diễn vui vẻ cho ngươi xem, kỳ thật bọn hắn không có chút nào vui vẻ, chúng ta những này đương phụ mẫu căn bản cũng không hiểu rõ bọn hắn. Hắn chậm rãi đứng dậy, lần này là hắn chủ động hướng Phan Thiên Hóa vươn tay, hai người lần nữa nắm tay, Đường Kinh Vĩ nói, chúc công tử nhà ngươi sớm ngày khôi phục khỏe mạnh. Cũng chúc thân thể ngươi khỏe mạnh. Đường Kinh Vĩ cười nói, chúng ta dạng này người càng là gian nan càng là ương ngạnh, ngược lại là người tuổi trẻ bây giờ thân thể càng ngày càng dễ hỏng, đi. Có rảnh cùng uống trà. Đường Kinh Vĩ khoát tay áo, thẳng sống lưng, nhanh chân hướng phương xa đi đến. Phan Thiên Hóa một mực nhìn qua Đường Kinh Vĩ bóng lưng, thẳng đến hoàn toàn biến mất. Hứa Thuần Lương lần này tiến về Nam Giang là vì cùng Xích Đạo vốn liếng đàm phán, đây cũng là chính thức hợp đồng ký tên trước đó một lần cuối cùng đàm phán. Bệnh truyền nhiễm viện phương diện đối lần này đàm phán cực kỳ trọng thị, viện trưởng Nghiêm Hồi Ý, phó viện trưởng Phan Tuấn Phong đồng thời xuất động. Hứa Thuần Lương làm người liên hệ tự nhiên tùy hành. Đông Châu cùng Nam Giang ở giữa bất quá hơn 300 cây số khoảng cách, bệnh viện xuất động một cỗ Toyota Coaster. Trên đường mấy người cười cười nói nói, bất chi bất giác liền đã tới Nam Giang. Xích Đạo vốn liếng phương diện đối với bọn hắn lần này đến đưa cho tương đương coi trọng. An bài bọn hắn ngủ lại tại Hàm Bích Lâu, tiếp đãi quy cách rất cao. Bọn hắn đến trước đó, Xích Đạo vốn liếng phương diện bộ phận PA đã có người sớm tại khách sạn chờ đợi, Hứa Thuần Lương phát hiện Mặc Hàm không có tự mình đến tiếp, trong lòng thoáng cảm thấy có chút kỳ quái. Nhân viên tiếp đãi nói cho bọn hắn, đêm nay 6 giờ rưỡi, công ty vì bọn họ chuẩn bị hoan nghênh tiệc tối, đàm phán định vào ngày mai 10 giờ sáng, cũng tại khách sạn nhỏ phòng hội nghị cử hành. Đến lúc đó, tập đoàn Phó Tổng Nhâm Thiên Giã sẽ làm phía đầu tư đại biểu qua tới tham gia hội nghị. Hứa Thuần Lương càng phát ra kỳ quái, Mặc Hàm đến tột cùng tại làm trò gì? Là nàng ở công ty địa vị không đủ, vẫn là nàng nửa đường tướng hạng mục này chuyển tay người khác? Cái này không được biết rồi. Bữa tối thời điểm, Xích Đạo vốn liếng Tổng Giám Đốc Loan Ngọc Xuyên tự mình tới, cùng hắn cùng đi còn có tỉnh nhân y trong lòng khoa chuyên gia Tô Vân Toàn. Tô Vân Toàn gần đây được mời nhâm vi tỉnh nhân y phó viện trưởng, chính là gió xuân đắc ý thời điểm. Để Hứa Thuần Lương có chút ngoài ý muốn chính là, Loan Ngọc Xuyên còn mời cổ lâu trong bệnh viện bài tiết khoa chủ nhiệm Từ Đông Lai. Hứa Thuần Lương cùng Từ Đông Lai kết bạn hay là bởi vì lần thứ nhất đến đây Nam Giang trên đường liên thủ cứu giúp đột phát tâm ngạnh Loan Ngọc Xuyên, lúc ấy còn có cổ tuy trung y viện khoa hậu môn Lý Gia Khoan, có thể nói ba người bọn hắn đều là Loan Ngọc Xuyên ân nhân cứu mạng. Song phương làm tương hỗ giới thiệu về sau nhập tọa, một phen khiêm nhường về sau, vẫn là Loan Ngọc Xuyên làm chủ vị, Nghiêm Hồi Ý cùng Tô Vân Toàn phân biệt ngồi tại hắn tả hữu, Từ Đông Lai sát bên Tô Vân Toàn ngồi, Phan Tuấn Phong ngồi tại Nghiêm Hồi Ý bên người, Hứa Thuần Lương cái này hàng tiểu bối chuyện đương nhiên ngồi ở tịch miệng. Thông qua Loan Ngọc Xuyên trong miệng biết, Mặc Hàm hiện tại đã không còn phụ trách tập đoàn đầu tư, tập đoàn nghiệp vụ cùng phân công tiến hành điều chỉnh. Hiện tại tập đoàn đối ngoại đầu tư từ tập đoàn Phó Tổng Nhâm Thiên Giã phụ trách. Mặc Hàm lúc đầu ban đêm là chuẩn bị có mặt hoan nghênh tiệc tối, nhưng nàng lâm thời gặp một sự kiện không cách nào đến đây, đặc địa để Loan Ngọc Xuyên chuyển cáo mấy vị quý khách. Loại này thương vụ mở tiệc chiêu đãi chỉ là ra ngoài lễ nghi, tất cả mọi người phi thường rõ ràng, chính thức đàm phán vào ngày mai buổi sáng, cho nên đêm nay trên bàn rượu tận lực lẩn tránh thương vụ hợp tác chi tiết, tối đa cũng chính là cầu chúc hợp tác thành công. Hy vọng hợp tác vui vẻ, biểu đạt một chút hợp tác ý nguyện. Hứa Thuần Lương cùng Loan Ngọc Xuyên uống hai chén, phát hiện Loan Ngọc Xuyên khí sắc ngược lại là càng ngày càng tốt, tại loại trường hợp này cũng không tiện đưa ra là Loan Ngọc Xuyên bắt mạch yêu cầu. Loan Ngọc Xuyên cùng Bạch Mộ Sơn hai người này, một cái bệnh ở động mạch vành, một cái ung thư gan, hai người bệnh đều tốt đến không hiểu thấu. Hứa Thuần Lương luôn cảm thấy hai người này khỏi hẳn cùng xương rồng bên trên ghi lại Hoàng đế nội kinh thiên dưỡng thiên có quan hệ. Nhưng vừa nghĩ tới bọn hắn coi như đạt được một bộ phân. Cũng chỉ là tàn khuyết không đầy đủ bộ phận, cho dù là tu luyện tàn thiên cũng không trở thành đưa đến hiệu quả nhanh chóng hiệu quả. Tô Vân Toàn chủ động tìm Hứa Thuần Lương uống chén rượu, hắn hiện tại lại đem Hứa Thuần Lương nhớ ra rồi. Hứa Thuần Lương vẫn nhớ kỹ tiến về Bệnh viện Nhân dân tỉnh thời điểm, cùng Tô Vân Toàn đi cái đối diện, người ta coi hắn là thành không khí sự tình, cũng không phải Hứa Thuần Lương tâm nhãn nhỏ.
hắn cho rằng Tô Vân Toàn chính là loại người này, đừng nhìn đêm nay thân thân nhiệt nhiệt gọi mình Tiểu Hứa, nhưng ngày mai đi cái đối diện, vẫn không nhớ rõ mình là ai, tại loại người này trong lòng, mình dạng này cấp bậc là không xứng cùng hắn có giao tình. Hắn khách khí với mình cũng chỉ là xem ở Loan Ngọc Xuyên trên mặt mũi. Từ Đông Lai đối Hứa Thuần Lương liền chân thành nhiều, dù sao hắn thấy tận mắt Hứa Thuần Lương tướng Loan Ngọc Xuyên từ biên giới tử vong kéo lại, đối cái này vị trẻ tuổi y thuật cùng năng lực rất bội phục, hiện tại lại nghe nói Hứa Thuần Lương ngay tại là Đông Châu bệnh truyền nhiễm viện chủ Hoài Kiến lập tân y viện, hắn cũng đưa lên từ đáy lòng chúc phúc. Hứa Thuần Lương nói, chúng ta tân y viện xây thành về sau muốn quảng nạp hiền tài, hoan nghênh từ chủ nhiệm đến bệnh viện chúng ta chỉ đạo công việc. Tiếp qua mấy năm Từ Đông Lai cũng tướng đứng trước về hưu, giống hắn chuyên gia như vậy khẳng định không lo chỗ, hơn phân nửa đều là bệnh viện mời trở lại, đương nhiên nếu như gặp phải càng điều kiện tốt, hắn cũng sẽ cân nhắc đổi cái hoàn cảnh phát huy dư nóng. Từ Đông Lai cười nói tốt, có cơ hội ta nhất định đi nhìn xem. Tô Vân Toàn nói, Đông Châu bệnh truyền nhiễm viện là cấp 2 bệnh viện A. Mặc dù hắn là cười nói, nhưng là câu nói này rõ ràng mang theo cư cao lâm hạ ý vị, bệnh viện nhân dân tỉnh là Bình Hải chữa bệnh hệ thống khối thứ nhất biển chữ vàng, thân là cái này chỗ bệnh viện phó viện trưởng, tâm nội khoa chuyên nhà, đương nhiên sẽ không đem một cái địa cấp thành phố nho nhỏ chuyên khoa bệnh viện để vào mắt. Nghiêm Hồi Ý nói ta, ngay tại sáng tạo tam giáp, cầm cấp bậc ra nói sự tình tổng là có chút niềm tin không đủ. Dù sao bọn hắn hiện tại là cấp 3 ớt đẳng vẫn là cái chuyên khoa bệnh viện. Tô Vân Toàn nói, bệnh viện các người bước chân bước đến đủ lớn, trực tiếp muốn kiến thiết tổng hợp bệnh viện, các người cái này chỗ bệnh viện xây thành về sau diện tích cùng quy mô đều nhanh gặp phải bệnh viện nhân dân tỉnh, chỉ là các người có hay không có nghĩ qua, như thế đại nhất chỗ tổng hợp bệnh viện cần bao nhiêu nhân viên y tế. Phan Tuấn Phong nói, coi như từ giờ trở đi kiến thiết, chờ bệnh viện hoàn toàn xây thành chỉ ít cần thời gian 3 năm. Ta nghĩ trong khoảng thời gian này đầy đủ chúng ta chuẩn bị. Tô Vân Toàn cười nói, kiến thiết một tòa tính tổng hợp bệnh viện 3 năm hoàn toàn chính xác không tính lâu, Loan Tổng dự định đầu tư nhiều ít đâu. Loan Ngọc Xuyên mỉm cười nói, cái này cần cụ thể đàm, ta từ bất quá hỏi cụ thể chuyện đầu tư, ngày mai bọn hắn cùng Nhâm Tổng đàm. Tô Vân Toàn nói, kiến thiết một tòa bệnh viện dễ dàng, vận doanh một tòa bệnh viện khó khăn, dạng này một tòa tân y viện nghĩ phải nhanh đứng vững gót chân. Nhất định phải có cường đại kỹ thuật lực lượng làm ủng hộ. Phan Tuấn Phong cũng đã hiểu, cái này Tô Vân Toàn hôm nay tồn tại ý nghĩa chính là dội nước lạnh cùng phá, không biết là hắn chính mình ý tứ vẫn là Loan Ngọc Xuyên thụ ý, chính thức đàm phán trước đó, cố ý thông qua loại này phương thức chèn ép đối phương lòng tin, giảm xuống tâm lý đối phương mong muốn. Hứa Thuần Lương nói, chúng ta mới vừa cùng Trung Hoa khai thác mỏ đại học ký tên hợp tác hiệp nghị, tân y viện sẽ treo biển hành nghề Trung Hoa khai thác mỏ đại học phụ thuộc bệnh viện. Tô Vân Toàn nói, ta không nghe lầm chứ, Trung Hoa khai thác mỏ đại học không có viện y học A. Hứa Thuần Lương nói, Tô chủ nhiệm tin tức không quá linh thông A, Trung Hoa khai thác mỏ đại học viện y học ngay tại chủ bị bên trong, chậm nhất năm sau liền sẽ tham gia thống chiêu. Tô Vân Toàn nói, kia là ta cô lậu quả văn, hiện tại đại học đều như vậy làm. Hảo hảo công khoa không làm làm y học. Hứa Thuần Lương nói, đại học tổng hợp bao la vạn trường, cùng người lúc đi học hẳn là không đồng dạng. Hắn không có nói thẳng ngươi Tô Vân Toàn quá hạn đã rất cho hắn mặt mũi. Bữa cơm này cũng không có tiếp tục thời gian quá dài, 8 giờ rưỡi đêm liền đã kết thúc. Đám người chia tay về sau, Nghiêm Hồi Ý đem Phan Tuấn Phong cùng Hứa Thuần Lương gọi đi uống trà, ba người ngồi xuống về sau, Nghiêm Hồi Ý rõ ràng tâm tình nhận lấy ảnh hưởng, thở dài nói, nhỏ. Tiểu Hứa, tại sao ta cảm giác xích đạo vốn liếng phương diện đối với chuyện này cũng không phải là quá nhiệt tình đâu. Hứa Thuần Lương cười nói, tay người ta đầu hạng mục nhiều như vậy, chúng ta cảm thấy vài tỷ là thiên văn sổ tự, nhưng hắn thấy chẳng qua là trong đó một cái nho nhỏ đầu tư hạng mục thôi. Phan Tuấn Phong nói, cũng đúng, sự tình đều thúc đẩy đến nước này, chúng ta cũng không cần nóng lòng, đến cùng bọn hắn làm sao ra bài, ngày mai đàm phán liền rõ ràng. Hắn nhấp một ngụm trà nói, đúng rồi, làm sao đột nhiên thay người phụ trách. Đi qua nhưng vẫn luôn là Mặc tiểu thư phụ trách chuyện này à. Kỳ thật Phan Tuấn Phong tâm tình cùng Nghiêm Hồi Ý một dạng thấp thỏm, mắt thấy là phải ký chính thức đầu tư hợp đồng, tuyệt đối không nên có cái gì biến cho nên. Hứa Thuần Lương nói, lúc đầu Mặc Hàm tối nay là muốn đi qua, đoán chừng lại có những an bài khác đi. Nghiêm Hồi Ý nói, ta có loại dự cảm xấu, các ngươi nói xích đạo vốn liếng phương diện sẽ không áp xúc đầu tư à. Hứa Thuần Lương nói, bọn hắn yêu áp xúc liền áp xúc đi. Hắn vốn muốn nói chúng ta không thiếu điểm này đầu tư. Có thể nghĩ nghĩ thôi được rồi.
Phan Tuấn Phong nói, ngay từ đầu cũng là bọn hắn chủ động tìm tới cửa, lại nói đầu tư loại sự tình này nào có thuận lợi như vậy liền đàm thành, tất cả mọi người sẽ tận lực tranh thủ tự thân lợi ích, Tiểu Hứa, ngày mai sẽ phải chính thức đàm phán, cái kia CEO Nhâm Thiên Giã chúng ta cũng không tiếp xúc qua, ngươi cùng Mặc tiểu thư quan hệ cá nhân tốt như vậy, có phải hay không trước thông qua nàng tìm hiểu một chút. Biết người biết ta trăm trận trăm thắng. Hứa Thuần Lương nhẹ gật đầu, Mặc Hàm lần này biểu hiện được thật có chút khác thường. Coi như công việc bận rộn nữa, chẳng lẽ liền một chút xíu thời gian đều rút ra không được. Còn có, từ hắn đi vào Nam Giang liền một cái tin tức một chiếc điện thoại đều không có, cái này cùng đi qua nàng đối với mình nhất quán chủ động biểu hiện rõ ràng một trời một vực. Mặc Hàm chậm rãi đi hướng Lăng Phong cao ốc tầng cao nhất, đứng tại tòa này Nam Giang kiến trúc cao nhất bên trên, Dạ Phong thật to, đưa nàng như lụa tóc đen quét mà lên. Mặc Hàm thuần thục tướng mái tóc kéo lên, nhìn qua đứng tại sân thượng biên giới nam tử. Tên nam tử kia tóc hoa râm, dáng người thẳng tắp, hai tay ôm ở trước ngực lẳng lặng nhìn qua dưới chân đèn đuốc sáng trưng thành thị. Nghe được Mặc Hàm tiếng bước chân, hắn cũng không quay đầu, nói khẽ, Nam Giang biến hóa thật rất lớn. Mặc Hàm nói, người rời đi thời gian quá lâu. Cho dù ở đêm khuya, nam tử vẫn mang theo kính râm, những ngày này hắn từ đầu đến cuối đều đang nhớ lại, hắn hồi ức trên cơ bản đều là thống khổ, cho nên hắn nếm thử quên thống khổ, đi qua nhiều năm như vậy. Hắn một lần đã từng lãng quên, hắn vốn cho là mình có thể quên, nhưng bây giờ phát hiện tất cả đều là vô ích. Ta đi qua công việc từ ngươi toàn bộ tiếp nhận, tin tưởng trong khoảng thời gian này ngươi đã đầy đủ giải mình cần làm công việc, cũng thích ứng thân phận của ngươi, Nhâm Tổng. Đây là ta đơn từ chức, Nhâm Thiên Giã quay sang nhìn Mặc Hàm một chút, từ trong tay nàng nhận lấy đơn từ chức, ý vị thâm trường nói, tuổi còn trẻ liền có được thủ đoạn như vậy cùng trí tuệ, thế giới này thuộc cho các ngươi. Mặc Hàm mỉm cười nói, người cái gì đều thấy rất rõ ràng. Nhâm Thiên Giã nói, ngươi là định đem ta biến thành cùng Loan Ngọc Xuyên một dạng quân cờ. Mặc Hàm lắc đầu, hắn là quân cờ người không phải, ta đã rời khỏi liền sẽ không can thiệp người bất kỳ quyết định gì. Nhâm Thiên Giã nói, ta tương lai làm sự tình có lẽ sẽ để ngươi cảm thấy không vui. Mặc Hàm nói, vô luận người như thế nào làm, ta đều tôn trọng người lựa chọn. Nhâm Thiên Giã nói, ta sẽ giúp ngươi hoàn thành tâm nguyện, từ hôm nay trở đi, người ta tốt nhất không thấy. Mặc Hàm mỉm cười nói, chúng ta nghĩ đến cùng đi. Mặc Hàm điện thoại di động vang lên, là Hứa Thuần Lương gọi điện thoại tới, nàng hướng Nhâm Thiên Giã cười cười, Nhâm Thiên Giã nhẹ gật đầu. Mặc Hàm đi đến một bên tiếp thông điện thoại, Hứa đại chủ nhiệm, đã trễ thế như vậy gọi điện thoại tới có gì phân phó. Hứa Thuần Lương nói, người bên kia gió thật to a. Ở trên núi vẫn là tại mái nhà. Mặc Hàm nhìn chung quanh một chút, người này lỗ tai thật là linh, nói khẽ, vừa hạ máy bay trực thăng. Hứa Thuần Lương cảm thán nói, có tiền thật tốt, có thời gian không? Mặc Hàm nói, quá muộn a. Ta nghĩ hàn huyên với người trò chuyện xương rồng sự tình. Mặc Hàm trong lòng thầm mắng, lại ném ra ngoài mồi nhử, người Hứa Thuần Lương đánh ý định quỷ quái gì ta còn có thể không rõ ràng, cố ý giả ra rất ân cần bộ dáng, vậy thì tốt. Sau 20 phút, chúc Hạc Nhật Liêu. Hứa Thuần Lương kháng nghị nói, ta không ăn món đồ kia. Người vẫn rất bắt bẻ. Hứa Thuần Lương nói, Tam Dương đường phố Lý mập mạp quán bán hàng. Mặc Hàm tức giận nói, người mời, con hàng này xưa nay không cảm kích điều là vật gì, mời nữ hải tử ăn cơm không chọn hoàn cảnh. Được. Mặc Hàm đúng giờ đi vào Hứa Thuần Lương ước định địa phương, hiện trường rất nhiều người, tìm một vòng, mới trong đám người tìm được hắn. Con hàng này ngồi tại một chương nhỏ bàn thấp bên cạnh. Mặc Hàm nhìn qua kia nhựa plastic bàn, ghế không khỏi nhíu mày, nàng không nên mặc váy tới. Từ sau đến trước gỡ một chút váy, sau đó hướng bên ngồi xuống, thật sự là khó chịu, Mặc Hàm nói tại sao không đi bên trong ngồi. Hứa Thuần Lương nói, người ta sinh ý quá tốt, bên trong không có vị trí, ta không biết người yêu ăn cái gì, tùy tiện điểm mấy món ăn. Mặc Hàm nói, ta nếm qua, nói đi. Đêm hôm khuya khoát gọi ta tới làm gì? Hứa Thuần Lương cho nàng rót chén bia, nhân viên phục vụ bưng lên một cái bồn lớn tỏi rung tôm hùm, Hứa Thuần Lương trước ăn hai cái, say sưa ngon lành nói, thức ăn này không tệ, so Hàm Bích Lâu mạnh hơn nhiều. Mặc Hàm cắt một tiếng, một mặt khinh thường. Ngươi làm sao không ăn a? Mặc Hàm nói, nếm qua. Hứa Thuần Lương tướng lột tốt tôm hùm đưa đến nàng bên môi, ăn a. Mặc Hàm lườm hắn một cái, ta không ăn. Nếm thử, ăn ngon thật, nếm thử. Mặc Hàm không làm sao được, chỉ có thể cầm lấy đũa chuẩn bị kẹp đến,
nhưng Hứa Thuần Lương trực tiếp hướng phía trước một đưa, đều đụng nàng trên môi, Mặc Hàm đành phải một ngụm ngậm tới. Một, Hứa Thuần Lương nói, nhìn dáng vẻ của ngươi, đời này còn không có nam nhân giúp ngươi lột qua tôm a. Mặc Hàm ăn vào một nửa, lúc đầu cảm thấy cái này tôm hùm mùi vị không tệ, nhưng nghe hắn nói như vậy, thật muốn cắn một cái đến trên mặt hắn, tốt như chính mình không ai muốn đồng dạng. Hứa Thuần Lương lại lột một cái đưa cho Mặc Hàm, Mặc Hàm cầm chén cầm lên, thả trong chén. Hứa Thuần Lương nói, ta nói ngươi người này làm sao không có lương tâm a, ta vất vả giúp ngươi lột tôm, ngươi còn chê ta bẩn. Mặc Hàm nói, ta là sợ bạn gái của ngươi hiểu lầm. Hứa Thuần Lương nói, ngươi kiểu nói này, ta còn thực sự đến cùng ngươi bảo trì điểm khoảng cách. Hắn đem lột tốt tôm lại nhét mình miệng bên trong. Mặc Hàm nói, ngươi thật là đi, hẹn ta ra chính là để cho ta nhìn ngươi ăn tôm. Hứa Thuần Lương nói, đêm nay làm sao không có đi a? Mặc Hàm nói, Loan Tổng tự mình tiếp đãi, làm sao? Các ngươi còn ngại cấp bậc không đủ a? Hứa Thuần Lương nói, đó cũng không phải, đầu tư mới bệnh viện sự tình, vẫn luôn là ngươi phụ trách đang nói, hiện tại liền muốn ký hợp đồng, ngươi đột nhiên không tới, ngày mai đàm phán đổi thành một cái họ Nhậm, chúng ta cùng hắn đều chưa từng gặp mặt, không có chút nào quen a, ngươi cùng ta nói thật, Xích Đạo vốn liếng Lâm trận đổi tướng, đến cùng là đang chơi cái gì xáo lộ. Mặc Hàm nở nụ cười, Nhâm Thiên Dã là Xích Đạo vốn liếng tân nhiệm CEO, ngoại tịch người Hoa. Người ta cùng ta căn bản không tại một cái phương diện bên trên, có thể nói Xích Đạo vốn liếng ngoại trừ Loan Tổng chính là hắn quyền lực lớn nhất. Hứa Thuần Lương nói, đi qua ta làm sao không nghe nói. Mặc Hàm nói, Xích Đạo vốn liếng sự tình còn muốn hướng người báo cáo a. Người quản nhiều cục. Hứa Thuần Lương nói, ngày mai đàm phán ngươi sẽ tham gia sao. Mặc Hàm lắc đầu, chủ động bưng lên bia uống một hớp nói, có chuyện ta còn chưa kịp nói cho ngươi, ta từ chức. Cái gì? Mặc Hàm nói, không có nghe rõ a, ta đã không tại Xích Đạo vốn liếng. Hứa Thuần Lương nói, có lầm hay không a, ngươi làm việc làm sao có đầu không đuôi a, lúc trước đầu tư bệnh viện chúng ta cũng là ngươi chủ động tìm tới cửa, hiện tại đến cuối cùng đàm phán giai đoạn, ngươi vỗ mông đi, đem sự tình đặt xuống cho người khác, ngươi đặt xuống liền đặt xuống đi, tốt xấu sớm cho ta biết một tiếng, nếu là ta đêm nay không đem ngươi hẹn ra, ngươi có phải hay không còn không có ý định nói cho ta? Mặc Hàm nói, không có ý tứ a, rời chức là ta cá nhân lựa chọn, ta luôn cảm thấy chuyện này cùng các ngươi song phương chuyện hợp tác quan hệ không lớn, ta đối Xích Đạo vốn liếng không có trọng yếu như vậy, đối ngươi càng không có như vậy trọng yếu. Hứa Thuần Lương thở dài, đưa tay hướng Mặc Hàm miệng bên trong lấp một con lột tốt tôm hùm, Mặc Hàm từ bắt đầu kháng cự đến bây giờ đã thích ứng, bất quá cái này tôm hương vị thật là không tệ. Hứa Thuần Lương nói, Loan Ngọc Xuyên làm sao bỏ được thả ngươi đi. Cái tốt nào cũng có kết thúc, ta cũng không có khả năng cả một đời đều ở tại cùng một nơi. Hứa Thuần Lương cười nói, cái kia ngược lại là, làm ăn đối với các người đám người này tới nói chỉ là một cái tiêu khiển. Mặc Hàm lạnh lùng nhìn qua hắn, ta làm sao nghe được ngươi trong lời nói có hàm ý đâu. Hứa Thuần Lương rút một tờ giấy giúp Mặc Hàm lau miệng, Mặc Hàm nói cút sang một bên. Hứa Thuần Lương gãy một chút lại cho nàng trà sát một chút, Mặc Hàm nhìn thấy hắn thuần thục gấp giấy động tác. Tức giận đến cầm lấy đũa liền muốn gõ đầu hắn. Một, Hứa Thuần Lương nói, đúng vậy, cho nên nói, ngươi người này chính là chó cắn Lữ Động Tân không biết nhân tâm tốt, ta lột tôm cho ngươi ăn, còn giúp ngươi lau miệng, ngươi thế mà muốn đánh ta. Mặc Hàm nói, ngươi ý đồ kia ta rất rõ ràng, yên tâm đi, bệnh truyền nhiễm viện đầu tư không có vấn đề. Hứa Thuần Lương nói, các ngươi cái kia mới tới CEO rốt cuộc là ai? Tài chính Tài Tuấn, Loan Tổng lão bằng hữu. Phi thường lợi hại. Hứa Thuần Lương nói, hiện tại là người đều tự xưng Tài Tuấn. Mặc Hàm nói, đúng thế, người cũng là thanh niên Tài Tuấn, cái này từ nhi hiện tại đã không đáng giá. Hai ta có thể đừng tương hỗ tổn thương sao? Hứa Thuần Lương lại gọi một con tôm nhét vào Mặc Hàm miệng bên trong. Mặc Hàm nói, đủ rồi, ta đã no đầy đủ, vẫn là ta giúp ngươi lột đi. Khó mà làm được, cùng nhau ăn cơm với ta, cái nào có thể để ngươi động thủ, đúng. Ta tìm ngươi chủ nếu không phải là bởi vì đầu tư bệnh viện sự tình. Mặc Hàm nói, cái kia còn có thể có chuyện gì a? Kỳ thật nàng vẫn luôn chờ lấy đàm luận cái đề tài này đâu, Hứa Thuần Lương chính là dùng xương rồng đem nàng câu ra. Hứa Thuần Lương nói, hai ngày trước, ta đi Nguy Sơn Hồ, trải qua dưới nước chìm thành thời điểm, phát hiện có người ở nơi đó khảo cổ. Hứa Thuần Lương lại đi Mặc Hàm miệng bên trong lấp một con tôm, Mặc Hàm biểu hiện được rất phối hợp.
chứng minh nàng nghe được dụng tâm, không có lưu ý đến những chuyện khác, cũng chứng minh cái này tôm hùm hoàn toàn chính xác ăn ngon. Hứa Thuần Lương đem ngày đó gặp được Tiết An Ninh sự tình nói một lần, Mặc Hàm nói, người ta khảo cổ cũng bình thường a, dù sao hết thảy thủ tục đều hợp pháp hợp quy. Hứa Thuần Lương nói, người nghe nói qua Nam Tiết Bắc Tạ tên tuổi sao? Mặc Hàm lắc đầu. Hứa Thuần Lương nói, Bắc Tạ chỉ đến chính là Tạ Bá Tường, người gặp qua. Nam Tiết gọi Tiết Nhân Trung, người này chính là Tiết An Ninh phụ thân, cái này Nam Tiết Bắc cảm ơn đi đều không phải là làm đang lúc nghề nghiệp, nhất là cái này Nam Tiết, đi qua nhưng đi vào qua nhiều lần, về sau lắc mình biến hóa nói là cải tà quy chính, bất quá ta cũng không tin cái này chó còn có thể sửa lại ăn món đồ kia. Nói xong lại thuần thục lấp một con tôm thịt đến Mặc Hàm miệng bên trong. Mặc Hàm nhíu mày, con hàng này có thể có cái gì hảo tâm nghĩ, cho nên ngươi liền liền Tiết An Ninh cũng hoài nghi bên trên. Hứa Thuần Lương nói, đúng rồi, Tiết An Ninh còn có cái đệ đệ gọi Tiết An Lương, người hẳn là rất quen a. Mặc Hàm nhẹ gật đầu, hắn là bạch giáo sư học sinh, làm sao? Hắn là Tiết Nhân Trung nhi tử. Hứa Thuần Lương cười tủm tỉm nhìn qua nàng, hắn cũng không tin Mặc Hàm đối với cái này hoàn toàn không biết gì cả. Vừa rồi sở dĩ nói Mặc Hàm bọn hắn đầu tư chỉ là vì tiêu khiển, là bởi vì Hứa Thuần Lương đã sớm xem thấu mục tiêu của bọn hắn là Hoàng đế nội kinh thiên dưỡng thiên. Nếu như không phải cùng cảm giác tiên tri mình so sánh, đám người này thu hoạch đã đầy đủ kinh người. Mặc Hàm nói, đừng nhìn ta như vậy, ta phiền nhất người cái dạng này. Hứa Thuần Lương nói, cái nào bộ dáng? Mặc Hàm nói, người tâm cơ quá sâu, mặt ngoài cùng ta hợp tác, nhưng trong lòng tràn ngập tính toán, mặt ngoài lộ ra tin tức cho ta, nhưng thật ra là đang len lén quan sát phản ứng của ta, hoài nghi ta cùng những sự tình này có quan hệ. Hứa Thuần Lương nói, ta thế nào cảm giác người ác nhân cáo trạng trước đâu? Hai ta đến cùng ai tính toán ai? Mặc Hàm nói, ta lại hướng người tuyên bố một lần, ta đã rời chức, từ nay về sau, ta không còn là Loan Ngọc Xuyên làm việc. Hứa Thuần Lương nói, đó chính là nói người đối xương rồng cũng không có hứng thú. Muốn vật kia làm gì? Loan Tổng hẳn là cảm thấy hứng thú, người nghĩ bán xương rồng tìm hắn. Mặc Hàm khẩu thị tâm phi nói. 10 giờ sáng. Đông Châu bệnh truyền nhiễm viện cùng Xích Đạo vốn liếng ở giữa liên quan tới đầu tư đàm phán chính thức cử hành. Đông Châu bệnh truyền nhiễm viện một phương đại biểu đúng giờ đi tới đàm phán hiện trường, nhưng Xích Đạo vốn liếng một phương đàm phán đại biểu lại chậm chạp chưa có thể đến. Nghiêm Hồi Ý cùng Phan Tuấn Phong rõ ràng có chút bất an, lần này đàm phán là đối phương mời bọn họ chạy tới, về tình về lý đều hẳn là tới đúng lúc, nhưng bây giờ thời gian đã qua 15 phút vẫn không thấy đối mới vừa tới. Lúc này một người thanh niên đi đến, hắn là người mới CEO Nhâm Thiên Giã trợ lý Tiểu Trình. Tiểu Trình áy náy nói, không có ý tứ mấy vị, Nhâm Tổng bởi vì đột nhiên có việc hôm nay không cách nào đến đây. Hứa Thuần Lương nhíu mày, Nhâm Tổng có nói gì hay không sự tình? Tiểu Trình nói, hắn không nói, chỉ nói là các vị đầu tư yêu cầu hắn sẽ suy nghĩ thật kỹ, bởi vì hắn vừa mới tiếp nhận Xích Đạo vốn liếng nghiệp vụ, cho nên phải cần một khoảng thời gian tới giải. Tin tưởng không lâu về sau, mọi người còn sẽ có cơ hội gặp mặt. Ai đều không phải người ngu, người ta nói như vậy ý là lần này sẽ không ở Nam Giang cùng bọn hắn gặp mặt. Nghiêm Hồi Ý khó nén vẻ thất vọng, có thể, đem, Nhâm Tổng phương thức liên lạc. Tiểu Trình cười nói, Nhâm Tổng nói sẽ chủ động liên hệ các ngươi. Hứa Thuần Lương đứng dậy, Nghiêm Viện, Phan Viện chúng ta đi thôi. Ba người rời đi phòng họp. Phan Tuấn Phong nhìn không được phàn nàn nói, bọn hắn có ý tứ gì? Đàm phán là bọn hắn định ra tới, chúng ta tới, bọn hắn thế mà không ai ra mặt, đã không có thành ý cần gì phải để chúng ta tới. Nghiêm Hồi Ý nói, nhưng, có thể là đổi mới lãnh đạo, cho nên người ta muốn một lần nữa, xét duyệt đầu tư kế hoạch. Hứa Thuần Lương nói, đi hắn xét duyệt, hắn không chào đón chúng ta còn không chào đón hắn đâu, được rồi, Xích Đạo vốn liếng không chịu ném. Ta khác tìm đầu tư đường tắt, không có tiền của bọn hắn chúng ta một dạng có thể đem bệnh viện xây. Nghiêm Hồi Ý nói, Tiểu Hứa, đừng nóng giận, thật bận rộn, nhiều mài. Kỳ thật từ tối hôm qua Mặc Hàm nói nàng đã rời chức, Hứa Thuần Lương liền dự cảm đến chuyện này có chút không đúng. Hôm nay quả thật xác nhận, xem ra vị này tân nhiệm CEO đối với đầu tư bệnh truyền nhiễm viện mới viện hứng thú không lớn. Phan Tuấn Phong nói, Tiểu Hứa, nếu không ngươi liên lạc một chút Mặc Tiểu Thư. Nhìn xem đến tột cùng tình huống như thế nào. Dù sao đi qua bệnh viện chúng ta hạng mục đều là nàng đang phụ trách. Hứa Thuần Lương nói, được. Đã phát sinh biến cố như vậy, bọn hắn cũng không cần phải tiếp tục ở lại nơi này đi,
nguyên bản bọn hắn liền định tại đàm phán về sau, buổi chiều đường về. Hiện tại loại tình huống này, Nghiêm Hồi Ý cùng Phan Tuấn Phong quyết định lập tức đường về, phần Hứa Thuần Lương, hắn kế hoạch lúc đầu chính là tại Nam Giang ngốc thêm mấy ngày. Hứa Thuần Lương cũng không có ý định ở chỗ này tiếp tục ở lại đi, Xích Đạo vốn liếng đầu tư kêu dừng, hắn cũng không cần thiết chiếm đối phương cái này tiện nghi, trả phòng sau đi Nam Giang tinh thần, dựa vào Hoa Trục Nguyệt cho hắn kẹt, hắn tại tất cả tinh thần từ cửa hàng hưởng thụ siêu cấp VIP đãi ngộ. Dựa theo hắn cùng Lục Minh ước định, Lục Minh hôm nay cũng tới đến Nam Giang, buổi chiều hắn còn phải bồi Lục Minh cùng một chỗ tiếp Bình Hải Văn Lữ người đứng đầu Hình Văn Hổ. Mặc Hàm đứng tại Long Cổ nhà bảo tàng thưởng thức gần nhất mới tới một nhóm văn vật, Loan Ngọc Xuyên cũng đi đến, không có lập tức quấy rầy Mặc Hàm. Mặc Hàm từ thủy tinh cái bóng bên trong nhìn chắp sau lưng Loan Ngọc Xuyên, lạnh nhạt nói, Loan Tổng, hôm nay làm sao có nhã hứng. Loan Ngọc Xuyên nói, Đông Châu Bệnh truyền nhiễm viện đầu tư kế hoạch bị kêu dừng, Nhâm Thiên Giã cũng không có mặt buổi sáng đàm phán. Mặc Hàm nói, đã mời hắn trở về, liền muốn tôn trọng hắn phương pháp làm việc. Loan Ngọc Xuyên thấp giọng nói, người này làm việc có chút không đi đường thường, có cần hay không nhắc nhở hắn một chút. Mặc Hàm nói, dùng người thì không nghi ngờ nghi người thì không dùng người, chuyện của hắn ngươi không muốn can thiệp. Loan Ngọc Xuyên nhẹ gật đầu. Mặc Hàm nói, Bạch Mộ Sơn lần trước tại Nguy Sơn đảo nhà máy rượu khảo cổ không thu hoạch được gì, người đối người này chuyên nghiệp năng lực có phải hay không quá phóng đại. Loan Ngọc Xuyên nói, hắn tại lịch sử khảo cổ phương diện năng lực không thể nghi ngờ. Mặc Hàm nói, vậy chính là có chỗ giấu giếm, biết chuyện không báo. Loan Ngọc Xuyên nói, người tại sao muốn từ chức? Mặc Hàm nói, ta sự tình không cần ngươi đã tới hỏi, Loan Tổng, làm tốt chính mình thuộc bổn phận sự tình, làm người trọng yếu nhất là phải có biên giới cảm giác. Loan Ngọc Xuyên biểu lộ trở nên có chút xấu hổ, Mặc Hàm rõ ràng là tại gõ chính mình. Hắn đem thoại đề về tới Nhâm Thiên Giã trên thân, gần nhất Nhâm Thiên Giã đang nghiên cứu Đông Châu Gia Niên Quảng Trường tư liệu. Ta hoài nghi hắn từ bỏ đầu tư Đông Châu Bệnh truyền nhiễm viện, có phải hay không để mắt tới Gia Niên Quảng Trường. Căn cứ ta đạt được tin tức, chính đạo chí nghiệp đã chuẩn bị cầm xuống Gia Niên Quảng Trường, bối cảnh của bọn hắn ngài là biết đến, Xích Đạo vốn liếng cùng bọn hắn cạnh tranh là không sáng suốt. Mặc Hàm nói, tên của ngươi hạ cũng không chỉ Xích Đạo vốn liếng một công ty, về sau ngươi có thể đem chú ý phương hướng thả tại những công ty khác phía trên, chuyện đầu tư ngươi một mực giao cho Nhâm Thiên Giã. Năng lực của người này xa tại ngươi trên ta. Loan Ngọc Xuyên nói, ta luôn cảm thấy người này có chút kỳ quái, cùng hắn chung đụng thời điểm ta đánh đáy lòng cảm thấy không nỡ. Mặc Hàm nói, cho nên ta khuyên ngươi rời xa hắn, ta cũng chọn rời đi Xích Đạo vốn liếng. Loan Ngọc Xuyên trong lòng thầm nghĩ, đó cùng tướng Xích Đạo vốn liếng chắp tay dâng tặng cho Nhâm Thiên Giã lại có gì khác biệt. Nhâm Thiên Giã đến tột cùng là ai, hắn cùng Mặc Hàm lại là quan hệ như thế nào? Nàng sẽ đem trên trăm ước tài chính giao cho Nhâm Thiên Giã vận hành. Tại thương nói thương, Loan Ngọc Xuyên từ đầu tư góc độ xuất phát, kiến thiết tân y viện cũng muốn so tiếp nhận quảng trường thương mại có tiền cảnh nhiều lắm, hiện tại thực thể thương nghiệp nhận mạng lưới tiêu thụ xung kích quá mọi người đều tại chuyển hình, bọn hắn không có lý do đi ngược dòng nước. Mặc Hàm nói, về sau người ta tận lực ít gặp mặt. Loan Ngọc Xuyên nội tâm trở nên càng phát ra nặng nề. Mặc Hàm sở dĩ rời đi Xích Đạo vốn liếng không phải là không có nguyên nhân, nàng nhất định tại lẩn tránh một loại nào đó phong hiểm. Loan Ngọc Xuyên gặp Nhâm Thiên Giã số lần mặc dù không nhiều, nhưng là người này mang đến cho hắn một cảm giác thâm bất khả trắc, hắn bỗng nhiên tỉnh ngộ lại, mình cái gọi là không nỡ là cái gì. Đó là một loại nguy hiểm. Bên ngoài truyền đến tiếng bước chân, lại là Bạch Mộ Sơn học sinh Tiết An Lương đến. Loan Ngọc Xuyên lấy cớ có việc rời đi. Hôm nay Bạch Mộ Sơn cũng không tại nhà bảo tàng. Tiết An Lương đi vào Mặc Hàm bên người, cung kính nói, Mặc tiểu thư, người tìm ta. Mặc Hàm nói, muốn cho ngươi giúp ta giới thiệu một chút những này mới tới văn vật. Lục Minh đi theo Hứa Thuần Lương cùng đi đến Hình Văn Hổ văn phòng, nếu như không có Hứa Thuần Lương hỗ trợ dẫn tiến, Hình Văn Hổ là không hứng thú cùng gặp mặt hắn. Hứa Thuần Lương cho Hình Văn Hổ mang theo lễ vật, Đông Châu đặc biệt sản Hán huyện thịt chó. Hình Văn Hổ nói, tiểu tử ngươi có thể tặng lễ đều đưa đến phòng làm việc của ta, để người khác nhìn thấy không phải nói ta mục nát Hứa Thuần Lương cười nói, liền nói ngươi nhi tử để cho ta hỗ trợ mang tới. Hình Văn Hổ nhi tử Hình Vĩnh Tiến trước mắt tại Đông Châu công việc, Hình Văn Hổ cảm khái nói, hắn cũng không có lòng này con mắt, IQ quá thấp, cùng ngươi không cách nào so sánh được. Lục Minh liền đứng ở một bên bồi cười,
trong lòng đối Hứa Thuần Lương thật sự là bội phục, lặng lẽ người ta quan hệ này, cùng Tỉnh Văn Lữ người đứng đầu chỗ đến cùng hai anh em, loại cảm tình này xem xét chính là trải qua khảo nghiệm tuyệt không phải dung tục cồn khảo nghiệm. Hứa Thuần Lương lúc này mới đem Lục Minh giới thiệu cho Hình Văn Hổ nhận biết. Lục Minh mau tới vươn về trước ra hai tay, Hình bí thư ngài tốt, ta gọi Lục Minh, Lục Địa Lục, Minh Bạch Minh, vừa mới tiếp nhận thượng cấp bổ nhiệm phụ trách Đông Châu Văn Lữ công việc. Hình Văn Hổ nói, người cùng Tiểu Hứa là bạn tốt. Hình Văn Hổ minh bạch đây, phổ thông quan hệ Hứa Thuần Lương cũng sẽ không đích thân đưa đến trước mặt hắn. Lục Minh liên tục gật đầu nói, cởi mở anh em tốt. Hình Văn Hổ cười nói, chúng ta thể chế bên trong cũng không hưng nghĩa khí giang hồ, bất quá a, có thể đem quan hệ chỗ đến cởi mở, phối hợp lại công việc khẳng định là như hổ thêm cánh, đều ngồi đi, đến nơi này của ta không cần câu thúc. Hứa Thuần Lương cùng Lục Minh ngồi xuống. Hình Văn Hổ thư ký qua tới cho bọn hắn mỗi người đưa một ly trà. Hình Văn Hổ nói, Lục Minh, người lúc này ra phụ trách Đông Châu Văn Lữ công việc, có chút thụ mệnh tại nguy nan thời điểm ý tứ, phải làm cho tốt đối diện khó khăn chuẩn bị tư tưởng. Hứa Thuần Lương nói, Hình bí thư, người cũng đừng hù dọa hắn. Lục Minh cười nói, Hình bí thư, thực không dám giấu giếm, ta đi qua một mực xử lý mạng lưới công tác giam quản, không có Văn Lữ phương diện kinh nghiệm làm việc. Cho nên lần này đặc địa đến Nam Giang thỉnh giáo Hình bí thư, Đông Châu Văn Lữ ứng nên đi đi nơi đâu, hy vọng Hình bí thư có thể chỉ cho ta dẫn phương hướng. Hình Văn Hổ nói, Uông Kiến Minh có thể a, tại dùng người phương diện thật đúng là xuất kỳ bất ý, người đừng tìm ta chỉ phương hướng, mỗi tòa thành thị đều có mỗi tòa thành thị đặc sắc, với ta mà nói, ta hy vọng Bình Hải các nơi thị Văn Lữ công việc trăm hoa đua nở, khỏe mạnh phát triển, đừng làm đến liên miên bất tận, đem các người bản địa đặc sắc phát dương quang đại, kỳ thật. Ta không có cảm giác được các người Đông Châu Văn Lữ phương hướng đi nhầm, chính là đi, có chút sinh không gặp lúc, mỗi lần vừa làm ra chút manh mối liền tao ngộ tình trạng. Hứa Thuần Lương nói, còn không phải sao, chúng ta Đông Châu Văn Lữ nhiều tai nạn, trong tỉnh được nhiều cho chúng ta một chút chính sách, trợ giúp chúng ta vượt qua nan quan. Hình Văn Hổ nói, ta đã nói rồi, đưa ta thịt chó chuẩn không có chuyện tốt, có chuyện gì nói đi. Ba người đều nở nụ cười. Hứa Thuần Lương đem trong thành phố tướng Văn Lữ Cục cùng Bộ Chỉ huy tháo gỡ ra tới sự tình nói, sau đó lại cho tới Tế Châu Thị Văn Lữ Cục liên hợp Tề Lỗ Tỉnh Cục Văn hóa khảo cổ đối dưới nước chìm thành triển khai khảo sát sự tình. Hình Văn Hổ nghe nghe lông mày liền nhíu lại, dưới nước chìm thành khu hành chính vẽ lên thuộc về chỗ nào. Lục Minh mở ra cặp công văn, đem địa đồ đem ra, đưa đến Hình Văn Hổ trước mặt, từ phân ranh giới bên trên hẳn là hai bên đều chiếm hữu một bộ phận, nơi này một mực không có tiến hành khảo cổ. Cho nên cũng không có bị liệt là văn phiếu bảo hành vị, ta đoán chừng Tế Châu lần thi này cổ dưới nước chìm thành, bước kế tiếp chính là tướng dưới nước chìm thành liệt vào Tề Lỗ tỉnh trọng điểm văn vật bảo hộ đơn vị. Hình Văn Hổ cả giận nói, quá mức, coi như khảo cổ, cũng nên cùng chúng ta Bình Hải lên tiếng kêu gọi, mọi người có thể tiến hành liên hợp khảo cổ nha. Hứa Thuần Lương sợ lửa không đủ vượng, lại thêm mang củi, ta xem người ta không muốn cùng chúng ta liên hợp. Hình Văn Hổ nói, ta lập tức tìm bọn hắn thương lượng. Hứa Thuần Lương nói, đừng a, ta cảm thấy loại chuyện này, hẳn là trước điều tra lấy chứng, bọn hắn có thể khảo cổ, chúng ta cũng có thể a, mà lại chúng ta có hay không có thể trước tiên đem kia phiến thủy vực cho quay lại, liệt vào Bình Hải tỉnh trọng điểm văn phiếu bảo hành vị. Hình Văn Hổ một mặt nghi ngờ nhìn qua Hứa Thuần Lương. Hứa Thuần Lương nói, Hình bí thư, người làm sao nhìn như vậy ta? Hình Văn Hổ nói, tiểu tử ngươi không phải đang động tác võ thuật ta đi. Hứa Thuần Lương nói, người như thế đại lãnh đạo, nhìn xa trông rộng, nhìn rõ mọi việc, ta chính là nghĩ xáo lộ người cũng không có bản sự kia. Hình Văn Hổ hướng Lục Minh nói, Lục Minh, ngươi nói hắn có phải hay không đang động tác võ thuật ta? Lục Minh nói, không có khả năng, Thuần Lương đối với ngài kia là tương đương tôn trọng, hắn ở sau lưng thường xuyên đề cập với ta khởi người. Nói nếu là hệ thống vệ sinh cũng có người dạng này ý chí rộng lớn, ánh mắt rộng lớn lãnh đạo liền tốt. Hình Văn Hổ ha ha cười một tiếng, khó trách người hai có thể trở thành hảo bằng hữu, Ngưu tầm Ngưu, Mã tầm Mã A. Đi, vậy ta hỏi ngươi, vì cái gì các ngươi Đông Châu không trước tiên đem kia phiến thủy vực bảo vệ? Trước liệt vào Đông Châu thị trọng điểm văn vật bảo hộ đơn vị nha, cái này cấp bậc đến từng bước một tăng lên, các ngươi làm ta nơi này là làm bán buôn, tỉnh trọng điểm văn phiếu bảo hành vị nói phát liền phát. Vậy phải xem văn vật giá trị. Lục Minh liên tục gật đầu, tại tỉnh Văn Lữ người đứng đầu trước mặt, hắn cũng không dám giống Hứa Thuần Lương như thế không chút kiêng kỵ nói chuyện. Hứa Thuần Lương nói, Hình bí thư, binh đối binh tướng đối với tướng,
người ta tỉnh cục văn hóa khảo cổ đều xuất động, chúng ta Đông Châu là cái địa cấp thành phố, cùng người ta không ngang nhau à, ta không phải không đi ngăn cản, ta lúc ấy còn nhắc nhở bọn hắn tới, cũng đừng nói người ta lãnh đạo, liền liền một cái đội khảo cổ viên đều đối ta hờ hững lạnh lẽo, ta lúc đầu cũng rất sinh khí, nhưng về sau một suy nghĩ, người ta nói đến cũng rất có lý, bọn hắn nói, văn vật là quốc gia, các ngươi không khảo sát không bảo vệ còn không cho người ta khảo sát bảo vệ. Hình Văn Hổ nói, ai nói chúng ta không khảo sát không bảo vệ. Nói nhảm, các ngươi Đông Châu Văn Lữ Cục là quản ăn cái gì? Lục Minh, ta phải phê bình ngươi. Lục Minh trong lòng kêu oan, mắc mớ gì tới ta mới lên đảm nhiệm được rồi, nhưng trên mặt cũng phải biểu hiện ra khiêm tốn tiếp nhận phê bình dáng vẻ. Hình Bí Thư, người một mực phê bình, có cái gì làm đến không địa phương tốt ta lập tức đổi chính. Còn để cho ta cho ngươi chỉ phương hướng. Đông Châu đặt vào tốt như vậy văn lữ tài nguyên các ngươi không đi mở phát không đi bảo hộ. Lục Minh nói, ta lập tức sẽ làm, lần này trở về, ta lập tức tổ chức chuyên gia tiến hành khảo cổ, bất quá thủ tục phương diện khả năng cần một chút thời gian. Hình Văn Hổ vung tay lên, thủ tục vấn đề tận lực đơn giản hóa, cái nào bộ môn dám kẹt các ngươi cổ ngươi một mực tới tìm ta. Lục Minh chờ chính là hắn câu nói này, Hình Bí Thư, dưới nước khảo cổ độ khó tương đối lớn. Chúng ta khả năng cần tương quan chuyên gia ủng hộ và trợ giúp. Hình Văn Hổ nói, muốn chính sách cho chính sách, muốn người cho người ta, đòi tiền trước tìm các ngươi Đông Châu lãnh đạo thành phố muốn đi. Hứa Thuần Lương nói, Hình Bí Thư ta liền thích người loại này lôi lệ phong hành phong cách làm việc. Lục Minh nói, ta cái này đi an bài. Hắn nhìn ra Hình Văn Hổ cùng Hứa Thuần Lương khả năng còn có lời muốn đơn độc trò chuyện, hôm nay hắn tới mục đích chủ yếu là nhận thức một chút lãnh đạo cấp trên. Hiện tại mục đích chẳng những đạt đến còn vượt mức hoàn thành. Lục Minh rời đi về sau, Hứa Thuần Lương đem Uông Kiến Minh để hắn kiêm chức phụ trách cấp quốc gia nghỉ phép du lịch khu kiến thiết bộ chỉ huy sự tình nói cho Hình Văn Hổ. Hình Văn Hổ cho rằng là công việc tốt, chứng minh Uông Kiến Minh đối Đông Châu Văn Lữ công việc là coi trọng, mặc dù Đông Châu Văn Lữ cục thành lập tới nay khó khăn trắc trở không ngừng, nhưng không trải qua mưa gió làm sao gặp cầu vồng. Trước đây đem va chạm chạm đều kinh lịch. Tiếp xuống nên nghênh đón một đoạn đường bằng phẳng. Hình Văn Hổ lần trước tiến về tham gia Đông Châu Văn Miếu cắt băng, đối Trương lão thái trước mặt mọi người kêu oan sự tình ký ức vẫn còn mới mẻ, hỏi thăm sự kiện kia hiện đang điều tra kết quả thế nào. Hứa Thuần Lương nói, trước mắt lúc trước dính đến sự kiện kia mấy cái người hiểm nghi đều bị bắt lại, cụ thể tình tiết vụ án còn đang thẩm lý bên trong, văn vật cũng truy hồi mấy kiện. Hình Văn Hổ nói, các người Đông Châu Văn Lữ muốn từ chuyện này hấp thụ giáo huấn. Tuyệt đối không nên lại phát sinh chuyện giống vậy kiện. Hứa Thuần Lương nói, chuyện này chỉ sợ không có đơn giản như vậy, chúng ta Đông Châu gần nhất chuyện phiền toái tầng tầng lớp lớp. Đúng, người còn nhớ rõ Phan Vệ Đông sao? Hình Văn Hổ đương nhiên nhớ kỹ, lúc trước hắn khuê nữ bị Mã Trung áp chế, hắn dưới cơn nóng giận lợi dụng tự thân lực ảnh hưởng, tại Nam Giang nhắc lên một trận oanh oanh liệt liệt sấm mùa xuân hành động, ảnh hưởng lớn nhất chính là tàng ô nạp cấu OMMIA hộp đêm. Cái kia Phan Vệ Đông chính là hộp đêm lão bản. Hứa Thuần Lương đem Phan Vệ Đông hai ngày trước tại Đông Châu bên đường gặp chuyện sự tình nói. Hình Văn Hổ nói, như thế nói đến, những chuyện này phía sau đều có nguyên nhân, gia niên quảng trường hủy hoại hán mộ, tư tàng văn vật án cũng là người hữu tâm báo cáo. Hắn từ trên bàn trong hộp thuốc lá rút ra một điếu thuốc, Hứa Thuần Lương móc ra bật lửa giúp hắn đốt. Hình Văn Hổ hít một hơi thuốc lá nói, Thuần Lương a. Có một số việc không cần thiết đánh vỡ nồi đất hỏi đến tột cùng, cũng không tới phiên ngươi đi giải quyết. Các ngươi Uông thư ký là người thông minh, ngươi có thể thấy rõ sự tình, hắn khẳng định so ngươi rõ ràng hơn. Hứa Thuần Lương nhẹ gật đầu, trên một điểm này Hình Văn Hổ nhìn rất chuẩn. Hứa Thuần Lương cũng không nhiều trì hoãn, trò chuyện xong việc tình liền cáo từ rời đi, phát hiện điện thoại di động của mình rơi trên xe. Lục Minh còn tại bãi đỗ xe chờ lấy hắn, nhìn thấy Hứa Thuần Lương tới. Lục Minh thuốc lá cho bóp, Thuần Lương, người điện thoại di động vang lên nhiều lần, nhìn xem có phải hay không có việc gấp. Hứa Thuần Lương cầm điện thoại di động lên nhìn thoáng qua, mấy điện thoại đều là biểu muội Chân Thuần đánh tới, Hứa Thuần Lương cho nàng về tới, nguyên lai Chân Thuần cũng tại Nam Giang, nàng ban đêm cùng bạn trai Chu Đức Minh cùng đi Chu thư ký trong nhà ăn cơm, trong lúc vô tình nâng lên Hứa Thuần Lương cũng tại Nam Giang sự tình, Chu thư ký để nàng gọi Hứa Thuần Lương tới dùng cơm. Hứa Thuần Lương ban đêm vốn là cùng Lục Minh đã hẹn cùng đi uống rượu, Lục Minh nghe nói chuyện này, để hắn đi trước Chu thư ký bên kia, hai người bọn hắn lúc nào uống rượu đều như thế. Lục Minh dự định đi lội tỉnh cục văn hóa khảo cổ, cùng ngành tương quan bàn bạc một chút, đây không phải vừa mới Hình Bí Thư lên tiếng,
mau thừa dịp còn nóng rèn sắt đem khảo cổ dưới nước chìm thành sự tình xếp vào nhật trình. Lục Minh trước tiên đem Hứa Thuần Lương đưa đến Chu thư ký chỗ ở cư xá, Hứa Thuần Lương nhanh đến cho lúc trước Trần Thuần phát cái tin. Đi vào cư xá trước, nhìn thấy Chu Đức Minh đã chờ ở cửa. Hứa Thuần Lương lúc xuống xe, Lục Minh từ dương phía sau cho hắn cầm điểm thổ đặc sản, đi Chu thư ký nhà cũng tay không không tốt. Chu Đức Minh cười đón, Thuần Lương, để ngươi tới dùng cơm, làm sao còn mua đồ. Hứa Thuần Lương nói, Đông Châu đặc sản, đưa cho Chu thư ký nếm thử. Chu Đức Minh nói cho Hứa Thuần Lương, nãi nãi đến Nam Giang, cùng Trân Thuần nói chuyện trời đất thời điểm biết được Hứa Thuần Lương tại Nam Giang, lão thái thái đặc biệt muốn gặp hắn. Sau khi vào cửa, Trân Thuần ra đón ca, người làm sao mới đến a? Kể từ cùng Chu Đức Minh yêu đương về sau, cô nàng này tiếng phổ thông cũng là đột nhiên tăng mạnh. Hứa Thuần Lương nói, ta đến Nam Giang cũng không phải chơi, ta phải trước tiên đem công việc xử lý tốt. Chu lão thái nghe tiếng từ phòng bếp bên trong đi ra. Nhìn thấy Hứa Thuần Lương mừng rỡ con mắt đều nheo lại, tiểu Hứa. Còn nhớ rõ ta không? Hứa Thuần Lương cười nói, Chu nãi nãi, ta sao có thể quên người đâu, ta còn dự định qua trận cùng Trân Thuần cùng đi ngài nhà thăm viếng người đâu. Chu lão thái cười nói, nghe ngươi nói chuyện ta liền cao hứng. Chu thư ký phu nhân Thư Giao cũng ra, cùng Hứa Thuần Lương lên tiếng chào hỏi, hướng Chu lão thái nói, mẹ, người đi nói chuyện phiếm đi, phòng bếp giao cho ta. Chu lão thái nói, giao cho ngươi, ngươi được không? Lão thái thái quay người lại đi phòng bếp. Thư Giao có chút lắc đầu bất đắc dĩ, nàng cái này bà thái độ đối với nàng một mực như thế, chưa hề đều không có tốt hơn, lúc đầu dự định mang nàng cùng đi Nam Giang sinh hoạt, nhưng nàng không phải kiên trì về nhà, lần này nếu như không phải Chu Đức Minh đi đón nàng đến Nam Giang hai ngày nữa, lão thái thái còn không nguyện ý tới. Thư Giao nói, người Chu thúc tại thư phòng đâu? Chu Đức Minh mang theo Hứa Thuần Lương đi thư phòng, Chu thư ký đang ở bên trong gọi điện thoại, Hứa Thuần Lương vốn định lui ra ngoài, Chu thư ký lập tức cùng đối phương nói khách tới nhà, không tán gẫu nữa, cúp điện thoại hướng Hứa Thuần Lương chiêu ngoắc, Thuần Lương, đến, tiến đến ngồi. Hứa Thuần Lương đi hắn bàn đọc sách đối diện ngồi xuống. Chu thư ký nói, tiểu tử ngươi đến Nam Giang cũng không biết sang đây xem ta, nếu không phải ta để Trân Thuần mời ngươi, ngươi còn không có ý định tới đúng hay không? Hứa Thuần Lương nói, Chu thư ký, ta kỳ thật đã sớm nghĩ đến, bất quá gần nhất công tác thật có chút bận bịu, lần này tới Nam Giang cũng là vì công việc. Chu thư ký nói, ta đều rời đi Đông Châu, ngươi gọi ta Chu thúc đi, hai chúng ta nhà không cần đến khách khí như vậy. Mặc dù Chu thư ký công việc biến động, nhưng Trân Thuần cùng Chu Đức Minh tình cảm tiến triển phi thường thuận lợi, hai nhà người đối bọn hắn yêu đương cũng phi thường ủng hộ. Hứa Thuần Lương kêu một tiếng Chu thúc. Lúc này Chu Đức Minh cho hắn đưa một ly trà tới, hướng hắn cười cười, quay người lại đi. Chu thư ký nói, ký kết sự tình thuận lợi sao? Hứa Thuần Lương lắc đầu, ăn ngay nói thật, dù sao loại sự tình này đều không phải là bí mật, cũng không có gì có thể giấu giếm, cũng không có trông cậy vào Chu thư ký có thể giúp một tay. Mặc dù Chu thư ký trước mắt tại tỉnh Nhân Đại Tài chính Kinh tế Ủy viên sẽ nhậm chức, nhưng trong tay hắn cũng không tính thực chất quyền lực. Chu thư ký nói, ta ngược lại thật ra nhận biết một chút chuyên gia tài chính, nếu không ta giới thiệu ngươi nhận thức một chút. Hứa Thuần Lương cười nói, tạ ơn Chu thúc, không cần, nghĩ đầu tư bệnh viện chúng ta nhiều hơn, chủ muốn cái này xích đạo vốn liếng là cái thứ nhất tìm tới cửa, lúc đầu cũng phi thường thuận lợi, nhưng gần nhất bọn hắn đột nhiên đổi một cái CEO, vị này CEO vừa lên đảm nhiệm liền đem đầu tư bệnh viện chúng ta kế hoạch cho phủ định. Chu thư ký nói, đầu tư chữa bệnh tuyệt đối là một cái tốt hạng mục a. Đã có kinh tế lợi ích lại có xã hội hiệu quả và lợi ích, thật không biết hắn là nghĩ như thế nào. Hứa Thuần Lương nói, đoán chừng là có càng kiếm tiền hạng mục, đám này làm đầu tư truy cầu lợi ích tối đại hóa, bọn hắn mới không cân nhắc cái gì xã hội hiệu quả và lợi ích. Chu thư ký nói, đưa vào đầu tư là chuyện tốt, bất quá đối với nhà đầu tư nhất định phải cẩn thận khảo sát, Trường Hưng bệnh viện chính là các ngươi vết xe đổ. Hứa Thuần Lương nói, Chu thúc nói đúng, bất quá Trường Hưng hiện tại cũng đổi chủ. Hoa Niên tập đoàn đem trong tay cổ phần chuyển cho Tế Thế chữa bệnh đầu tư công ty trách nhiệm hữu hạn. Chu thư ký thở dài nói, lúc trước Trường Hưng bệnh viện làm công tư hợp doanh thí điểm, hiện tại xem ra chữa bệnh cải cách đảm nhiệm nặng lại đường xa, bước chân vẫn là không thể bước quá lớn. Hứa Thuần Lương nói, Chu thúc, gần nhất đến Đông Châu đầu tư rất nhiều người, Quốc Tự Hào Hoa Đầu, Bán Đảo Nhạc Tinh, còn có Đại Địa Sản Thương Chính Đạo Chí Nghiệp, Đông Châu thế nào liền có lớn như vậy lực hấp dẫn. Chu thư ký cười nói, mọi thứ không thể chỉ nhìn bề ngoài, đầu tư tăng lên, phiền phức cũng tăng lên,
liền nói ra niên quảng trường sự kiện kia, sớm không bộc muộn không bộc, không phải tuyển tại văn miếu cắt băng thời điểm, nhà đầu tư cùng chính phủ ở giữa đánh cờ từ đầu đến cuối tồn tại, một cái nghĩ ngay tại chỗ thu hoạch được lợi ích lớn nhất, một cái nghĩ giữ gìn lợi ích của dân chúng, lợi dụng nhà đầu tư tiền phát triển kinh tế địa phương, song phương điểm xuất phát không giống, sinh sinh mâu thuẫn là tất nhiên, như thế nào hóa giải mâu thuẫn, muốn nhìn địa phương lãnh đạo trí tuệ. Hứa Thuần Lương trong lòng thầm nghĩ, Chu thư ký lúc trước cũng là bởi vì không có đem mâu thuẫn xử lý tốt, cho nên mới ảm đạm rời đi Đông Châu, như thế nói đến, hiện tại Uông Kiến Minh gặp phải áp lực không thể so với hắn nhỏ. Hứa Thuần Lương đem cấp quốc gia nghỉ phép khu kiến thiết bộ chỉ huy theo văn lữ cục độc lập ra sự tình nói, Chu thư ký nghe xong, suy tư trong chốc lát nói, kỳ thật Nguy Sơn Hồ tự nhiên tài nguyên rất tốt, nếu như có thể cùng Tế Châu lấy thừa bù thiếu, cộng đồng phát triển, chẳng mấy chốc sẽ trở thành Đông Châu một tòa thành thị điểm sáng. Chu thư ký đối Uông Kiến Minh cũng không hiểu rõ, dựa theo hắn thông thường tư duy, Uông Kiến Minh là sẽ không trọng điểm phát triển Nguy Sơn đảo phong quang nghỉ phép khu, dù sao lúc trước đại lực đề xướng cấp quốc gia nghỉ phép khu kiến thiết chính là mình, làm kế nhiệm, bình thường sẽ không vì tiền nhiệm phác họa bản thiết kế làm rạng rỡ thêm vinh dự, hao tâm tổn trí đi chứng minh tiền nhiệm quyết sách anh minh. Chu thư ký hai ngày trước đi Đông Châu Văn Miếu cắt băng thời điểm, càng ấn chứng ý nghĩ của hắn. Uông Kiến Minh đối Nguy Sơn Hồ cấp quốc gia nghỉ phép khu không nói tới một chữ, hiện tại chuyện xưa nhắc lại, hẳn là hắn chuẩn bị hai cái đùi đi đường, không dám tướng bảo toàn đều áp tại Đông Châu Lão Thành khu lịch sử văn mạch trùng kiến bên trên. Chu thư ký nói, ta nghe nói một tin tức, chính đạo chí nghiệp muốn thu mua gia niên quảng trường, cái này chính đạo chí nghiệp là Uông chính đạo một tay khai sáng. Uông chính đạo, Chu thư ký nhẹ gật đầu, cười cười nói, cùng ngươi không có quan hệ gì. Người đem bản chức công việc làm tốt so cái gì đều mạnh. Hứa Thuần Lương nghe ra Chu thư ký là tại thiện ý nhắc nhở mình, nhắc nhở hắn không nên cùng Uông Kiến Minh đi được quá gần, cho dù Uông Kiến Minh là Đông Châu thị người đứng đầu, nhưng là quay chung quanh ở bên cạnh hắn quan hệ rắc rối phức tạp. Chu thư ký cũng không muốn người trẻ tuổi này bị người lợi dụng, càng không muốn hắn dính đến mẫn cảm sự tình bên trong đi. Mặt trời chiều ngã về Tây, Kiều Viễn Giang chuẩn bị thu cán. Hắn hiện tại còn lại yêu thích duy nhất chính là câu cá. Lúc này có người kéo trong nước cá hộ, bên trong con cá lanh lợi, kích thích một mảnh tiếng nước. Kiều Viễn Giang thấy rõ người tới là Đường Kinh Vĩ thời điểm, khóe môi cơ bắp không tự chủ được co quắp một chút. Thu hoạch rất tốt nha. Đường Kinh Vĩ tướng cá hộ buông ra, dùng chuẩn bị xong khăn tay xoa xoa tay, tiện tay ném xuống đất. Kiều Viễn Giang nói, thích liền tặng cho ngươi. Đường Kinh Vĩ ha ha cười nói, Kiều bí thư trà đại phương a, đáng tiếc a, ta không thích ăn cá, ta nhớ được ngươi cũng không thích, ngươi thích câu cá, các ngươi câu cá người có phải hay không đều đặc biệt hưởng thụ con cá cắn câu cảm giác. Kiều Viễn Giang nghe được hắn nói bóng gió, lạnh nhạt nói, vậy cũng phải phân cái gì cá. Đường Kinh Vĩ nói, cá lọt lưới. Kiều Viễn Giang bên trong bắt đầu lo lắng, có con cá cắn câu, thế nhưng là hắn cũng không nhấc cán, bởi vì hắn đã không có tâm tình. Đường Kinh Vĩ nói, người đời này cũng coi như bình an, kỳ thật người a, trọng yếu nhất chính là bình an, có năng lực đi nữa thì thế nào? Để người bản lãnh lớn, đến cuối cùng là sinh là chết cũng không biết. Kiều Viễn Giang lạnh lùng nói, đi qua nhiều năm như vậy sự tình, còn sách hắn làm gì? Đường Kinh Vĩ nói, đó là người thân đệ a, sao có thể quên đâu? Đệ ta lừa ta hại ta, nhưng bây giờ hắn rơi xuống khó, ta không có chút nào ghi hận hắn. Ta vẫn nghĩ hết tất cả biện pháp vì hắn thoát tội, các ngươi cái này chồng gia đình thân tình thật sự là lương bạc. Kiều Viễn Giang nói, hai huynh đệ các ngươi đi cho tới hôm nay, có hay không từ tự thân tìm nguyên nhân. Không nên đem tất cả sai lầm đều thuộc về tội trạng đến trên thân người khác. Đường Kinh Vĩ nói, ta nhưng không trách ngươi, Kiều Lão không nhìn lầm ngươi, ngươi năng lực cứ như vậy lớn, làm không là cái gì đại sự, mặc dù ngươi là ta sự tình cũng tận lực, nhưng khởi không đến bất luận cái gì hiệu quả. Kiều Viễn Giang nói, chuyện của các ngươi quá lớn, ta bình không được. Đường Kinh Vĩ nói, bình không được cũng không thể bỏ đá xuống giếng a, ta không nói ngươi, ta nói ngươi bảo bối chất tử, hắn so ngươi lợi hại a. Cá phù một lần nữa hiện lên, con cá thoát câu. Đường Kinh Vĩ nói, thoát câu. Kiều Viễn Giang nói, coi như cho cá ăn. Đường Kinh Vĩ nói, ta hâm mộ ngươi, còn có tâm tình câu cá, ta không thể được, ta hiện tại cả đêm đều mất ngủ a. Hoa Niên mặc dù tao ngộ nợ nần nguy cơ, nhưng cũng không phải là không có thuốc chữa loại kia, chỉ cần ngân hàng duỗi đem tay, ta liền có thể chậm qua một hơi này, nhưng các ngươi những người này a, chính là không chịu để cho ta chậm qua khẩu khí này.
thất phu vô tội hoài bích kỳ tội, có ít người nhìn chúng trong tay của ta đồ vật, ta nhất định phải nhường lại. Kiều Viễn Giang nhìn chằm chằm bình tĩnh mặt nước, tâm tình lại giống như thủy triều lên lên xuống xuống. Đường Kinh Vĩ nói, xuất huyết nhiều ta nhận, chỉ phải cho ta lưu con đường sống, cho nhi tử ta lưu con đường sống, nhưng các ngươi không chịu a, giết chết nhi tử ta, đem đệ đệ ta đưa vào ngục giam, còn muốn cho ta hoàn toàn không có chỗ có phải hay không nhất định phải ta chết các ngươi mới cam tâm. Chẳng lẽ các ngươi liền không sợ? Kiều Viễn Giang đưa tay đi sờ thuốc, lại sờ soạng cái không. Đường Kinh Vĩ móc ra bản thân thuốc lá cho Kiều Viễn Giang bên trên một chi, lại giúp hắn đốt. Kiều Viễn Giang hít một hơi thuốc lá nói, ngươi có phải hay không có hiểu lầm gì đó? Đường Kinh Vĩ nói, không có có hiểu lầm, ngươi cũng không cần sợ hãi, ta không nghĩ tới muốn đối phó ngươi, oan có đầu nợ có chủ, ta không phải không giảng đạo lý ngươi. Kiều Viễn Giang thở dài nói, thu tay lại đi, thừa dịp còn kịp. Đường Kinh Vĩ nói, không còn kịp rồi, có người hại chết nhi tử ta, chiến tranh một khi bắt đầu liền không chết không thôi. Hắn cũng đốt lên một điếu thuốc. Hai người yên lặng hút thuốc, nhìn qua vô cùng ăn ý hài hòa, nhìn qua liền như là một đôi nhiều năm lão hữu đang tán gẫu, trên thực tế bọn hắn cũng là bằng hữu nhiều năm. Kiều Viễn Giang tướng chi kia thuốc hút đến chỉ còn lại đầu mẩu thuốc lá, hắn rốt cục làm ra quyết định, người có hay không nghĩ tới, một thuyền lá lênh đênh tại Uông Dương Đại Hải bên trong có thể đi bao xa. Đường Kinh Vĩ âm trầm ánh mắt nhìn qua Kiều Viễn Giang, mỗi người đều có hài tử. Tề Sảng nhìn qua trong ngực ngủ yên nhi tử, cuối cùng nở một nụ cười, lúc đầu nàng nghĩ bay hướng Đông Châu thăm viếng ca ca, nhưng Kiều Như Long sau khi biết được ngăn trở nàng, để nàng tới trước Nam Giang, tốt nhất tướng nhi tử cùng một chỗ. Mang đến, bởi vì Kiều lão trước mắt tại Nam Giang tĩnh dưỡng, mượn cơ hội này, hắn muốn cho ra ra nhìn một chút vị này Kiều gia hậu nhân. Tề Sảng vốn cho rằng Kiều Như Long sẽ đích thân tới đón cơ, nhưng tới là Tiểu Vũ. Tề Sảng nói, hắn bề bộn nhiều việc sao? Tiểu Vũ cười nói, Kiều Tổng hiện tại mọi cử động có người chú ý. Tề Sảng minh bạch, Kiều Như Long cẩn thận không phải dư thừa, nhưng trong lòng vẫn là có chút ủy khuất, không phải là vì mình, mà là vì nhi tử đến bây giờ đều không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Một bên bảo mẫu đưa tay ra hiệu muốn tiếp nhận hài tử, Tề Sảng lắc đầu. Không có để bảo mẫu làm thay, ngủ say nhi tử cực kỳ giống Kiều Như Long dáng vẻ. Cúi đầu xuống, khẽ hôn nhi tử đỏ bừng khuôn mặt nhỏ nhắn. Thầm nghĩ khởi lần trước cùng Kiều lão gặp mặt tình cảnh, không khỏi bắt đầu sinh ra một chút hy vọng, mặc dù hy vọng xa vời, nhưng dù sao vẫn là tồn tại. Ô tô lái vào con đường phía trước, nhìn thấy phía trước nói đường sửa chữa lâm thời phong bế tiêu chí, Tiểu Vũ thở dài, quay cửa sổ xe xuống, hướng mấy tên ngay tại sửa chữa công có người nói, uy. Đường này lúc nào có thể xây xong a? Trong đó một tên công nhân thao lấy Trung Nguyên nói, đường đi phía trước lún, đoán chừng nhất thời bán hội không sửa được, các ngươi quay đầu trở lại cái thứ nhất chỗ ngã ba, rẽ trái đi vòng. Tiểu Vũ trước tiên ở hướng dẫn bên trên nhìn một chút lộ tuyến, vững tin hoàn toàn chính xác còn có con đường có thể thông hướng mục đích, sau đó quay đầu. Dựa theo tên kia công nhân chỉ dẫn, trở lại chỗ ngã ba rẽ trái, phía trước có một đoạn sóc nảy đoạn đường. Tề Sảng nhìn qua đen như mực ngoài cửa sổ, không khỏi hơi sợ, Tiểu Vũ, đây là nơi nào a? Tiểu Vũ nhìn thoáng qua hướng dẫn, không có vấn đề, phía trước không xa chính là đại lộ. Dựa theo địa đồ chỉ dẫn rẽ phải, thân xe còn chưa hoàn toàn vượt qua đi, một cỗ màu đen mãnh cầm bì tạp, trong đêm tối tốc độ cao nhất đánh tới, bồng. Một tiếng đâm vào may bách bên cạnh. Bất thình lình va chạm, tướng may bách xô ra lộ diện, dọc theo sườn dốc hướng một bên con lạch nhỏ lăn đi. Va chạm phát sinh sát na, Tề Sảng ôm chặt nhi tử, nhưng nhi tử vẫn là từ trong tay nàng bay ra ngoài, nàng nghe được tiếng khóc của con, bảo mẫu tiếng thét chói tai, ô tô dọc theo sườn dốc cuồn cuộn lấy có một nửa đã rơi vào Tiểu Hà. Bởi vì vừa rồi va chạm tập trung ở ghế lái bên cạnh, Tiểu Vũ tại va chạm bên trong ngất đi. Tề Sảng cảm thấy hoa mắt chóng mặt, thế nhưng là nàng không để ý tới mình, mở dây an toàn đi tìm nhi tử, rót tại đánh chúng tỉnh lại, lớn tiếng khóc nỉ non. Tề Sảng ôm lấy nhi tử, róc, róc, đừng sợ, mụ mụ tại, mụ mụ tại. Có ánh đèn từ bên ngoài chiếu xạ qua đến, Tề Sảng khóa lại cửa xe, nàng đi tìm điện thoại di động của mình, điện thoại tại vừa rồi va chạm bên trong cũng không biết rơi xuống địa phương nào. Nàng một tay ôm chặt nhi tử, một tay đi tìm tòi điện thoại, một bên bảo mẫu vẫn ở vào sợ hãi bên trong chưa thể bình phục, không ngừng thét chói tai vang lên. Tề Sảng cả giận nói, ngậm miệng. Nàng gầm thét dọa sợ nhi tử,
nhỏ róc dọa đến tiếng khóc im bặt mà dừng, Tề Sảng rốt cục mò tới điện thoại di động của mình, bên ngoài có người dùng ánh đèn chiếu bên trong. Tề Sảng đầu tiên cho Kiều Như Long phát một vị trí, sau đó giọng nói nhắn lại, run giọng nói, Như Long, cứu ta, cứu ta. Sau đó nàng mới bấm Kiều Như Long điện thoại, Kiều Như Long không có lập tức nghe, hẳn là có việc đang bận, nàng hiểu rất rõ Kiều Như Long, biết hắn tại không tiện thời điểm bình thường sẽ không trước tiên tiếp mình điện thoại. Tề Sảng cắn môi một cái này cái nam nhân, tại mẹ con bọn hắn cần có nhất hắn thời điểm lại không ở bên người, liền điện thoại đều không thể kịp thời nghe, người bên ngoài chính đang nỗ lực mở cửa xe. Tề Sảng gọi 110, lại nghe được bên trong truyền đến âm thanh bận, gọi phụ thân điện thoại, đường dây bận, thế mà cũng đường dây bận. Điều khiển bên cạnh cửa xe bị kéo ra, Tề Sảng lúc này không để ý tới suy nghĩ nhiều, một bên hướng về sau co lại, một bên lung tung gọi điện thoại, lần này thế mà bấm, đối diện truyền tới một có chút quen thuộc lại có chút xa lạ âm thanh âm, uy, Tề tiểu thư, đã trễ thế như vậy chuyện gì? Tề Sảng đầu óc tại ngắn ngủi mê võng về sau phản ứng lại, nàng trong lúc hốt hoảng đánh bậy đánh bạ vậy mà bấm Hứa Thuần Lương dãy số, nói chuyện chính là Hứa Thuần Lương. Tề Sảng hô to, cứu ta, có người bắt cóc ta cùng nhi tử, ta tại. Một cái đại thủ bắt lấy Tề Sảng tóc, một quyền đưa nàng đập nện choáng. Hứa Thuần Lương vừa rời đi Chu thư ký nhà, còn không có đụng tới xe, liền nhận được cái này không đầu không đuôi điện thoại. Hứa Thuần Lương cùng Tề Sảng lần trước liên lạc còn muốn ngược dòng tìm hiểu đến Kiều Như Long xảy ra tai nạn xe cộ, bất quá khi đó hắn cùng Mai Như Tuyết vẫn là quan hệ yêu đương, Kiều Như Long là hắn tương lai đại cứu tử, Kiều gia sự tình hắn tự nhiên muốn hỗ trợ, nhưng bây giờ hắn cùng Mai Như Tuyết sớm đã chia tay, cùng Kiều Như Long quan hệ càng là mỗi người một ngả. Hứa Thuần Lương làm sao đều nghĩ mãi mà không rõ Tề Sảng tại sao phải cho mình gọi cú điện thoại này, nếu như xem nhẹ Mai Như Tuyết cùng Kiều Như Long mối quan hệ, hai người bọn hắn liền bằng hữu bình thường cũng không bằng. Nhưng là Hứa Thuần Lương đã nhận được cú điện thoại này, liền không thể thờ ơ, hắn đầu tiên xác định đây không phải cái đùa ác, đích thật là Tề Sảng dãy số, nhưng lại đánh lại đã không gọi được. Hứa Thuần Lương nghĩ nghĩ, vẫn là cho Kiều Như Long gọi điện thoại, liên tiếp đánh hai cái Kiều Như Long đều không có nhận. Hứa Thuần Lương suy nghĩ một chút, vẫn là không có báo cảnh, hắn tìm tới Mai Như Tuyết tại cảnh ngoại dãy số đánh qua đi, cái số này vẫn là Diệp Thanh Nhã cho hắn. Hứa Thuần Lương một mực không có đánh qua, chủ muốn cân nhắc Mai Như Tuyết đều đem mình cho kéo đen, coi như đón hắn điện thoại khả năng cũng sẽ không nói cái gì, làm gì nhiễu người thanh tĩnh. Nhưng sự tình hôm nay không thể coi thường, việc quan hệ Tề Sảng mẹ con an toàn. Điện thoại vang lên hai tiếng về sau, Mai Như Tuyết nhận nghe điện thoại uy. Nghe được thanh âm quen thuộc, Hứa Thuần Lương trong lòng vẫn là nổi lên một tia gợn sóng, Tiểu Tuyết, là ta. Mai Như Tuyết nói, có việc. Vừa mới Tề Sảng gọi điện thoại cho ta, nói nàng mẹ con hai người bị người bắt cóc, ta lại đánh tới điện thoại đánh không thông, ca của ngươi lại không tiếp điện thoại ta. Cái gì, Mai Như Tuyết lập tức khẩn trương lên, nàng hít thở sâu một chút, biết Hứa Thuần Lương sẽ không cầm chuyện như vậy nói đùa, đến cùng tình huống như thế nào. Tề Sảng vì cái gì gọi điện thoại cho ngươi? Hứa Thuần Lương nói, ta cũng không biết, ngươi nhất liền lập tức thông chi Kiều Như Long, chuyện này ta không dám báo cảnh, chính các ngươi làm chủ đi. Tạ ơn. Không cần cảm ơn, cần phải giúp một tay nói ngươi một mực nói. Mai Như Tuyết đã cúp điện thoại, ý thức được tình huống không ổn nàng lập tức cho đại ca đánh qua. Kiều Như Long đang cùng mấy vị Bình Hải cao tầng ăn cơm, đêm nay điện thoại không ít, hắn cũng không tiện nghe, để hắn kỳ quái là Hứa Thuần Lương thế mà cũng cho mình gọi điện thoại. Cú điện thoại là này muội muội đánh tới, Kiều Như Long luôn luôn yêu thương muội muội, hướng khách nhân nói câu không có ý tứ, tiếp thông muội muội điện thoại. Mai Như Tuyết ngữ khí cấp bách tướng Hứa Thuần Lương nói tình huống chuyển cáo cho đại ca. Kiều Như Long nghe vậy lập tức biến sắc, hắn lúc này mới nhớ tới vừa mới dập máy Tề Sảng điện thoại, cấp tốc mở ra WeChat nhìn thấy Tề Sảng nhắn lại cùng địa chỉ, Kiều Như Long cấp tốc đứng dậy, không có ý tứ các vị. Ta có việc gấp, xin lỗi không tiếp được một chút. Kiều Như Long cảm giác toàn bộ thế giới đều muốn sụp đổ, Tề Sảng cùng nhi tử cùng một chỗ bị người bắt cóc, người nào to gan như vậy, cũng dám xuống tay với hắn, đối Kiều gia ra tay. Kiều Như Long để lái xe lập tức lái xe mang theo mình tiến về nơi khởi nguồn điểm, hắn cân nhắc muốn hay không báo cảnh, trong lòng yên lặng khẩn cầu, bọn cướp là cầu tài, chỉ cần là cầu tài, Tề Sảng mẹ con liền tạm thời sẽ không gặp được nguy hiểm. Kiều Như Long ép buộc mình phải tỉnh táo, hắn trước cho đại bá gọi điện thoại, để hắn hỗ trợ liên hệ Nam Giang cảnh sát, việc này tạm thời không thể lộ ra,
sự tình huyên náo càng lớn, Tề Sảng mẹ con hy vọng còn sống lại càng nhỏ. Kiều Viễn Giang nghe nói tin tức này cũng là giật nảy cả mình, hắn đề nghị tạm thời không thể đem chuyện này nói cho phụ thân, Kiều lão trước mắt người tại Nam Giang, nếu như hắn biết chuyện này, không biết phải bị bao lớn đả kích. Kiều Viễn Giang trực tiếp liên hệ Nam Giang cục công an người đứng đầu, để hắn phái ra kinh nghiệm rất phong phú nhất cảnh sát đến xử lý chuyện này. Kiều Như Long cũng muốn gạt Gia Gia, nhưng hắn còn chưa đuổi tới nơi khởi nguồn điểm, Gia Gia liền gọi điện thoại tới, không cần hỏi, là Mai Như Tuyết đem sự tình nói cho Gia Gia. Mai Như Tuyết sở dĩ làm ra quyết định như vậy, là bởi vì nàng cho rằng đại ca chưa hẳn có thể rất tốt hóa giải nguy cơ lần này, đại bá cũng không được. Kiều lão ngữ khí rõ ràng lộ ra khẩn trương, Như Long, ngươi vì cái gì không nói cho ta? Kiều Như Long nói, Gia Gia, ta cũng là vừa mới biết, ngươi không cần lo lắng. Ta nhất định sẽ đem bọn hắn bình an cứu trở về. Ta sao có thể không lo lắng, ta đã nói với người bao nhiêu lần, tại sao muốn để bọn hắn trở về. Kiều Như Long không nói gì, hiện tại trong lòng hối hận tới cực điểm, hắn cũng không muốn để Tề Sảng trở về, thế nhưng là Tề Sảng nghe nói Phan Vệ Đông gặp chuyện sự tình không phải muốn trở về, vốn là trực tiếp đi Đông Châu, hay là hắn nghĩ biện pháp để mẹ con bọn hắn đến Nam Giang, thật không nghĩ đến Nam Giang cũng xảy ra chuyện. Kiều Như Long nói, người yên tâm đi, đại bá đã liên hệ Nam Giang cảnh sát, sẽ tận lực phòng ngừa chuyện này liên lụy đến chúng ta Kiều gia. Kiều lão giận dữ hét, hỗn trướng, đến lúc nào rồi, còn cân nhắc nhiều như vậy làm gì? Trước tiên đem hài tử cứu ra, cái gì cũng so ra kém hài tử bình an trọng yếu. Gia gia, ta minh bạch, ta chính tại quá khứ trên đường. Lúc nói chuyện, đếm chiếc xe cảnh sát từ bên cạnh gào thét mà qua. Kiều Như Long thầm than, điệu thấp. Có thể hay không điệu thấp một chút, nghe được tiếng còi cảnh sát, bọn cướp còn có thể nguyên địa chờ các ngươi đến bắt. Nhìn một chút Tề Sảng gọi điện thoại thời gian, khoảng cách hiện tại đã qua 20 phút, Kiều Như Long ảo não không thôi, nếu như mình tại nghe trước tiên điện thoại của nàng, có lẽ còn có cơ hội. Kiều lão nói, ta mặc kệ ngươi dùng như thế nào đại giới, đều phải bảo đảm an toàn của bọn hắn. Phía trước đèn báo hiệu lấp lóe, bờ sông nhỏ vây không ít người xem náo nhiệt. Kiều Như Long không có lập tức xuống xe, bởi vì lo lắng cho hắn mình cùng Tề Sảng quan hệ sẽ lộ ra ánh sáng, hắn để lái xe trước xuống xe đi xem tình huống. Vẫn ở vào trong hôn mê Tiểu Vũ bị cáng cứu thương đặt lên xe cứu thương, trong xe tên kia Phỉ Dung vặn gãy cổ, trước mắt còn không cách nào xác định có phải là hắn hay không giết. Kinh nghiệm phong phú cảnh sát Liễu Thanh Sơn bị chỉ định phụ trách vụ án này, tại điều tra hiện trường về sau, hắn nhíu mày nhăn trán, vụ án này quá khó giải quyết. Một cảnh sát trẻ tuổi đi vào trước mặt hắn, tướng tìm tới điện thoại đưa cho hắn, Liễu nội, điện thoại đã giải tỏa, chủ máy tại chuyện xảy ra thời điểm đánh mấy điện thoại, còn phát WeChat, điện thoại rất bể, không cách nào gọi điện thoại, còn tốt có ghi chép nhưng cha. Liễu Thanh Sơn nhận lấy điện thoại, nhìn một chút trò chuyện ghi chép, nhìn thấy cái cuối cùng điện thoại là Hứa Thuần Lương danh tự, hắn không khỏi sửng sốt một chút, thế mà dính đến tiểu tử này. Liễu Thanh Sơn cùng Hứa Thuần Lương không phải không đã từng quen biết. Ban sơ Đông Niệm Tổ bị bắt cóc một án bọn hắn liền đánh quan hệ, về sau nữ MC Tô Tình giáp sát trùng bạo tạc án lại với hắn kéo lên liên hệ. Lần này nghe nói là mẹ con hai người bị bắt cóc, tại sao lại đem tiểu tử này kéo vào? Liễu Thanh Sơn móc ra điện thoại di động của mình cho Hứa Thuần Lương đánh qua, Hứa chủ nhiệm. Liễu đại đội, đã trễ thế như vậy có gì chỉ giáo? Chúng ta vừa mới tiếp vào báo án. Có vị gọi Tề Sảng cảng tịch nữ tử cùng con của nàng dốc 40 phút trước bị bắt cóc, căn cứ chúng ta trước mắt nắm giữ tình huống, nàng tại chuyện xảy ra lúc ấy cho ngươi gọi điện thoại. Hứa Thuần Lương nói, có chuyện này, ta cũng không biết nàng vì cái gì gọi điện thoại cho ta, đoán chừng là lầm phát, ta còn tưởng rằng nàng nói đùa ta đâu. Có thể hay không gặp mặt trò chuyện một chút. Ngươi ở nơi nào? Liễu Thanh Sơn đem địa điểm nói, Hứa Thuần Lương biểu thị ngay lập tức đi tìm hắn. Liễu Thanh Sơn vốn đang dự định để Hứa Thuần Lương đi trong đám đâu, đã con hàng này nguyện ý chủ động tới phối hợp điều tra, mình cũng không ngăn hắn. Liễu Thanh Sơn tiếp lấy nhìn xuống, dựa theo gọi nhiều nhất số điện thoại đánh qua. Trong xe Kiều Như Long điện thoại di động vang lên, cái số này cũng không phải là dùng thân phận của hắn chứng đăng ký, là hắn cùng Tề Sảng liên hệ sử dụng, Kiều Như Long từ trong xe nhìn qua Liễu Thanh Sơn, đã đoán được là hắn đánh tới điện. Lời nói. Quả quyết tướng cái điện thoại di động này đóng lại. Liễu Thanh Sơn tướng đánh dấu là lão Phan điện thoại đánh qua. Lần này nghe chính là Phan Thiên Hóa. Phan tiên sinh. Là ta, ngài là. Liễu Thanh Sơn đơn giản tướng phát sinh sự tình báo cho hắn,
Phan Thiên Hóa giật nảy cả mình, cái gì? Ngươi nói cái gì, Tề Sảng cùng hài tử bị người bắt cóc? Đúng, chuyện xảy ra lúc ấy nàng cho ngươi gọi điện thoại, nhưng là không có đả thông. Ta cho nàng gửi điện trả lời lúc sau đã không gọi được, ta chính đang lo lắng đâu. Xin hỏi ngươi cùng với nàng là quan hệ như thế nào? Ta lập tức đi tới, Liễu cảnh sát, xin ngài vô luận như thế nào đều phải giúp ta cứu ra bọn hắn, Tề Sảng là ta con gái nuôi, Dóc là bảo bối của ta cháu trai. Phan Thiên Hóa cúp điện thoại, hắn vừa mới trò chuyện nội dung đều bị nhi tử Phan Vệ Đông nghe được. Trải qua mấy ngày nữa khôi phục, nhặt về một cái mạng, Phan Vệ Đông lại khôi phục tinh khí thần, bất quá thanh âm vẫn còn có chút khàn giọng, cha, em gái ta làm sao vậy, Dóc thế nào? Phan Thiên Hóa sắc mặt u ám nói, người an tâm dưỡng thương, ta lập tức muốn đi Nam Giang. Phan Vệ Đông cả giận nói, ta thao hắn đại gia, ai dám động đến em gái ta, ta đòi mạng hắn. Phan Thiên Hóa nổi giận nói, ngươi còn ngại gây phiền phức không đủ nhiều. Nghe ta lời nói, ngươi cái gì cũng không cần quản, an tâm dưỡng thương, ta nhất định đem mẹ con họ hai bình an mang về. Phan Vệ Đông nói, cha, ta chỉ có cái này một người muội muội, mặc kệ bao nhiêu tiền đều cho bọn hắn, chỉ cần người có thể trở về là được, nếu như bọn hắn dám làm tổn thương muội muội ta, cháu trai một cọng tóc gáy, ta đuổi tới chân trời góc biển cũng muốn diệt hắn cả nhà, để đầu vuông cùng thủ sáo bọn hắn đi tìm. Phan Thiên Hóa mím môi, vỗ vỗ nhi tử khuôn mặt, trung thực dưỡng thương, đừng cho ta làm loạn thêm. Phan Thiên Hóa phi thường rõ ràng, lấy kiểu ra thực lực, cảnh sát khẳng định sẽ dốc toàn lực ứng phó, nhưng là hắn đối cảnh sát hiệu suất không yên lòng, có một số việc, thông qua gian hồ thủ đoạn giải quyết khả năng càng thêm hiệu suất cao, muốn tại nhất trong thời gian ngắn tìm tới nữ nhi cùng ngoại tôn, liền phải vận dụng toàn bộ Lan Hoa môn lực lượng. Phan Thiên Hóa đã không để ý tới mặt mũi gì. Hắn trước tiên liên hệ Hoa Trục Nguyệt, còn tốt Hoa Trục Nguyệt đối với chuyện này cũng không chế tạo bất kỳ chướng ngại, lập tức liền đồng ý phát ra Hoa Lan lệnh, động viên Lan Hoa môn chỗ có lực lượng trợ giúp Phan Thiên Hóa tìm kiếm Tề Sảng cùng Dóc hạ lạc. Kiều Như Long rốt cục đi xuống ô tô, đi vào Liễu Thanh Sơn bên người, cảnh sát, đã xảy ra chuyện gì? Liễu Thanh Sơn nhìn qua Kiều Như Long, có chút khó hiểu nói, ngươi là? Kiều Như Long tay lấy ra danh thiếp của mình cho hắn. Chỉ chiếc kia xảy ra chuyện ô tô, xe của ta. Liễu Thanh Sơn nói, xin hỏi ngươi cùng bị bắt cóc Tề Sảng mẹ con là quan hệ như thế nào? Kiều Như Long nói, Tề Sảng quá khứ là công nhân viên của ta, nàng lần này trở về, ta đặc địa để lái xe đi đón nàng. Liễu Thanh Sơn quan sát đến Kiều Như Long biểu lộ, nhớ tới tiếp nhận nhiệm vụ thời điểm lãnh đạo cấp trên bàn giao, để hắn giữ cửa ải chú lực đặt ở cùng tình tiết vụ án tương quan sự tình bên trên. Liễu Thanh Sơn phi thường rõ ràng thượng cấp là ám chỉ cái gì, dựa vào nhiều năm phá án phong phú kinh nghiệm, hắn gần như có thể kết luận Kiều Như Long cùng xảy ra chuyện mẹ con quan hệ, những chuyện này cùng bản án thật không quan hệ sao. Liễu Thanh Sơn đại khái làm rõ tình tiết vụ án mạch lạc, lại cảm thấy càng phát ra khó giải quyết. Hắn hướng chung quanh nhìn một chút, thấp giọng nói, người cảm thấy người nào hiểm nghi lớn nhất. Kiều Như Long không cần suy nghĩ liền trả lời, không biết. Kỳ thật trên đường tới hắn một mực đang nghĩ người nào sẽ xuống tay với mình, khả năng nhất chính là Đường Kinh Vĩ. Đường Kinh Vĩ tướng nhi tử chết quy tội đến trên người mình, cho nên hắn rất có thể dùng phương pháp giống nhau tới đối phó mình, nhưng Kiều Như Long cùng Đường Thiên Nhất chết không có chút quan hệ nào. Liễu Thanh Sơn nói, người không cần có bất kỳ băn khoăn nào, người cung cấp manh mối càng nhiều, cảnh sát chúng ta kịp thời tìm về Tề Sảng mẹ con khả năng lại càng lớn. Kiều Như Long nói, ta thật không biết bọn hắn tại sao muốn bắt cóc Tề Sảng mẹ con. Liễu Thanh Sơn nói, bắt cóc mục đích bình thường có hai cái, một là cầu tài, hai là báo thù. Nếu như cầu tài, mẹ con bọn hắn cơ hội sống còn rất lớn, nếu như là báo thù. Hắn không có hướng xuống nói tiếp đi, nhưng biểu tình đã nói rõ tình huống không thể lạc quan. Kiều Như Long cũng hy vọng là cầu tài, nhưng hắn phi thường rõ ràng, cầu tài khả năng cực kỳ bé nhỏ, nếu như là cầu tài. Hiện tại bọn cướp cũng hẳn là gọi điện thoại cho hắn. Kiều Như Long nội tâm kịch liệt giao chiến, cho dù là hắn bàn giao mình cùng Tề Sảng quan hệ cũng vô sự vô bổ. Cởi chuông phải do người buộc chuông, có lẽ hắn hẳn là đi tìm người kia. Ô tô đã bị kéo tới, điều tra hiện trường cảnh sát tại Phỉ Dung trong tay phát hiện một cái nho nhỏ vật trang sức, hẳn là vật lộn thời điểm từ bọn cướp trên thân giật xuống tới, đây là một cái nho nhỏ bát quái la bàn. Liễu Thanh Sơn tiếp nhận bát quái la bàn. Thô to mày rậm lại ngưng kết, cái này la bàn là thiên môn tiêu chí. Hắn trước tiên nghĩ đến Hoàng Tứ Bà,
Năm đó Hoàng tứ bà bắt cóc Đông Niệm Tổ một án chính là hắn phụ trách, mà Hoàng tứ bà chính là thiên môn bát tướng một trong, chẳng lẽ lần này lại là thiên môn gây nên? Liễu Thanh Sơn nhìn qua bát quái la bàn lại đưa trả lại cho giám chứng khoa đồng sự, lập tức điều tra vân tay. Không thể đánh giá thấp bọn cướp trí thông minh, cái này la bàn có lẽ là bọn hắn cố ý lưu lại căn cứ chính xác Phật, dùng để cho nên bày nghi trận. Kiều Như Long dự định rời đi, lại bị Liễu Thanh Sơn gọi lại Kiều tiên sinh. Kiều Như Long dừng bước lại, Liễu cảnh sát còn có cái gì muốn hỏi? Liễu Thanh Sơn gọn gàng dứt khoát nói, chúng ta có thể nghe lén điện thoại di động của ngươi sao? Kiều Như Long lắc đầu, có tình huống như thế nào ta sẽ trước tiên nói cho ngươi? Lúc này Hứa Thuần Lương đón xe đến đây, nhìn thấy Kiều Như Long cũng tại hiện trường hắn cũng không có cảm thấy ngạc nhiên, bất quá Hứa Thuần Lương cũng không cùng Kiều Như Long chào hỏi, vợ con đều mất đi, hiện tại biết sốt ruột. Hứa Thuần Lương nhưng không có cười trên nỗi đau của người khác ý tứ, nếu như thế hắn liền sẽ không tới. Hứa Thuần Lương thẳng đến Liễu Thanh Sơn đi tới, Liễu cảnh sát. Liễu Thanh Sơn nói, tới rất nhanh a. Hứa Thuần Lương nói, mạng người quan trọng, có thể giúp một cái liền giúp một cái. Liễu Thanh Sơn nói một chút, tề sảng vì cái gì điện thoại cho ngươi a? Ta đoán chừng nàng là phát sai, cũng có thể là đánh người khác điện thoại đều đánh không thông. Cho nên cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng đánh ta nơi này. Liễu Thanh Sơn nhìn Kiều Như Long một chút, Kiều Như Long trong lòng càng ảo não, hắn không thể tiếp tục ở chỗ này tiếp tục chờ đợi, hướng Liễu Thanh Sơn nói, Liễu cảnh sát, nếu như không có những chuyện khác, ta đi trước. Liễu Thanh Sơn hỏi ngược lại, người thật không có những chuyện khác nói với ta. Kiều Như Long nói, phải nói ta cũng nói rồi. Hứa Thuần Lương nói, ta điện thoại cho ngươi chuyện kia ngươi cũng đã nói. Kiều Như Long ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Hứa Thuần Lương. Liễu Thanh Sơn ánh mắt sắc bén chất vấn nhìn qua Kiều Như Long. Kiều Như Long hờ hững nói, cùng tình tiết vụ án có quan hệ sao? Hứa Thuần Lương nói, tề sảng dù sao là công ty của ngươi làm qua nhiều như vậy cống hiến, nàng hướng ta xin giúp đỡ, ta thông chi ngươi thật giống như không có gì không đúng, đáng tiếc a, ngươi không tiếp điện thoại ta. Kiều Như Long nói, lúc ấy ta đang bận, không có ý tứ. Ta còn có chuyện quan trọng, đi trước. Liễu Thanh Sơn nhẹ gật đầu, chờ Kiều Như Long rời đi về sau, Liễu Thanh Sơn trước bố trí một hạ phương án hành động, sau đó trở lại Hứa Thuần Lương bên người, móc ra một hộp khói, đưa cho hắn một điếu. Hứa Thuần Lương khoát tay áo biểu thị mình không cần. Liễu Thanh Sơn đi sờ bật lửa, Hứa Thuần Lương móc ra bản thân bật lửa giúp hắn đốt. Liễu Thanh Sơn có chút kỳ quái nhìn qua hắn, không hút thuốc lá còn mang lửa à. Hứa Thuần Lương nói, hàng tiểu bối nghĩ tại thể chế bên trong hỗn, cho lãnh đạo đốt thuốc là cơ bản kỹ năng. Liễu Thanh Sơn nhếch miệng cười một tiếng, học được, ta chính là không biết cái này, cho nên lăn lộn 20 năm vẫn là cái lính cảnh sát. Hứa Thuần Lương nói, có manh mối sao? Liễu Thanh Sơn nói, tề sảng vì cái gì điện thoại cho ngươi, ngươi cùng đứa bé kia quan hệ thế nào? Hứa Thuần Lương dở khóc dở cười, Liễu đội, ta đều nói cho ngươi. Ta cũng không biết nàng vì cái gì gọi điện thoại cho ta, đứa bé kia ta đều chưa thấy qua, không phải, ta cùng đứa bé kia không có nửa xu quan hệ. Liễu Thanh Sơn nói, Kiều Như Long. Hứa Thuần Lương thở dài, ta không biết, ngươi vừa làm sao không hỏi Kiều Như Long. Liễu Thanh Sơn nói, hắn không chịu nói lời nói thật. Lúc này một cảnh sát đi tới, bám vào Liễu Thanh Sơn bên tai thấp giọng nói câu gì, Liễu Thanh Sơn thuốc lá bóp, hướng Hứa Thuần Lương nói, đi trước. Có biến sẽ liên lạc lại. Hứa Thuần Lương nói, mang hộ ta đoạn đường thôi, nơi này không tốt đón xe. Liễu Thanh Sơn nhẹ gật đầu. Hứa Thuần Lương bên trên Liễu Thanh Sơn xe cảnh sát, Liễu Thanh Sơn vừa lên xe, trước mặt cảnh sát liền hướng hắn báo cáo, Liễu đội, đã đuổi theo Kiều Như Long, hắn hiện khi tiến vào khu chòi canh. Liễu Thanh Sơn nói, đuổi theo, đừng để hắn phát hiện. Hứa Thuần Lương cố ý nói, người đây là hoài nghi Kiều Như Long đem người bắt cóc. Ê, Liễu Thanh Sơn nói, phạm tội là phải để ý động cơ, hắn khẳng định biết cái gì, sự tình đều đến loại trình độ này còn không chịu phối hợp, thật sự là phiền phức. Hứa Thuần Lương nói, áp lực rất lớn a. Liễu Thanh Sơn trừng mắt liếc hắn một cái, ngươi cứ nói đi. Liễu Thanh Sơn quả thực là áp lực như núi, lãnh đạo cho hắn hạ tử mệnh lệnh, không tiếc đại giới cũng muốn cứu ra tề sảng mẹ con, Bình Hải tỉnh bên trong hết thảy cảnh lực tài nguyên chờ đợi điều khiển. Vẻn vẹn là lãnh đạo thái độ này cũng đủ để chứng minh tề sảng mẹ con an toàn trọng yếu bao nhiêu. Hứa Thuần Lương nói, phía trước giao lộ cho ta xuống là được. Ngồi xe cảnh sát tư vị không ra thế nào dễ chịu.
Hứa Thuần Lương chờ xe dừng hẳn xuống xe, hướng trong xe khoát tay áo, chúc các ngươi sớm ngày phá án. Liễu Thanh Sơn quay cửa sổ xe xuống, Hứa Thuần Lương, có tình huống như thế nào ngươi tuyệt đối đừng giấu giếm ta. Hứa Thuần Lương nói, yên tâm đi. Đưa mắt nhìn xe cảnh sát đi xa, Hứa Thuần Lương chuẩn bị đón xe về khách sạn, lúc này Mai Như Tuyết gọi điện thoại tới. Hứa Thuần Lương nhìn qua mã số của nàng không khỏi hiện lên một nụ cười khổ, nếu như không phải là vì Tề Sảng mẹ con sự tình, nàng hẳn là sẽ không chủ động gọi điện thoại cho mình. Hứa Thuần Lương đứng tại giao lộ nhận nghe điện thoại, uy, Tiểu Tuyết. Mai Như Tuyết trầm mặc một chút mới nói, Thuần Lương, ta muốn cầu ngươi một sự kiện. Hứa Thuần Lương biết nàng muốn nói cái gì, yên tâm đi, ta sẽ hết sức hỗ trợ, dù sao Tề Sảng đem cầu cứu điện thoại gọi cho ta, ta cũng không thể thấy chết không cứu. Cảm ơn ngươi. Hứa Thuần Lương nói, ta không phải là bởi vì ngươi, mà lại chuyện này rất có thể là trả thù, các ngươi không muốn ôm hy vọng quá lớn. Mai Như Tuyết nói, ta biết. Vậy thì tốt, trước nói như vậy, có tin tức ta sẽ trước tiên liên hệ ngươi. Hứa Thuần Lương đã cúp điện thoại, cũng không phải là hắn khiếm khuyết phong độ, mà là hắn cùng Mai Như Tuyết ở giữa hiện tại hoàn toàn chính xác không có quá nhiều nói tốt nói. Lấy Kiều gia lực ảnh hưởng. Chỉ sợ toàn bộ Bình Hải cảnh sát đều muốn xuất động, phương diện này không cần Hứa Thuần Lương quan tâm, Hoa Trục Nguyệt vừa rồi cũng liên hệ Hứa Thuần Lương, nói cho hắn biết Phan Thiên Hóa hướng nàng xin giúp đỡ phát ra hoa lan khiến sự tình. Dứt bỏ đi qua cùng Phan Thiên Hóa ở giữa ân oán không nói, Phan Thiên Hóa dù sao cũng là Lan Hoa Môn nguyên lão, bọn cướp làm như vậy chẳng khác gì là khiêu chiến toàn bộ Lan Hoa Môn, Hoa Trục Nguyệt không có khả năng ngồi yên không lý đến. Hứa Thuần Lương cho Hạ Hầu Mộc Lan gọi điện thoại. Mặc kệ Kiều Như Long như thế nào, hắn cùng Tề Sảng nhi tử Gióc đều là vô tội, bọn cướp lựa chọn một đứa bé ra tay cũng quá hèn hạ, bì môn thế lực phân bố muốn so Lan Hoa Môn càng lớn, muốn trong thời gian ngắn nhất tìm tới Tề Sảng mẹ con, nhất định phải vận dụng hết thảy có thể vận dụng lực lượng. 2. Hạ Hầu Mộc Lan nghe nói việc này, không chút do dự phát ra hạnh lâm lệnh, triệu hoán bì môn tất cả môn nhân điều tra Tề Sảng mẹ con hạ lạc. Đối Nam Giang cảnh sát tới nói, đây là một lần siêu cấp trọng đại vụ án, bắt cóc án sau khi phát sinh liền triển khai toàn thành lùng bắt. Đối người trong giang hồ tới nói, cái này khởi vụ án bắt cóc đưa tới chấn động có thể nói gần 20 năm chưa từng trải qua, có thể để cho Lan Hoa Môn, Bì Môn hai đại môn phái liên thủ phát ra truy kích khiến thực sự hiếm thấy. Lan Hoa Môn Phan Thiên Hóa càng cấp ra cách xù treo thưởng, ai có thể đem Tề Sảng mẹ con bình an mang về bên cạnh hắn, hắn trọng thưởng 5.000 vạn. Phan Thiên Hóa để cho người ta đem tin tức lan rộng ra ngoài, truyền đi càng rộng càng tốt, tốt nhất có thể truyền đến bọn cướp trong tai, có trọng thưởng tất có dũng phu, có lẽ cái này 5.000 vạn có thể dao động bọn cướp ý chí, để hắn buông xuống tổn thương Tề Sảng mẹ con suy nghĩ. Đường Kinh Vĩ đoán chắc Kiều Như Long sẽ đến, Kiều Như Long tiến vào phòng khách thời điểm, Đường Kinh Vĩ ngay tại lau sạch lấy nhi tử di ảnh. Kiều Tổng, đã trễ thế như vậy, tới tìm ta làm gì? Đường Kinh Vĩ ánh mắt nhìn cũng không nhìn Kiều Như Long. Kiều Như Long nói, người hẳn phải biết mục đích của ta. Đường Kinh Vĩ nở nụ cười, hắn tướng nhi tử di ảnh đoan đoan chính chính treo tốt, sau đó trở lại trên ghế salon ngồi xuống, nhóm lửa một điếu xì gà, nhếch lên chân bắt chéo, ngồi, làm gì đứng đấy. Ngươi lại không nợ ta tiền, Kiều Như Long nói, Đường Thiên Nhất sự tình không liên quan gì tới ta. Đường Kinh Vĩ hít một hơi thuốc lá nói, người đều đã chết. Người nói với ta những này có cần phải sao? Ta lại không trách ngươi. Kiều Như Long nói, người muốn như thế nào mới bằng lòng buông tha Tề Sảng cùng hài tử. Đường Kinh Vĩ có chút không nói nhìn qua Kiều Như Long, ta cũng không nhận ra Tề Sảng, càng không biết nàng hài tử, không bằng ngươi nói cho ta, Tề Sảng là ai a? Kiều Như Long nói, ta có thể giúp Hoa Niên vượt qua nguy cơ trước mắt. Đường Kinh Vĩ thở dài nói, quá muộn, người muốn giúp cũng phải ta thích để cho ngươi giúp. Các người Kiều gia vẫn không đổi được cao cao tại thượng tật xấu, chí sĩ không uống trộm nước suối, liêm người không nhận đồ bố thí, ta Đường Kinh Vĩ mặc dù không phải đại nhân vật gì, nhưng tối thiểu tự tôn vẫn phải có, ta sẽ không cùng một cái hại chết nhi tử ta người bàn điều kiện. Kiều Như Long nói, ta lặp lại lần nữa, Đường Thiên Nhất chết cùng ta không có bất cứ quan hệ nào. Đường Kinh Vĩ nói, không phải là bởi vì ngươi, hắn làm sao lại bị cảnh sát bắt lại. Không phải là bởi vì ngươi. Hắn làm sao lại tiến cai nghiện chỗ? Kiều Như Long gật đầu nói, nếu như ngươi dạng này nghĩ, ta có thể xin lỗi ngươi, ngươi muốn cái gì? Chỉ cần năng lực ta đi tới đều có thể cho ngươi. Đường Kinh Vĩ nheo mắt lại nhìn qua Kiều Như Long, ta muốn ngươi cho nhi tử ta quỳ xuống, ta
ta muốn ngươi nghiêm túc nói với hắn tiếng xin lỗi. Kiều Như Long hai mắt bị lửa giận nhuộm đỏ, từ lúc chào đời tới nay hắn lần thứ nhất muốn giết người. Đường Kinh Vĩ ngậm si gà, khinh thường nhìn qua Kiều Như Long, chỉ vào nhi tử Di Ảnh, hắn là ở chỗ này, người đi cho hắn dập đầu ba cái, nói xin lỗi. Kiều Như Long nói, người sẽ bỏ qua mẹ con bọn hắn sao? Đường Kinh Vĩ nói, người có tư cách nói điều kiện với ta sao? Kiều Như Long đã hoàn toàn ở vào bị động, thật sự là hắn không có tư cách bàn điều kiện, quỳ xuống có lẽ tề sảng mẹ con còn có một chút hy vọng sống. Kiều Như Long đi vào đường Thiên Nhất Di Ảnh trước quỳ xuống, kiềm chế lại đầy ngập giận lửa, hướng về phía Di Ảnh dập đầu ba cái, thật xin lỗi. Đường Kinh Vĩ ở một bên nhẹ nhàng vỗ tay, đến cùng là Kiều gia tử tôn, có được giãn được, hiện tại ngươi đáy lòng có phải hay không rất muốn làm rơi ta? Kiều Như Long nói, ta chỉ cần tề sảng mẹ con bình an. Đường Kinh Vĩ mở ra hai tay, ta cũng không biết ngươi đang nói cái gì. Kiều Như Long nổi giận gầm lên một tiếng xông tới, bắt lấy Đường Kinh Vĩ cổ áo, hỗn đản, ngươi đem bọn hắn giao ra. Ta để ngươi đem bọn hắn giao ra, nếu như bọn hắn có không hay xảy ra, ta để ngươi chết không táng thân chi địa. Lúc này cảnh sát từ ngoài cửa vọt vào, Đường Kinh Vĩ vui tươi hớn hở nhìn qua Kiều Như Long, Kiều Như Long, ngươi xâm nhập nhà ta, uy hiếp ta, ta chỗ này toàn bộ hành trình giám sát, chứng cứ vô cùng xác thực, cảnh sát, hắn muốn giết ta, mau tới bảo hộ ta. Liễu Thanh Sơn đưa mắt liếc ra ý qua một cái, hai tên cảnh sát tới tướng Kiều Như Long kéo ra. Đường Kinh Vĩ cả sửa lại một chút bị Kiều Như Long kéo loạn cổ áo, không hiểu thấu, ta căn bản không biết cái gì tề sảng ai vậy? Kiều Như Long, ngươi nói cho ta tề sảng là ai? Con trai của nàng Dốc là ai? Kiều Như Long đã bị khuất nhục cùng phẫn nộ làm choáng váng đầu óc, chỉ vào Đường Kinh Vĩ gầm rú nói, chính là hắn tìm người bắt cóc tề sảng cùng Dốc, chính là hắn muốn báo thù ta. Đường Kinh Vĩ khinh thường nói chuyện đến phụ trách nhiệm A, cảnh sát đồng chí, người này xâm nhập nhà ta, nghiêm trọng uy hiếp nhân thân của ta an toàn, hắn còn phỉ báng ta, các ngươi mau đem hắn bắt lại A. Liễu Thanh Sơn nói, chúng ta sẽ hỏi rõ ràng. Đường Kinh Vĩ nói, hỏi thăm cái giám A, sự thật đều bày ở trước mắt, nhân chứng, vật chứng, video giám sát, ta toàn bộ có thể cung cấp, vì cái gì không bắt hắn. Không dám A, bởi vì hắn là hoa đầu phó tổng, bởi vì hắn là Kiều Viễn Giang chất tử, hay là bởi vì hắn là Kiều lão cháu trai. Bắt nhi tử ta thời điểm các ngươi nhưng không chút do dự, bắt A. Các ngươi ngược lại là bắt A. Liễu Thanh Sơn lạnh lùng nhìn qua Đường Kinh Vĩ, Đường tiên sinh, ta cảnh cáo ngươi, không muốn chỉ đạo cảnh sát chúng ta phá án. Đường Kinh Vĩ ha ha cười nói, không tầm thường, hắn có không có nói cho các ngươi biết hắn cùng tề sảng mẹ con quan hệ. Không có chứ. Kiều Như Long cả giận nói, Đường Kinh Vĩ, ngươi là cặn bã. Đường Kinh Vĩ nói, hổ dữ không ăn thịt con, ta lại hung ác cũng hiểu được đau ta con của mình, ngươi nếu là quan tâm tề sảng mẹ con, vì cái gì không dám thừa nhận quan hệ của ngươi với bọn họ. Ngươi làm sao không nói cho tất cả mọi người, tề sảng là nữ nhân ngươi, Dốc là con của ngươi. Kiều Như Long sắc mặt trắng bệch. Liễu Thanh Sơn nhíu mày ra hiệu bọn thủ hạ tướng Kiều Như Long trước mang đi. Đường Kinh Vĩ lại nói, Kiều Như Long, có biết hay không ta từ nơi nào biết được bí mật của ngươi? Liễu Thanh Sơn nói, không sai biệt lắm được, có chuyện nói với ta. Đường Kinh Vĩ nói, đại bá của ngươi liền so ngươi hiểu chuyện được nhiều. Kiều Như Long ý đồ phóng tới Đường Kinh Vĩ, bị cảnh sát lôi ra ngoài. Liễu Thanh Sơn nhìn qua Đường Kinh Vĩ, xúi dục người ta thúc cháu quan hệ, có ý tứ sao? Đường Kinh Vĩ nói, thân vì quốc gia công dân, ta liền nói chuyện quyền lợi cũng không có. Liễu Thanh Sơn ánh mắt nhìn về phía Đường Thiên Nhất Di Ảnh, xem ra ngươi có chuẩn bị A. Đường Kinh Vĩ nói, nhi tử chết rồi, ta đem hắn Di Ảnh treo ở phòng khách cái này cũng có lỗi. Liễu Thanh Sơn nói, Kiều Như Long tìm ngươi làm gì? Đường Kinh Vĩ nói, ngươi đều nghe được, hắn nữ nhân nhi tử mất đi, nổi điên một dạng tới tìm ta, cho rằng là ta bắt cóc bọn hắn. Liễu Thanh Sơn nói, hắn làm sao lại hoài nghi ngươi A? Đường Kinh Vĩ nhếch miệng, loại này quan lại tử đệ tính cách hơn phân nửa đều có thiếu hụt. Liễu Thanh Sơn lại liếc mắt nhìn Di Ảnh, con của ngươi chết như thế nào? Các ngươi nói là tự sát, ta tiếp nhận A. Liễu Thanh Sơn nói, người A, tuyệt đối đừng đi cực đoan, một khi đi nhầm liền không có cách nào quay đầu lại, ngươi nói có đúng hay không? Đường Kinh Vĩ nói, còn không phải sao, ngươi hảo hảo khuyên nhủ Kiều Như Long, người trẻ tuổi đừng xúc động như vậy, đừng cho bọn hắn Kiều ra bôi đen.
Liễu Thanh Sơn móc ra một chương dóc ảnh chụp cho Đường Kinh Vĩ nhìn, nhiều đáng yêu hài tử. Đường Kinh Vĩ nói, nhi tử ta khi còn bé a, cũng đáng yêu như thế, bất quá a, có chút hài tử mọc ra liền thành tai họa. P. Liễu Thanh Sơn nói, hài tử là vô tội a. Đường Kinh Vĩ nói, oan có đầu nợ có chủ, ta là người từng trải, lúc trước nhi tử ta vừa thời điểm ra đi ta từ đầu đến cuối đang nghĩ, những cái kia hận ta người vì cái gì không xông ta tới, tại sao muốn trả thù nhi tử ta. Liễu Thanh Sơn nói, ngươi cho rằng ngươi nhi tử chết cùng Kiều Như Long có quan hệ. Đường Kinh Vĩ nói, điều tra nhi tử ta nguyên nhân cái chết không phải là các ngươi cảnh sát trách nhiệm sao. Ngươi đừng hỏi ta, ta chỉ biết là các ngươi nói cho ta, nhi tử ta là tự sát. 2. Liễu Thanh Sơn nhẹ gật đầu, Đường tiên sinh, bảo trì thông tin thông suốt, chúng ta lúc nào cũng có thể sẽ cùng ngươi liên lạc. Đường Kinh Vĩ nói, yên tâm, ta nhất định phối hợp. Liễu Thanh Sơn đi ra cửa bên ngoài, hướng bên người cảnh sát nói, cho ta tiếp cận hắn, điều tra hắn tất cả trò chuyện ghi chép, lập tức. Đúng. Kiều Như Long bị cảnh sát cho còng lại, Liễu Thanh Sơn đưa mắt liếc ra ý qua một cái, ra hiệu thủ hạ cho hắn mở ra còng tay. Kiều Như Long hoạt động một chút cổ tay, ta đi. Liễu Thanh Sơn gật đầu nói, Kiều tiên sinh, nếu như ngươi tiếp tục như vậy không phối hợp chúng ta điều tra, chính là đối kia mẹ con hai người không chịu trách nhiệm. Người cũng không muốn bọn hắn xảy ra chuyện. Kiều Như Long mím môi, đi hai bước, rốt cục xoay người lại đến Liễu Thanh Sơn bên người. Liễu Thanh Sơn ngầm hiểu, chỉ rời xa đám người địa phương. Liễu Thanh Sơn đưa cho Kiều Như Long một điếu thuốc, yên tâm, ta sẽ không ghi âm, cùng tình tiết vụ án không quan hệ sự tình ta cũng sẽ không viết nhập hồ sơ. Kiều Như Long nói, nhất định là hắn, Đường Kinh Vĩ cho rằng là ta hại chết con của hắn, cho nên hắn thông qua loại phương thức này trả thù ta. Liễu Thanh Sơn nói, hắn lời mới vừa nói đều là thật. Kiều Như Long do dự một chút, vẫn gật đầu, tâm lý của hắn phòng tuyến triệt để hỏng mất, hắn không biết phải làm gì, hiện tại chỉ có thể tướng tất cả hy vọng đều ký thác vào cảnh sát trên thân. Liễu Thanh Sơn nói, người có chứng cứ sao? Không có chứng cứ, nhưng đây đều là rõ ràng. Liễu Thanh Sơn nói, chúng ta ngay lập tức sẽ triển khai điều tra, Kiều tiên sinh, ta hy vọng ngươi đừng lại tự tiện hành động. Vừa rồi hành vi nếu như đối phương truy cứu, người cũng muốn gánh chịu pháp luật trách nhiệm. Kiều Như Long nói, Liễu cảnh sát, các ngươi nhất định phải nắm chặt thẩm vấn hắn, từ trên người hắn nhất định có thể tìm tới đột phá khẩu. Liễu Thanh Sơn nói, ngươi trở về đi, có tin tức ta sẽ trước tiên liên lạc ngươi, còn có, người bên này có tin tức lập tức cho ta biết. Kiều Như Long trở lại trên xe của mình, lái xe khiếp khiếp nói, Kiều Tổng, tiếp xuống đi chỗ nào. Kiều Như Long điện thoại di động vang lên. Là Gia Gia, hắn vuốt vuốt mi tâm, lúc này mới nhận nghe điện thoại, Gia Gia. Kiều lão thanh âm trầm thấp từ đầu bên kia điện thoại truyền đến, Như Long, người đừng làm loạn, sự tình đã phát sinh liền phải tin tưởng cảnh sát. Gia Gia, ta biết, hắn bỗng nhiên nghiến răng nghiến lợi nói, là đại bá đem ta cùng Tề Sảng cùng dốc quan hệ nói cho Đường Kinh Vĩ. Kiều lão đang trầm mặc bên trong đã cúp điện thoại. Kiều lão một thân một mình đi hướng sân thượng. Nhìn qua tối tăm mờ mịt bầu trời đêm, không có trăng cũng không thấy tinh, hắn bỗng nhiên sinh ra một loại trước nay chưa từng có cảm giác mệt mỏi, đối diện vận mệnh khiêu chiến không có đã có tự tin. Hắn còn chưa thấy qua nhỏ Gióc, đứa nhỏ này không nên trở thành cừu hận vật hy sinh. Kiều Như Long để lái xe khởi động ô tô rời đi thời điểm, nhìn thấy một người đón ô tô đi tới, lái xe lấp lóe đèn xe, người kia liền đứng tại con đường ở trong không có tránh thoát ý tứ. Kiều Như Long mượn ánh đèn nhận ra người kia là Hứa Thuần Lương, Kiều Như Long có chút buồn bực, người này làm sao có chút âm hồn bất tán, hắn là làm sao tìm được mình. Kiều Như Long để lái xe dừng xe, đẩy cửa xe ra đi xuống, người có việc. Hứa Thuần Lương nói, Đường Kinh Vĩ nói như thế nào. Kiều Như Long không nói gì, hắn cũng không có làm tốt Hứa Thuần Lương tham gia việc của mình chuẩn bị. Hứa Thuần Lương nói, thời gian đối với các ngươi rất bất lợi, nếu như lần này bắt cóc là trả thù. Đối phương liền không muốn cho bọn hắn còn sống. Kiều Như Long nói, ta thì phải làm thế nào đây? Hiện tại toàn bộ Nam Giang cảnh lực đều xuất động, nhưng tìm người nào có dễ dàng như vậy? Hứa Thuần Lương nói, Đường Kinh Vĩ là cái đột phá khẩu A, người biết rõ là hắn làm, nên để hắn nói thật. Kiều Như Long nói, ta không có chứng cứ A. Hứa Thuần Lương khinh thường nói, giảng chứng cứ, chờ ngươi tìm tới chứng cứ cái gì đã trễ rồi. Nếu như không phải bây giờ không có biện pháp, Kiều Như Long sẽ không ở chỗ này cùng Hứa Thuần Lương nói chuyện, hắn không có thời gian đi cân nhắc Hứa Thuần Lương động cơ.
Hứa Thuần Lương nói, có không có cách nào đem Đường ra giám sát cho đoạn mất. Kiều Như Long sửng sốt một chút, người nói cái gì? Hứa Thuần Lương nói, phi thường lúc cần đi phi thường sự tình, phương diện này ngươi không được, giúp ta đem Đường ra giám sát cho đoạn mất, ta tìm hắn hảo hảo tâm sự. Kiều Như Long mím môi, trong nội tâm cấp tốc làm một cái quyết định tốt. Hắn đi đến một bên gọi điện thoại, trở lại Hứa Thuần Lương bên cạnh nói, 10 phút đồng hồ. Gãy mất giám sát, nếu có cần có thể mất điện hết nước. Hứa Thuần Lương đánh giá Kiều Như Long, năng lượng không nhỏ a, ta không muốn gây phiền toái, hai ta thay y phục đổi. Kiều Như Long nói, có ý tứ gì? Hứa Thuần Lương ra hiệu hắn lên xe, để lái xe lái chậm chậm xe, cùng Kiều Như Long thay y phục. Kiều Như Long nói, người đây là muốn giả dạng làm ta bộ dáng. Vô dụng, chúng ta không giống, bọn hắn nhận ra được. Hứa Thuần Lương nói, đến phía trước cho ta xuống, sau đó ngươi lái xe đi tản bộ, đúng, ta quay đầu làm sao liên hệ ngươi. Kiều Như Long xuất ra một đài kiểu cũ hắc dầu điện thoại bấm mặt khác một cái mã số, đưa cho Hứa Thuần Lương, có việc liền dùng cái điện thoại di động này gọi điện thoại, số điện thoại đều không phải là tên của ta đăng ký, cảnh sát không có xử lý pháp giám sát. 1. Hứa Thuần Lương nhẹ gật đầu, thành, ta giúp ngươi cùng hắn tâm sự, hy vọng còn kịp. Kiều Như Long nói, cảnh sát theo ta. Hứa Thuần Lương nói, cho nên a, chúng ta phải chia ra hành động. Hắn ở phía trước xuống xe, Kiều Như Long để tài xế tiếp tục lái xe, từ kính chiếu hậu nhìn thấy có chiếc màu xám Zeta xa xa đi theo đám bọn hắn, Kiều Như Long tự nhủ, hắn muốn làm gì. Sau 10 phút, Kiều Như Long đánh qua, đã ngừng. Lúc này Hứa Thuần Lương đã thành công chui vào đường ra chỗ cấp cao khu biệt thự, hiện tại Hứa Thuần Lương mặc Kiều Như Long quần áo. Lợi dụng thiên cơ biến cải biến bộ mặt hình dáng, nhìn qua đơn giản chính là Kiều Như Long. Gãy mất giám sát cũng không phải vạn vô nhất thất sự tình, Hứa Thuần Lương hỗ trợ cứu người, nhưng không muốn lưu lại chứng cứ đem mình lâm vào phiền phức bên trong. Cảnh sát triển khai toàn thành lùng bắt, Lan Hoa Môn cùng Bì Môn toàn bộ động viên, nhưng là vẫn không cách nào cam đoan kịp thời tìm tới tể sảng mẹ con, cởi chuông phải do người buộc chuông, tại thủ phạm thật phía sau màn phương diện, Hứa Thuần Lương cùng Kiều Như Long có cộng đồng nhận biết. Đều cho rằng là Đường Kinh Vĩ bày ra hết thảy. Kiều Như Long đã vừa mới cùng Đường Kinh Vĩ giao thủ, toàn bộ rơi vào hạ phong. Hứa Thuần Lương mặc dù không có mắt thấy toàn bộ quá trình, nhưng là hắn biết vô luận là cảnh sát vẫn là Kiều Như Long đều không có đạt được muốn đáp án. Đường Kinh Vĩ cho nhi tử bên trên ba nén hương, yên lặng nhìn qua nhi tử, lúc này quanh mình lâm vào một vùng tăm tối bên trong. Đường Kinh Vĩ sửng sốt một chút, hắn lập tức cảm nhận được nguy hiểm. Cấp tốc hướng thư phòng phương hướng bỏ chạy, nhưng không chờ hắn đi ra mấy bước, một cây gậy tròn liền hung hăng đánh trúng vào hắn cong gối. Đường Kinh Vĩ hai đầu gối mềm nhũn bịch một âm thanh ngã rầm trên mặt đất, hắn muốn kêu cứu, cảm thấy phần cổ hàn khí bức người, có người dùng chủy thủ chống đỡ cổ họng của hắn. Trong bóng tối sáng lên một đám ngọn lửa, có người đốt lên thuốc lá, cái bật lửa ánh lửa chiếu sáng Phan Thiên Hóa âm trầm gương mặt. 2. Đường Kinh Vĩ hơi kinh ngạc nhìn qua hắn. Không biết hắn làm sao nhanh như vậy liền đi tới Nam Giang còn tiềm nhập trong nhà mình. Phan Thiên Hóa hút một hơi thuốc thấp giọng nói, ta thừa máy bay trực thăng từ Đông Châu chạy tới nơi này, chính là nghĩ nghe ngươi nói thật, nữ nhi của ta cùng ngoại tôn ở nơi nào. Đường Kinh Vĩ ha ha cười nói, ta làm sao biết. Mang theo màu đen cao su lưu hóa thủ sáo tráng hán một quyền trọng kích tại Đường Kinh Vĩ trên sống mũi, một quyền này liền đem mũi của hắn đánh gãy. Phan Thiên Hóa nói, con người của ta không thích nói nhảm, một quyền này là giáo huấn, tiếp xuống chính là đao, ta có thể cam đoan đâm ngươi 108 đao còn để ngươi còn sống. Đường Kinh Vĩ nói, ngươi chờ ngồi tù đi. Phan Thiên Hóa nói, nữ nhi của ta cùng ngoại tôn chính là ta mệnh, ngươi cùng Kiều Như Long có thù, ngươi tìm hắn, chớ làm tổn thương vô tội. Đường Kinh Vĩ nói, Phan Thiên Hóa, ta cùng chuyện này không có bất cứ quan hệ nào, ngươi coi như đâm ta 1000 đao, ta còn là nói như vậy. Phan Thiên Hóa vùng động dao găm trong tay một đao đâm vào Đường Kinh Vĩ đùi, Đường Kinh Vĩ đau đến muốn kêu to, miệng lại bị tên kia mang theo găng tay đen đại hán che, theo thân đao tại đùi bên trong quấy, Đường Kinh Vĩ thân thể bởi vì đau đớn kịch liệt mà co quắp. Phan Thiên Hóa mặt không chút thay đổi nói, ta tính nhẫn nại có hạn, người nói cho ta bọn hắn ở nơi nào. Phan Thiên Hóa rút ra chủy thủ, tiếp lấy lại thọc một đao. Đường Kinh Vĩ cái trán hiện đầy mồ hôi. Phan Thiên Hóa nói, nữ nhi của ta ngoại tôn nếu là có không hay xảy ra, ta diệt ngươi cả nhà. Đường Kinh Vĩ nhìn qua Phan Thiên Hóa cắn răng nở nụ cười, Phan Thiên Hóa, ngươi cho rằng ta là dọa lớn. Ta,
Không biết, ngươi giết ta còn là tìm không thấy bọn hắn, ta mẹ nó liền chết còn không sợ, còn sợ ngươi. Đâm đao. Phan Thiên Hóa gật đầu nói, có gan, ta ngược lại muốn xem ngươi mạnh miệng tới khi nào. Phan Thiên Hóa lần nữa giơ lên chủy thủ. Một thanh âm từ trong bóng tối vang lên, ngươi dạng này là hỏi không ra kết quả. Phan Thiên Hóa cùng Tùy Hành hai người đều lấy làm kinh hãi, bọn hắn đã đánh ngã Đường ra tất cả mọi người, làm sao còn có người núp trong bóng tối, bất quá nghe người này tiếng nói có chút quen thuộc. Giơ tay lên đèn pin hướng người nói chuyện chiếu đi, nhìn thấy lại là Kiều Như Long. Phan Thiên Hóa ngạc nhiên nhìn qua Kiều Như Long, so với hắn càng thêm kinh ngạc là Đường Kinh Vĩ. Đường Kinh Vĩ nghiến răng nghiến lợi nói, Kiều Như Long, ngươi chờ. Ngồi tù đi. Kỳ thật đây là cải trang ăn mặc Hứa Thuần Lương. Hứa Thuần Lương trong lòng tự nhủ mẹ nó Kiều Như Long, bất quá cái này cũng chứng minh mình thiên cơ biến công phu quá cứng, liền bọn hắn cũng chưa nhận ra được. Hứa Thuần Lương không có cùng Phan Thiên Hóa chào hỏi, trực tiếp đi vào Đường Kinh Vĩ trước mặt, hướng hắn cười cười, Đường Tổng, nghĩ không ra ngươi cứng như vậy khí a, nhận đi, có phải hay không là ngươi tìm người cướp đi tề sảng mẹ con. Đường Kinh Vĩ nói, ta không biết. Hứa Thuần Lương hướng tên kia mang theo găng tay đen đại hán nói, làm phiền ngươi mở đèn. Đại hán kinh ngạc nhìn qua Phan Thiên Hóa nhẹ gật đầu, nhìn lên trước mắt Kiều Như Long luôn cảm thấy có như vậy điểm không đúng, nhưng lại nói không nên lời không đúng chỗ nào. Đèn của phòng khách sáng ngời lên, Hứa Thuần Lương một thanh nắm chặt Đường Kinh Vĩ tóc, buộc hắn cùng mình đối mặt, Đường Kinh Vĩ nhìn qua Hứa Thuần Lương con mắt, cảm giác đầu não một trận mê muội, phảng phất uống say giống như. Hứa Thuần Lương nói, Đường Kinh Vĩ, rốt cuộc là ai đem tề sảng hai mẹ con cướp đi? Đường Kinh Vĩ ánh mắt đờ đẫn, đầu lưỡi cũng không nghe sai khiến, máy móc hồi đáp, lão cảnh. Một, Phan Thiên Hóa cùng hắn hai tên thủ hạ đều sợ ngây người, đánh một quyền thọc hai đao còn không bằng người ta hỏi một câu. Phan Thiên Hóa trong lòng âm thầm kỳ quái, hắn đối Kiều Như Long vẫn hơi hiểu biết, không nghe nói Kiều Như Long có bản sự này. Hứa Thuần Lương nói, có biết hay không bọn hắn hiện tại ở nơi nào? Không biết, có thể liên hệ với lão cảnh sao? Điện thoại, tại ta thư phòng trong ngăn kéo. Phan Thiên Hóa đưa mắt liếc ra ý qua một cái, thủ hạ nhanh đi Đường Kinh Vĩ thư phòng tìm được trong ngăn kéo điện thoại, đây là một cái đời cũ Nokia. Hứa Thuần Lương thầm than, những này đời cũ điện thoại đều mẹ nó biến thành phạm tội công cụ, phần tử phạm tội đối công nghệ cao thông tin sản phẩm giống như điểm bài xích. Hứa Thuần Lương đưa di động đưa cho Đường Kinh Vĩ, gọi điện thoại cho hắn. Đường Kinh Vĩ giải tỏa điện thoại về sau, gọi một cái mã số, một lát sau, đối phương nhận nghe điện thoại. 2. Hứa Thuần Lương đưa di động đoạt mất, bắt trước Đường Kinh Vĩ thanh âm nói, lão cảnh, sự tình thế nào? Hắn mở miễn đề. Phan Thiên Hóa cùng hai tên thủ hạ xem như mở mắt, thanh âm này bắt trước đến cũng quá giống, Phan Thiên Hóa thầm than, đây là Kiều Như Long sao? Làm sao cảm giác khí chất hoàn toàn không giống a? Thuận lợi, ta lập tức xử lý bọn hắn, đem thu hình lại phát cho ngươi. 1. Hứa Thuần Lương nói, không muốn. Cái gì, vì cái gì? Hứa Thuần Lương dùng giống như đúc thanh âm nói, ta muốn đích thân động thủ, ta muốn đích thân vì nhi tử ta báo thù. Không có so cái này lý do tốt hơn. Phan Thiên Hóa nội tâm an tâm một chút, chỉ ít chứng minh mình nữ nhi cùng ngoại tôn còn sống. Minh Thang Sơn nông trường tháp nước. Phan Thiên Hóa hướng hắn hai tên thủ hạ nói, lập tức triệu tập nhân mã đi Minh Thang Sơn. Hứa Thuần Lương nói, nếu như muốn mẹ con bọn hắn bình an cũng đừng làm như vậy, vạn nhất đánh cỏ động rắn, liền phí công nhọc sức. Phan Thiên Hóa nhìn qua Hứa Thuần Lương, người nói làm sao bây giờ? Hứa Thuần Lương nói, ta cùng hắn đi qua, hai người đao đâm đến không phải lúc a. Phan Thiên Hóa có chút hối hận, còn tốt hai đao chọc vào Đường Kinh Vĩ cùng một cái trên đùi, không phải con hàng này liền đường đều đi không được. Hứa Thuần Lương là Đường Kinh Vĩ điểm huyệt cầm máu. Lại dùng kim sang dược giúp hắn xử lý vết thương, vỗ vỗ Đường Kinh Vĩ bả vai nói, phiền phức ngươi dẫn ta đi Minh Thang Sơn nông trường đi một chuyến. Đường Kinh Vĩ tựa như cái kẻ ngu một dạng tốt. Hứa Thuần Lương nói, bên ngoài có không ít cảnh sát nhìn chằm chằm, chúng ta tốt nhất chia ra hành động. Hắn đi tới một bên, lấy điện thoại cầm tay ra cho Kiều Như Long gọi điện thoại, để Kiều Như Long tại cửa ra vào gây ra hỗn loạn hấp dẫn cảnh sát lực chú ý, hai người ước định sau 15 phút thống nhất hành động. Hơn 10 chiếc Mercedes dừng ở Đường Kinh Vĩ chỗ ở khu biệt thự bên ngoài, Kiều Như Long từ trong xe ra, xuất lĩnh hơn 10 người hướng trong cư xá đi đến. Phụ trách giám thị cảnh sát ngay lập tức đem tình huống này báo cáo nhanh cho Liễu Thanh Sơn,
Liễu Thanh Sơn thật sự là nhức đầu không thôi, cái này Kiều Như Long không những giúp không được gì còn cho hắn không ngừng thêm phiền. Hắn suy nghĩ một chút, để tất cả phụ cận cảnh sát ngăn cản Kiều Như Long tiến vào cư xá, đồng thời phái ra tiếp viện. Kiều Như Long lần nữa tiến về đường Kinh Vĩ trong nhà gây chuyện, sự tình rất nhanh bị thông báo cho Kiều Viễn Giang. Kiều Viễn Giang biết mình nói đối chất tử không có bất kỳ cái gì tác dụng, chỉ có thể kiên trì đi phòng của phụ thân. Kiều lão vẫn luôn không ngủ, hắn đang chờ đợi lấy tin tức mới nhất, nhìn thấy nhi tử tiến đến, Kiều lão nhẹ gật đầu, có tin tức. Mặc dù Kiều Như Long vừa mới trong điện thoại nói cho hắn biết là Kiều Viễn Giang hướng đường Kinh Vĩ tiết lộ tề sảng mẹ con bí mật, nhưng Kiều lão cũng không có bất kỳ biểu lộ. Kiều Viễn Giang đem tin tức mới vừa nhận được nói cho phụ thân, thở dài nói, Như Long thật sự là quá tùy hứng, cảnh sát đều không có chứng cứ chứng minh là đường Kinh Vĩ làm, hắn tụ tập nhiều người như vậy đi đến nhà khiêu khích há không phải để sự tình trở nên càng thêm phức tạp, hắn coi như không cân nhắc tiền đồ của mình cũng muốn cân nhắc chúng ta Kiều ra mặt mũi. Kiều lão lạnh lùng nhìn qua Kiều Viễn Giang nói, Kiều ra mặt mũi. Kiều Viễn Giang bị phụ thân nhìn sững sờ, tranh thủ thời gian giải thích nói, ta nói là, hắn không nên biểu hiện được quá kích động, vạn nhất bị người cha ra hắn cùng tề sảng mẹ con quan hệ, chuyện này liền phiền toái hơn. Kiều lão nói, nếu như vợ con của ngươi mất đi, ngươi sẽ không kích động. Ngươi sẽ không quan tâm. Kiều Viễn Giang nói, cha, ta không phải ý tứ này, ta nói là sự tình như là đã phát sinh. Hắn lại kích động cũng vô sự vô bổ, tình hình trước mắt chỉ có thể để người chuyên nghiệp đi làm chuyên nghiệp sự tình, phải tin tưởng cảnh phương phá án năng lực. Kiều lão nói, hắn dám đến nhà đi chất vấn đường Kinh Vĩ, chỉ ít chứng minh trên người hắn còn có chút huyết tính, ta tại sao không thấy được trên người ngươi có chút huyết tính. Kiều Viễn Giang ngây ngẩn cả người, một mặt ủy khuất nói, cha, có thể động dụng quan hệ ta đều vận dụng, ta biết người nóng vội, thế nhưng là ta cùng người một dạng gấp, đứa bé kia là cháu của ta à. Kiều lão chậm rãi lắc đầu, người cùng đường Kinh Vĩ đến cùng là quan hệ như thế nào? Kiều Viễn Giang nói, bằng hữu bình thường. Viễn Giang, người nói láo thời điểm chưa hề cũng không dám bột đối ánh mắt của ta. Kiều Viễn Giang lấy dũng khí ngẩng đầu nhìn phụ thân, bất quá tại Kiều lão sắc bén như đao ánh mắt hạ lại lần nữa cúi đầu. Kiều lão nói, tề sảng mẹ con sự tình là ngươi tiết lộ cho đường Kinh Vĩ à? Ta không có, ta làm sao có thể? Kiều lão nói, có lẽ ngươi có nhược điểm gì rơi vào trong tay hắn đâu. Kiều Viễn Giang nói, cha, ta biết người vẫn luôn cảm thấy ta vô dụng, nhưng ta lại vô dụng, lại xuẩn, cũng sẽ không xảy ra bán người trong nhà. Tề sảng sự tình không phải bí mật, Như Long tại Đông Châu xảy ra tai nạn xe cộ thời điểm, đủ thoải mái liền trong xe, người hữu tâm đã sớm vụng trộm điều tra. Kiều lão nói, người hữu tâm là ai à? Kiều Viễn Giang nói, cha, chẳng lẽ người hoài nghi ta thông đồng ngoại nhân hại cháu của mình? Trước đó ta có phải hay không khuyên qua người, Như Long tai nạn xe cộ về sau cũng không để cho hắn tại Hoa Đầu tiếp tục làm tiếp, nhưng người chính là không nghe ý kiến của ta, nếu như hắn tại Hoa Đầu có thể an phận thủ thường còn chưa tính, nhưng hắn nhất định phải bồi dưỡng tề sảng làm cái gì đầu tư công ty, tại hải ngoại dày vò thì cũng thôi đi, nhất định phải đến nội địa đầu tư, đương tất cả mọi người là kẻ ngốc sao. Kiều lão nâng chung trà lên, tay của hắn tại khẽ run, nhấp một ngụm trà về sau. Trầm giọng nói, các ngươi cứu lại còn có bao nhiêu sự tình giấu giếm ta? Kiều Viễn Giang nói, hắn vì cái gì hoài nghi đường Kinh Vĩ? Bởi vì hắn lợi dụng đường Thiên Nhất sự tình áp chế qua đường Kinh Vĩ, bức bách đường Kinh Vĩ tướng Trường Hưng Bệnh viện cổ phần giá thấp chuyển nhượng cho Tế Thế Chữa Bệnh Đầu Tư Công ty Trách nhiệm Hữu Hạn. Cái này Tế Thế Chữa Bệnh Đầu Tư Công ty Trách nhiệm Hữu Hạn trước mắt người phụ trách chính là Tề Sảng. Đường Kinh Vĩ nhi tử đường Thiên Nhất ở kinh thành xảy ra chuyện sau đưa đến cai nghiện chỗ, không bao lâu liền tử giết chết. Cho nên Như Long cùng đường Kinh Vĩ tiếp nhận cửu oán. Kiều lão nói, cho nên đường Kinh Vĩ liền dùng thủ đoạn như vậy trả thù Như Long. Kiều Viễn Giang nói, chỉ là Như Long cho rằng như vậy, hắn có chứng cứ sao? Hắn từ nhỏ đến lớn chính là cái này bộ dáng, ngạo mạn tự đại, coi trời bằng vung, hắn dạng này tính cách đắc tội nhiều người, người không biết ta cái này chút năm vì hắn ngăn cản nhiều ít sự tình, ta chỉ là sợ người lo lắng không có nói cho người. Kiều lão bỗng nhiên nắm lên chén trà hung hăng ném xuống đất, chén trà rơi chia năm xẻ bảy, nước trà vung đầy đất. Kiều Viễn Giang dọa đến dừng lại nói chuyện, đối phụ thân e ngại là sâu thực tận xương. Kiều lão nói, chiếu ngươi nhìn, có phải hay không đường Kinh Vĩ làm? Ta không biết, ta thật không biết, dù sao ta biết hắn nhiều năm như vậy, hắn một mực tuân thủ luật pháp, bất quá hắn tình cảnh hiện tại không ổn. Kiều lão nói, ngươi đi tìm hắn, ta mặc kệ ngươi dùng biện pháp gì. Đều muốn đem hài tử cho mang về.
Thừa dịp Kiều Như Long chế tạo hỗn loạn, Hứa Thuần Lương cùng Phan Thiên Hóa mấy người chia ra hành động, bọn hắn mang theo Đường Kinh Vĩ thành công rời đi. Hứa Thuần Lương cùng Phan Thiên Hóa cùng xe, Đường Kinh Vĩ bị Hứa Thuần Lương chế trụ huyệt đạo về sau, nửa nằm tại chỗ ngồi phía sau. Phan Thiên Hóa phụ trách lái xe, khoảng cách Minh Thang Sơn nông trường càng ngày càng gần, trên đường hết thảy xem ra phi thường thuận lợi, bất quá tiếp xuống liền không nói được rồi. Phan Thiên Hóa nói, ngươi không phải Kiều Như Long. Hứa Thuần Lương không nói chuyện, xem ra cuối cùng vẫn là không thể giấu giếm được Phan Thiên Hóa cái này lão giang hồ. Phan Thiên Hóa nói, vô luận ngươi là ai, ta đều phi thường cảm tạ ngươi. Hứa Thuần Lương nói, chờ người cứu ra lại nói, cảnh sát khả năng chẳng mấy chốc sẽ phát hiện đường ra xảy ra chuyện, bọn hắn truy tung đến nơi đây cũng có khả năng. Phan Thiên Hóa nói, ta không tin được bọn hắn. Hắn nhìn một chút kiếng chiếu hậu, trợ thủ của hắn còn chưa chạy tới. Phía trước đã đến Minh Thang Sơn nông trường, bọn hắn nhìn thấy tòa kia như là cự nhân một dạng đứng vững tại nông trường cánh bắc tháp nước. 1. Hứa Thuần Lương trước tiên đem Đường Kinh Vĩ lấy ra ngoài, đẩy ra huyệt đạo của hắn, trước cho lão cảnh gọi điện thoại, ta đến, ta còn mang đến một cái ngoài ý muốn kinh hỉ. Trên tháp nước có ánh đèn chuồn 3 lần. Hứa Thuần Lương tháo cái nón xuống cùng khẩu trang, Phan Thiên Hóa nhìn hắn một cái, đây rõ ràng chính là Kiều Như Long. Nhưng hắn vẫn kiên trì chỉ là ở bề ngoài tương tự, khí chất của bọn hắn là không giống. Phan Thiên Hóa trong lòng âm thầm cảm thấy ngạc nhiên, Kiều Như Long đến tột cùng là từ đâu tìm đến giúp đỡ, cùng hắn dáng dấp giống như vậy, nói là huynh đệ sinh đôi đều không đủ. Hứa Thuần Lương nói, các ngươi áp lấy ta, chúng ta cùng đi cứu người. Phan Thiên Hóa nói, bọn hắn có thể hay không bị vây ở trên tháp nước. Hứa Thuần Lương nói, 8-9 phần 10. Nông trường đại môn cũng không khóa lại, Phan Thiên Hóa xuống xe mở đại môn, sau đó lái xe tiếp tục hướng tháp nước phía dưới chạy tới, đi vào tháp nước phía dưới dừng lại. Hứa Thuần Lương đối vẫn ở vào ngơ ngơ ngác ngác trạng thái Đường Kinh Vĩ nói, người đem ta đẩy xuống. Hứa Thuần Lương đẩy cửa xe ra, Đường Kinh Vĩ một tay lấy hắn thô bạo đẩy tới xe, Hứa Thuần Lương giả ra chân đứng không vững dáng vẻ té ngã trên đất. Phan Thiên Hóa lập tức tới ngay chiếu vào Hứa Thuần Lương đá một cước. Sau đó từ dưới đất cầm lên hắn. Đường Kinh Vĩ lúc này mới xuống xe, dựa theo Hứa Thuần Lương phân phó lớn tiếng nói, lão cảnh, nhìn, ta đem ai bắt được. Một chùm cường quang từ trên tháp nước phóng xuống đến, chiếu vào Hứa Thuần Lương trên thân, Hứa Thuần Lương dùng tay ngăn trở cường quang, nheo mắt lại. Đối phương coi như lại giảo hoạt, cũng sẽ không nghĩ tới Đường Kinh Vĩ bị mình khống chế, khoảng cách xa như vậy, hắn nhìn không ra sơ hở. Hứa Thuần Lương thấp giọng bàn giao, người nói, lão cảnh, chúng ta bên trên đi. Đường Kinh Vĩ máy móc tái diễn, lão cảnh, chúng ta đi lên. Trên tháp nước lão cảnh quả nhiên không có nhìn ra dị thường, cùng hắn cùng nhau còn có một người đàn ông tuổi trung niên. Đại ca, làm sao lão bản đích thân đến? Lão cảnh ngậm miệng bên trong nửa điếu thuốc nói, đoán chừng hắn muốn để họ Kiều tận mắt chứng kiến con của hắn tử vong. Ánh mắt của hắn nhìn về phía cuộn lại tại cách đó không xa Tề Sảng. Tề Sảng khắp khuôn mặt là máu tươi, nàng hai tay bị trói chặt lấy, có một sợi dây thừng cái chốt tại tháp nước trên hàng rào, miệng của nàng bị băng dán phong bế, hai mắt bên trong tràn đầy nước mắt. Một bên là con của nàng Gióc, 2 tuổi lớn hài tử nằm tại cứng rắn trên mặt đất, cái trán sưng to lên máu ứ đọng, hài tử tại va chạm bên trong bị thương, bị bắt đến nơi đây toàn bộ hành trình đều không có tỉnh lại. Tề Sảng lo lắng đến cực điểm, nhi tử hẳn là não bộ thụ thương, nhất định phải đưa bệnh viện. Nàng đã phi thường minh bạch, những này tàn nhẫn lưu manh căn bản không phải vì cầu tài, bọn hắn mục đích cuối cùng nhất là giết chết hắn mẹ con, đem bọn hắn mang đến nơi đây, chủ yếu là muốn quay chụp bọn hắn tử vong quá trình, bọn hắn hẳn là muốn đem đoạn này tàn nhẫn hình ảnh truyền cho Kiều Như Long. Lão cảnh cảnh giác nhìn qua phía dưới, trong tầm mắt, 3 người bắt đầu leo lên phía trên. Trước hết nhất bò lên là Kiều Như Long, sau đó là Đường Kinh Vĩ, cái cuối cùng hắn không biết, hẳn là Đường Kinh Vĩ mời tới giúp đỡ. Phan Thiên Hóa vốn đang lo lắng Đường Kinh Vĩ chân tổn thương sẽ lộ hãm, nhưng từ khi cho hắn bôi qua dược cao về sau, Đường Kinh Vĩ tựa hồ hoàn toàn quên đi đau đớn, đi trên đường mặc dù còn có chút cà thọt, nhưng là nếu như không phải đặc biệt lưu ý nhìn không ra. Hứa Thuần Lương cái thứ nhất bò lên trên tháp nước, đi theo phía sau hắn Đường Kinh Vĩ cầm một cây đao, dùng đao chỉ vào Hứa Thuần Lương hậu tâm. Phan Thiên Hóa âm thầm là Hứa Thuần Lương bóp một cái mồ hôi lạnh, nếu như Đường Kinh Vĩ đột nhiên mất khống chế, như vậy hết thảy sẽ trở nên không thể vãn hồi. Phan Thiên Hóa cũng dùng chủy thủ chỉ vào Hứa Thuần Lương cổ họng.
Bọn hắn vừa mới leo lên tháp nước, lão cảnh liền nắm lên Tề Sảng, đưa nàng ném ra ngoài, Phan Thiên Hóa mắt tối sầm lại, kém chút không có kêu thành tiếng. Còn tốt dây thừng kéo lấy Tề Sảng thân thể bị treo ở trên không trung, nàng liều mạng giãy giụa lấy. Lão cảnh nói, Đường Tổng, người đến cắt đứt dây thừng đi. Đường Kinh Vĩ cầm đao đi thẳng về phía trước, Hứa Thuần Lương lấy truyền âm nhập mật hướng Đường Kinh Vĩ ra lệnh, đi, xử lý lão cảnh. Đường Kinh Vĩ cùng lão cảnh gặp thoáng qua thời điểm, bỗng nhiên giơ lên đao chiếu vào lão cảnh bụng đâm vào, lão cảnh phản ứng tốc độ cực kỳ kinh người, kỳ thật Đường Kinh Vĩ đi tới thời điểm, hắn đã cảm thấy có chút không đúng, nhưng lại nói không rõ đến cùng không đúng chỗ nào. Tại giết người phương diện Đường Kinh Vĩ không có bất kỳ kinh nghiệm nào, mặc dù khoảng cách gần vừa đủ, lực lượng của hắn cùng tốc độ còn không cách nào đánh trúng nghiêm chỉnh huấn luyện lão cảnh. Lão cảnh một phát bắt được Đường Kinh Vĩ cổ tay, đồng thời bộc phát ra giống to một tiếng, Jason. Jason từ phía sau rút ra một nắm đất súng, hắn ý đồ nhắm chuẩn Phan Thiên Hóa tiến bóp cò thời điểm, Hứa Thuần Lương đã như thiểm điện xông tới, bắt lại hắn thổ súng, tướng họng súng đẩy hướng lên phía trên. Bồng, một tiếng súng vang, đánh thức tháp nước đỉnh nghỉ lại chim chóc, sợ hãi chim chóc rời ổ vỗ cánh, nhào nhào hơi giật mình bay về phía bầu trời đêm. Jason ý đồ cùng Hứa Thuần Lương tranh đoạt, nhưng Hứa Thuần Lương xuất thủ thực sự quá nhanh, một quyền đánh trúng vào sườn trái của hắn, Hứa Thuần Lương trọng quyền tướng Jason xương sườn gãy mất hai cây, đứt gãy xương sườn đâm vào Jason trong thân thể, sắc bén xương sườn tàn đoạn đâm rách lá phổi của hắn. Kịch liệt đau nhức để Jason bộc phát ra một tiếng như dã thú chu lên, Hứa Thuần Lương không chút do dự, bắt hắn lại dây lưng trực tiếp từ trên tháp nước ném xuống dưới. Lão cảnh chiếu vào Đường Kinh Vĩ khuôn mặt hung ác tát một cái, một tát này đánh cho Đường Kinh Vĩ đầu vung roi dạng lay động, Đường Kinh Vĩ cả người trong nháy mắt thanh tỉnh lại, hắn ngạc nhiên nhìn qua hết thảy chung quanh, không biết nói mình thân ở phương nào. Lão cảnh hét lớn, đi a, đi mau a. Đường Kinh Vĩ cái này mới hồi phục tinh thần lại, quay người trốn hướng lối ra, dọc theo sắt bậc thang rời đi tháp nước. Phan Thiên Hóa không để ý tới quản hắn, trước tiên vào tới tháp nước biên giới, cái chốt tại trên hàng rào dây thừng ngay tại một chút xíu đứt gãy. Phan Thiên Hóa bắt lại dây thừng, lớn tiếng nói Tiểu Sảng, đừng sợ, ta đến rồi. Lão cảnh hướng trên đất dốc phóng đi, Hứa Thuần Lương khám phá ý đồ của hắn, đoạt tại lão cảnh đến trước đó ôm lấy dốc. Lão cảnh từ trong ngực móc ra một khẩu súng, chiếu vào Hứa Thuần Lương bóp lấy cò súng, Hứa Thuần Lương lấy kinh người thân pháp tránh thoát phóng tới đạn, tay phải bắn ra một cây cương châm thẳng đến lão cảnh mắt phải. Lão cảnh thân thủ đã phi thường lợi hại, đáng tiếc hắn gặp Hứa Thuần Lương, trước mắt hàn mang lóe lên, cảm thấy kịch liệt đau nhức, cương châm bắn nổ mắt phải của hắn, lão cảnh vẫn quên mình phóng tới Hứa Thuần Lương, hắn muốn vì Đường Kinh Vĩ tranh thủ thêm một chút thời gian thoát đi. Giơ súng lại bắn, bị Hứa Thuần Lương một cước đá trúng cổ tay. Súng ngắn bay ra ngoài rơi xuống tại tháp nước trên mặt đất. Lão cảnh ý đồ đi nhặt lên súng ngắn, bị Hứa Thuần Lương một cước đạp trúng bụng dưới, lão cảnh thân thể đống cắt một dạng bay lên, đâm vào tháp nước trên hàng rào, lại nặng nặng ngã xuống tại cứng rắn trên mặt đất, té xỉu đi qua, Hứa Thuần Lương chế trụ huyệt đạo của hắn, để tránh bàng sinh chi tiết. Phan Thiên Hóa dùng hết toàn lực tướng nữ nhi kéo tới, kéo che tại nữ nhi ngoài miệng băng dính, Tề Sảng khóc kêu lên, cha, gióc, gióc. Nhanh đưa bệnh viện. Hứa Thuần Lương nói, không còn kịp rồi. Hắn từ bên hông móc ra túi châm, rút ra một chi giống ruột kim châm nhập dóc cái thóp mỏ ác. Tề Sảng hoảng sợ nói, Kiều Như Long, ngươi đang làm gì? Hứa Thuần Lương lạnh lùng nói, bắt lấy nàng, đừng để nàng ảnh hưởng đến ta. Dóc tại trong tai nạn xe đụng phải đầu, đưa đến não chảy máu, đưa đi bệnh viện, thường quy phương pháp trị liệu là xương tấy khoan dẫn lưu, xương cánh xương tấy giảm sức ép các loại. Bây giờ cách tai nạn xe cộ đã qua hơn một cái nhỏ lúc, nếu như không thể kịp thời là mối họa mà não bộ giảm sức ép dễ dàng hình thành não sán. Hiện đại trung y lợi dụng giống ruột châm dẫn lưu thủ pháp đã có rất ít người sử dụng, nếu không phải tình huống khẩn cấp, Hứa Thuần Lương cũng sẽ không áp dụng phương pháp như vậy. Tại thiếu khuyết sọ não CT kiểm tra điều kiện tiên quyết, Hứa Thuần Lương hoàn toàn lợi dụng nội tức cảm giác, xác định bệnh xương tấy chỗ cụ thể bộ vị, quả quyết hạ châm. Giống ruột kim châm nhập chảy máu bộ vị về sau, cũng phải có phụ ép mới có thể đem tích máu dẫn xuất, phụ ép khống chế nhất định phải đương, không phải dễ dàng cho bệnh tạo thành hai lần tổn thương. Y học bên trên thông thường phương pháp là dùng ống kim đến rút hút, Hứa Thuần Lương trong tay cũng không ống tiêm, hoàn toàn là dùng tiên thiên chi khí dẫn động bệnh thể nội khí cơ, hiệp trợ hắn tướng tích máu chậm rãi bài xuất.
Phan Thiên Hóa nhìn thấy Tử Dũng ruột châm phần đuôi không ngừng rỉ ra huyết thủy, trong lòng vừa kinh vừa sợ, hắn có thể kết luận người này tuyệt không phải Kiều Như Long. Ước chừng 10 phút sau, áp bách não bộ tích máu đã cơ bản bài không, Hứa Thuần Lương móc ra một viên thuốc đưa cho Tề Sảng, để nàng cắn nát về sau đút tới dốc miệng bên trong. Dốc nguyên bản màu xanh tím khuôn mặt nhỏ dần dần khôi phục bình thường, mặc dù tạm thời không có tỉnh lại, có thể hô hấp bắt đầu trở nên đều đều. Hứa Thuần Lương đứng dậy, nhìn qua phương xa, đông nam phương hướng lóe ra đỏ lam ánh đèn, không cần hỏi kia là theo dõi mà tới xe cảnh sát. Hứa Thuần Lương hướng Phan Thiên Hóa nói, yên tâm đi, hài tử không có vấn đề, ta đi trước, nơi này giao cho ngươi giải quyết tốt hậu quả, ta sự tình tốt nhất đừng đề cập. Phan Thiên Hóa nhẹ gật đầu, Hứa Thuần Lương quay người dọc theo sắt bậc thang phi tốc hạ xuống, tựa như linh viên như dẫm trên đất bằng. Hứa Thuần Lương đi vào tháp nước phía dưới, nhìn thấy hình chữ đại nằm ở nơi đó thi thể, bọn hắn ra xe đã bị Đường Kinh Vĩ lái đi. Hứa Thuần Lương cấp tốc hướng tây bắc bỏ chạy. Hắn muốn tại cảnh sát đến trước đó rời đi nơi này. Dốc phát ra một tiếng ngâm khẽ, rốt cục tỉnh lại, nháy nháy mắt, ma ma. Tề Sảng ôm nhi tử vui đến phát khóc, hơn 10 chiếc xe cảnh sát gào thét lên đi tới hiện trường. Liễu Thanh Sơn xuất đội đi vào hiện trường về sau liền thấy cỗ thi thể kia, vững tin không phải Tề Sảng mẹ con, mới hơi yên lòng một chút, đám người ngẩng đầu nhìn lên trên. Phan Thiên Hóa đứng tại trên tháp nước dùng sức vẫy tay, ta là Phan Thiên Hóa, ta đem bọn hắn cứu ra. Hứa Thuần Lương đứng tại nông trường phía sau trên núi nhỏ, mỉm cười nhìn qua tháp nước phương hướng, lúc này Kiều Như Long gọi điện thoại tới, Hứa Thuần Lương lấy điện thoại cầm tay ra, trực tiếp đưa điện thoại di động ném tới phía trước đầm tích nước bên trong. Xong chuyện phủi áo đi, thâm tàng công cùng tên. Kiều Như Long đạt được cảnh sát sau khi thông báo, biết Tề Sảng mẹ con đã cứu ra, trước mắt đã đưa đi bệnh viện. Cảnh sát cũng không nói cho hắn biết tường tình, Phan Thiên Hóa bị mang đi cục cảnh sát tra hỏi, cùng lúc đó, Đường Kinh Vĩ mất tích. Vô luận như thế nào, kết quả này đối Nam Giang cảnh sát tới nói là khá lý tưởng, Liễu Thanh Sơn thở dài nhẹ nhõm. Hắn hướng Phan Thiên Hóa nói, tâm sự đi, đến cùng tình huống như thế nào. Phan Thiên Hóa nói, giặc cướp liên hệ ta, để cho ta mang tiền tới chuộc người, để cho ta không thể báo cảnh, cho nên ta một cái người đi qua. Liễu Thanh Sơn nói, ngươi nói là, một mình ngươi đơn thương độc mã xử lý giặc cướp cứu ra Tề Sảng mẹ con. Phan Thiên Hóa nói, không sai, vì bọn hắn hai mẹ con, ta có thể liều mạng. Liễu Thanh Sơn chợt nhớ tới đồng dạng là cháu trai liều mạng Đông Nghiễm Sinh, không thể đánh giá thấp những này lão giang hồ sức chiến đấu. Liễu Thanh Sơn nói, Phan Thiên Sinh, ta hy vọng ngươi ăn ngay nói thật, chúng ta nắm giữ một chút chứng cứ, ngươi cùng một số người đêm nay đã từng tiềm nhập Đường Kinh Vĩ trong nhà. Phan Thiên Hóa nói, có sao? Để Đường Kinh Vĩ ra đối chất. Liễu Thanh Sơn nở nụ cười, Đường Kinh Vĩ sống hay chết à? Phan Thiên Hóa lắc đầu, ta không biết, nhưng ta có thể xác định, bắt cóc phía sau màn người vạch ra chính là hắn, cảnh sát các ngươi chức trách không phải hẳn là đi bắt tội phạm sao? Ta là người tốt à, ta cứu được Tề Sảng cùng Kiều Trì, ta lẽ ra đạt được khen ngợi. Hắn phi thường rõ ràng nói đến càng nhiều, phiền phức thì càng nhiều, dứt khoát che giấu vừa rồi phát sinh sự tình. Thậm chí phủ nhận Đường Kinh Vĩ tồn tại. Một, ngã chết người kia là ngươi đẩy xuống. Phan Thiên Hóa nhếch miệng, chính hắn giơ súng đánh ta, nhưng cái kia thanh thổ súng sức giật quá mạnh, trực tiếp đem hắn đỉnh ra tháp nước, dạng này cùng hung cực ác tội phạm, chết không có gì đáng tiếc. Liễu Thanh Sơn nói, còn có một tội phạm còn sống, trước mắt tại bệnh viện cấp cứu, đúng, hắn mắt phải đâm một chi cương châm, cũng là ngươi làm. Phan Thiên Hóa nói, không rõ ràng. Dù sao ta gặp hắn thời điểm, hắn liền mù một con mắt, người nói nếu là hắn không mù mắt cũng sẽ không bắt cóc người nhà của ta đúng không? Bác sĩ từ kiểm tra trong phòng ra, Kiều Như Long cuống quýt nghênh đón tiếp lấy, bác sĩ, hài tử tình huống thế nào? Bác sĩ hướng hắn cười cười nói, Kiều tiên sinh, người không cần lo lắng, hài tử tình trạng rất tốt, não bộ nhận lấy va chạm, may mắn có người kịp thời vì hắn loại bỏ não bộ tích máu, phòng ngừa tạo thành não tổn thương. Căn cứ não bộ CT kết quả đến xem, không cần tiến một bước giải phẫu, ở lại viện quan sát mấy ngày, tiến hành thông thường kháng lây nhiễm trị liệu là được rồi, không có vấn đề gì. Kiều Như Long thở dài nhẹ nhõm, Tề Sảng bồi thiếp hài tử ra. Kiều Như Long đi qua nhìn thoáng qua hài tử, Tề Sảng nhìn qua Kiều Như Long, trong lòng có chút mê hoặc, hắn đến tột cùng là làm sao làm được. Kiều Như Long không nói chuyện, chỉ là đưa thay sờ sờ mặt nhỏ nhắn của con trai, yên tâm. Nhưng lại có chút tim đập nhanh, hắn ở một bên liền ghế dựa bên trên ngồi xuống,
Tề Sảng nhìn thấy sắc mặt hắn không tốt, ân cần nói, Kiều Tổng, người. Không có sao chứ. Kiều Như Long khoát tay áo nói, chiếu cố tốt hài tử, ta. Hơi mệt chút, quay đầu còn phải đi cục cảnh sát một chuyến. Tề Sảng nhẹ gật đầu, Kiều Như Long đưa mắt liếc ra ý qua một cái, bốn tên bảo tiêu hộ tống Tề Sảng mẹ con tiến về VIP phòng bệnh. Kiều Như Long ngồi tại liền trên ghế, trong đầu phân loạn như nha, trải sửa lại một chút đầu mối, hắn trước cho Gia Gia gọi điện thoại báo âm thanh bình an, sau đó lại cho muội muội nói một tiếng. Kiều Như Long móc ra BlackBerry điện thoại nhìn thoáng qua phía trên dãy số, không có tiếp tục gọi, hắn tướng tấm thẻ móc ra, tấm thẻ này sẽ không lại sử dụng. Chỉ có cảnh sát mới quan tâm chân tướng, bắt được xong một bọn cướp, tên này bọn cướp là Đường Kinh Vĩ lái xe lão cảnh. Cảnh sát đêm đó quyết định làm ra phê bắt Đường Kinh Vĩ quyết định, thế nhưng là Đường Kinh Vĩ tại chuyện xảy ra đêm đó thần bí mất tung. Càng làm cho cảnh sát bất đắc dĩ là, lão cảnh tại đưa đi bệnh viện cấp cứu quá trình bên trong uống thuốc độc tự vận, hắn trước đó liền đem độc dược giấu ở trong miệng, thức tỉnh về sau, trực tiếp cắn nát độc dược, uống thuốc độc tự vận, manh mối từ hắn cái này bên trong gãy mất. Hứa Thuần Lương nằm trong bồn tắm cầm lấy tấm gương chiếu vào khuôn mặt của mình. Khen, vẫn là chính ta gương mặt này dáng rất đẹp mắt. Bên ngoài truyền đến phòng cửa mở ra thanh âm, có người rón rén đi đến. Hứa Thuần Lương lập tức cảnh giác lên, hắn mặc vào áo choàng tắm, ánh đèn lại đột nhiên dập tắt. Hứa Thuần Lương tiện tay nắm lên bồn rửa mặt bên trên xà phòng, khi tất yếu có thể ném mạnh ra ngoài, lấy hắn xuất thủ, cao tốc ném ra xà phòng một dạng có thể tạo thành chí mạng tổn thương, ai sao mà to gan như vậy lại dám chui vào gian phòng của hắn. Còn chọn tại hắn tắm rửa thời điểm. Hứa Thuần Lương chậm rãi kéo ra phòng tắm cửa phòng, hít mũi một cái, nghe được một cỗ mê người hương hoa, bỗng nhiên nở nụ cười, hoa tỷ, thừa dịp khách nhân tắm rửa chạy tới khách nhân gian phòng, người lễ phép sao? Trong bóng tối vang lên Hoa Trục Nguyệt cười khanh khách âm thanh, nàng mở đèn chỉ riêng tổng khống, trong phòng lập tức sáng rõ. Hoa Trục Nguyệt ngồi tại đầu giường, mê người cắt nước hai con người xuân ý giạt rào nhìn qua Hứa Thuần Lương, ai bảo ngươi không cắm cửa. Một, Hứa Thuần Lương nói, ngươi thật muốn tiến đến, cái gì cửa cũng ngăn không được a. Một, Hoa Trục Nguyệt hừ một tiếng, đứng dậy rời đi giường lớn, đình đình niểu niểu hướng phía trước cửa sổ ghế sofa đi đến, yêu nhã ngồi ở trên ghế salon, tứ chi tạo thành một cái rất có dụ hoặc đường cong. Hứa Thuần Lương nói, lúc nào đến Nam Giang? Hoa Trục Nguyệt nói, hai ngày này ta vẫn luôn tại Nam Giang. Nha, sớm biết ta hô ngươi uống rượu. Được rồi, ta còn không biết ngươi, lúc không có chuyện gì làm, ngươi mới sẽ không nghĩ tới ta. Hoa Trục Nguyệt ngữ khí có chút u oán. Hứa Thuần Lương đi rót hai chén rượu đỏ, trong đó một chén đưa cho Hoa Trục Nguyệt. Hoa Trục Nguyệt nói, có thể a, vì trước đại cứu tử liền bì môn đều vận dụng, xem ra ngươi đối Mai Như Tuyết vẫn là dư tình chưa hết. Hứa Thuần Lương nói, không có quan hệ gì với nàng, chủ yếu là người ta đem cầu cứu điện thoại đánh tới điện thoại di động ta bên trên, ta cũng không thể thấy chết mà không cứu sao. Lại nói, tiểu hài tử là vô tội, ta phiền nhất chọn tiểu hài tử hạ thủ hỗn chướng đồ chơi. Hắn tại Hoa Trục Nguyệt ngồi xuống bên người, hít mũi một cái, hoa tỷ, người nước hoa này thật tốt nghe. Chỗ nào dễ ngửi? Hứa Thuần Lương hướng nàng kề một chút, ta còn thực sự không rõ ràng, có nhiều chỗ ta ngửi qua. Có nhiều chỗ chưa hề không có người qua, không có tương đối không quyền lên tiếng. Một, Hoa Trục Nguyệt mắng, cách ta xa một chút, tiểu tử ngươi cũng không phải cái gì đồ tốt. Ngoài miệng mặc dù nói như vậy, nhưng thân thể nhưng không có rời xa Hứa Thuần Lương ý tứ. Hứa Thuần Lương cùng với nàng đụng đụng chén rượu, hoa tỷ, hoa lan khiến có thể thu hồi lại, nghe nói người đã bình an liền về. Hoa Trục Nguyệt ý vị thâm trường nói, ngươi xuất thủ. Hứa Thuần Lương nói, ta ngược lại thật ra muốn ra tay, nhưng người ta không cho ta cơ hội, theo nghe nói Phan Thiên Hóa đơn thương độc mã đem Tề Sảng mẹ con cứu ra, cái này tình thương của cha thật đúng là vĩ đại. Hoa Trục Nguyệt cười nói, nghe nói lão Phan bị cảnh sát làm tiến vào. Hứa Thuần Lương nói, hắn không có sao chứ. Hoa Trục Nguyệt nói, bọn cướp bên trong một cái là Đường Kinh Vĩ đi qua lái xe, họ cảnh. Hứa Thuần Lương cũng không rõ ràng ở trong đó quan hệ. Với hắn mà nói cứu ra Tề Sảng mẹ con coi như hoàn thành nhiệm vụ, đối với mình có bàn giao, đối Mai Như Tuyết cũng coi là có bàn giao, đi qua Kiều Như Long đã từng giúp hắn làm định bác sĩ giấy chứng nhận tư cách, cùng giấy hành nghề, lần này hành vi tạm thời cho là trả Kiều Như Long nhân tình này, hiện tại là Kiều gia thiếu hắn nhiều một ít. Hoa Trục Nguyệt lời kế tiếp để Hứa Thuần Lương lấy làm kinh hãi. Cái kia lão cảnh ngược lại là kiên cường,
đi bệnh viện không lâu liền uống thuốc độc tự sát, đoán chừng là lo lắng cho mình nhìn không quá cảnh sát thẩm vấn, đem phía sau màn người chủ sự khai ra, cho nên lựa chọn xong hết mọi chuyện. Hứa Thuần Lương nói, tự sát, vậy không phải nói manh mối bên trong gãy mất. Hoa Trục Nguyệt nói, coi như cảnh sát trước mắt không có tướng Đường Kinh Vĩ trị tội chứng cứ, lão Phan cũng sẽ không tha hắn, đoán chừng Phan Vệ Đông bị cắt yết hầu sự tình cũng là Đường Kinh Vĩ làm. Hứa Thuần Lương nói, người dự định tham gia chuyện này. Hoa Trục Nguyệt lắc đầu nói, không sẽ trực tiếp tham gia, giúp hắn tra ra chân tướng ngược lại là không có vấn đề gì. Thông qua chuyện này, nàng cùng Phan Thiên Hóa ở giữa mâu thuẫn có chỗ hỏa hoãn, dùng cái này đổi lấy Phan Thiên Hóa đối Cơ Dai Dai ủng hộ, đối Bỉ Môn tới nói cũng là một chuyện tốt. Hứa Thuần Lương điện thoại di động vang lên, là tổ chuyên án người phụ trách Liễu Thanh Sơn gọi điện thoại tới. Liễu Thanh Sơn nói cho hắn biết con tin đã cứu về rồi, kỳ thật Hứa Thuần Lương cùng chuyện này quan hệ không lớn, ấn lý thuyết Liễu Thanh Sơn không cần thiết chuyên môn cho hắn gọi cú điện thoại này, Hứa Thuần Lương suy nghĩ, Liễu Thanh Sơn hiện tại cũng hoài nghi mình làm cái gì. Nhớ tới bắn vào lão cảnh trong mắt cương châm, Hứa Thuần Lương thầm than chủ quan, lúc ấy chỉ lo cứu người, đem chuyện này cho không để ý đến, thời điểm ra đi, hẳn là đem cương châm cho lấy ra. Cúp điện thoại, truyền đến WeChat thanh âm nhắc nhở. Nhìn thoáng qua, lại là Mai Như Tuyết phát tới một cái tin, hai chữ, tạ ơn. Nhìn như bình thản không có gì lạ, nhưng là trong đó bao hàm rất nhiều ý nghĩa, Hứa Thuần Lương một lần bị nàng cho kéo đen, cái này chứng minh Mai Như Tuyết lại đem hắn từ phòng tối bên trong phóng ra, cũng chứng minh Mai Như Tuyết cho rằng đêm nay tề sảng mẹ con là Hứa Thuần Lương cứu ra. Hứa Thuần Lương nghĩ nghĩ, vẫn là không cho nàng về tin tức, lần này để Kiều gia thiếu mình một cái đại nhân tình. Ta nhìn về sau Kiều Như Long Chi Lưu còn ở trước mặt ta sĩ diện không? Hoa Trục Nguyệt nói, người cùng Hạ Hầu Mộc Lan quan hệ khi nào trở nên như thế mật thiết? Nàng lại có thể sẵn sàng vì người phát hạnh lâm lệnh. Hứa Thuần Lương cười nói, làm sao người biết nàng là vì ta? Có lẽ là người khác tìm nàng hỗ trợ đâu, Phan Thiên Hóa giao thiệp cũng rất rộng. Hoa Trục Nguyệt nói, ta nghe nói nàng tiếp thủ Nhân Hòa Đường cổ phần, còn muốn đầu tư các ngươi Đông Châu bệnh truyền nhiễm viện đâu? Hứa Thuần Lương nói, Hoa tỷ tin tức thật đúng là linh thông. Hoa Trục Nguyệt thở dài nói, cũng không tính linh thông, lúc trước chúng ta tại Thiếu Thành, ta thế mà không có phát hiện hai người các ngươi tại dưới mí mắt ta liền thông đồng rồi. Hứa Thuần Lương nói, ta nhớ đến lúc ấy tại Thiếu Thành rõ ràng là hai ta thông đồng tới, đến cùng là Lan Hoa Môn, ngươi chiêu này di hoa tiếp mộc lợi hại a. Một, Hoa Trục Nguyệt mắng, lông còn chưa mọc đủ tiểu hài tử, ta làm sao lại đối ngươi có hứng thú. Hứa Thuần Lương cười nói, ngươi lại không thấy qua, làm sao biết ta lông còn chưa mọc đủ. Hoa Trục Nguyệt uống một hớp rượu nói, không theo ngươi nói hưu nói vượt, ta tới là cùng ngươi nói chuyện chính sự, các ngươi cái kia tân y viện, chúng ta dự định đầu tư. Hứa Thuần Lương nói, cụ thể một chút. Hoa Trục Nguyệt nói, dài dài ý tứ, nàng nói muốn nhập cổ phần, mà lại nhiệt tình rất cao, trong khoảng thời gian này ta chuyên môn tìm người ước định các ngươi một chút hạng mục, cảm giác rất có tiền cảnh. Hứa Thuần Lương nói, công ty của các ngươi hiện tại thật đúng là nhiều phương diện phát triển đâu, không phải chủ yếu làm truyền hình điện ảnh sao? Hoa Trục Nguyệt nói, hiện tại cũng giảng cứu trứng gà không thể thả tại một cái trong giỏ sách, nhiều loại kinh doanh có thể gánh vác phong hiểm, bệnh viện các ngươi không cũng giống vậy, cũng sẽ không tướng bảo áp tại cùng một cái nhà đầu tư trên thân, ta nhưng nghe nói Xích Đạo vốn liếng đã quyết định không còn đầu tư các ngươi tân y viện. Hứa Thuần Lương nói, Hoa tỷ, ngươi cũng thật là lợi hại. Liền chuyện này ngươi cũng biết, cho nên tối nay là đến đưa hàng tới cửa. Hoa Trục Nguyệt nghe ra hắn nói bóng gió, liếc hắn một cái nói, ngươi cùng Mặc Hàm quan hệ không phải rất tốt, vì cái gì nàng trong hội đồ rút lui cái thang. Hứa Thuần Lương nói, tình huống cụ thể ta cũng không rõ lắm, theo nghe nói Xích Đạo vốn liếng vừa tới một vị CEO, Mặc Hàm từ chức. Hoa Trục Nguyệt nói, tân nhiệm CEO kêu cái gì? Nhâm Thiên Dã. Hoa Trục Nguyệt cố gắng nghĩ nghĩ. Nàng đối với đầu tư vòng cũng có chút hiểu biết, nhưng đi qua chưa nghe nói qua Nhâm Thiên Dã người như vậy. Hứa Thuần Lương nói, bọn hắn yêu ném không ném, kỳ thật lúc đầu ta đối đầu tư của bọn hắn cũng ôm thận trọng thái độ. Hoa Trục Nguyệt thấp giọng nói, người sợ tiền của bọn hắn có vấn đề. Hứa Thuần Lương cười cười không nói chuyện. Hoa Trục Nguyệt nói, người là không phải là đối chúng ta cũng tồn tại đồng dạng lo lắng. Hứa Thuần Lương nói, ta cũng không có lo lắng qua. Người cũng sẽ không lừa ta. Đi qua cơ bộ diêu tại thời điểm, Lam Tinh tập đoàn hoàn toàn chính xác xử lý rất nhiều màu xám sinh ý, nhưng tại cơ bộ diêu mất tích về sau,
Hoa Trục Nguyệt đã xuất lĩnh Lam Tinh tập đoàn hoàn thành toàn diện chuyển hình, dựa theo thông tục tới nói chính là tẩy trắng thành công. Hoa Trục Nguyệt nói, phía đầu tư bột mỗi một phân tiền đều là sạch sẽ, ngươi cứ yên tâm, đối chúng ta truyền hình điện ảnh công ty vừa mới xác lập một cái hạng mục, ta nghĩ ký tô tình. Hứa Thuần Lương nói, chuyện này ngươi hẳn là nói với nàng a. Hoa Trục Nguyệt cười nói, nàng còn không phải đến nghe ngươi. Hứa Thuần Lương nói, ta có như thế lớn lực ảnh hưởng. Hoa Trục Nguyệt ý vị thâm trường nói, tô tình nha đầu kia đối ngươi tình huống như thế nào, chỉ cần không phải mù lòa đều có thể nhìn ra, tiểu tử ngươi cũng đủ cặn bã, gặp được mỹ nữ liền vậy, chẳng lẽ không cân nhắc về sau kết cuộc như thế nào? Hứa Thuần Lương nói, ta cặn bã, ngươi không nói ta cũng không phát hiện, ánh mắt rơi vào Hoa Trục Nguyệt đường cong lả lướt tư thái bên trên, cảm giác thân thể lại có chút ngo ngoe muốn động. Hoa Trục Nguyệt tựa hồ đã nhận ra nguy hiểm, đem chén rượu đặt ở trên bàn trà, ta phải trở về, ngốc lâu dễ dàng làm cho người ta nhàn thoại. Hứa Thuần Lương nói, ai dám nói ngươi nhàn thoại. Hoa Trục Nguyệt nói, đúng rồi, ngày mai ta hẹn tô tình, ngươi cùng một chỗ tới a. Hứa Thuần Lương nói, trò chuyện tiếp một lát. Hoa Trục Nguyệt cười khoát tay áo nói, ta ban đêm còn có việc. Đã trễ thế như vậy còn có việc. Hoa Trục Nguyệt nhẹ gật đầu. Hứa Thuần Lương tại nàng ngồi qua địa phương sờ soạng một cái, làm sao như thế ẩm ướt a? Một, Hoa Trục Nguyệt gương mặt xinh đẹp nóng lên, không có khả năng, lập tức kịp phản ứng là tiểu tử này đùa giỡn mình, nắm lên một bên đệm dựa ném tới, bại hoại. Hứa Thuần Lương lại mang theo đệm dựa cùng một chỗ hướng Hoa Trục Nguyệt bay trở về, tại Hoa Trục Nguyệt trước khi rời đi, một tay chống đỡ cửa phòng. Hoa Trục Nguyệt khuôn mặt đỏ đỏ nhìn qua hắn, người muốn làm gì? Trong ánh mắt không có chút nào sợ hãi, ngược lại lộ ra một cỗ chờ mong. 3. Hứa Thuần Lương cúi đầu xuống, tại trên mặt nàng nhẹ hôn một cái, ngủ ngon. Hoa Trục Nguyệt ôm lấy cổ của hắn, đưa cái trước sầu triền miên hôn nồng nhiệt, Hứa Thuần Lương không an phận đại thủ rơi vào nàng có lồi có lõm địa phương, vừa đúng xoa nắn lấy, Hoa Trục Nguyệt một đôi mắt đẹp càng phát ra nhu nhuận, cơ hồ liền muốn chảy ra nước, lúc này hết lần này tới lần khác điện thoại di động vang lên. Hoa Trục Nguyệt cuống quýt tướng Hứa Thuần Lương đẩy ra, lấy điện thoại cầm tay ra nói, ta thật cần phải đi, ngủ ngon. Đêm này, có ít người chú định không cách nào an bình, Đường Kinh Vĩ khập khiễng đi thượng du trường giang bãi, từ khi chạy trốn tới nơi này, hắn liền bắt đầu cố gắng cắt tỉa phát sinh qua hết thảy, thế nhưng là hắn vẫn là không có chút nào đầu tự. Bờ sông gió thật to, cách đó không xa một cái tạ đỉnh nam nhân mọc lên một đống lửa, khoanh chân ngồi tại bên cạnh đống lửa quất lấy một cây có chút khoa trương thuốc lá sợi. Đường Kinh Vĩ vẫn là có mấy cái nghèo thân thích, hắn rất nhớ tình bạn cũ, đối với mấy cái này nghèo thân thích cũng không tệ, trải qua thời gian dài hắn một mực giúp đỡ lấy bọn hắn, khi hắn gặp được nguy cơ thời điểm, hắn nghĩ tới không phải quyền quý, mà là những người này. Có ít người có thể cùng phú quý, nhưng là quyết không thể cùng chung hoạn nạn, đáng giá phó thác cùng tín nhiệm thường thường là hoạn nạn thời kỳ quen biết cũ. Tạ đỉnh nam nhân gọi Đường Kinh Thủy, là Đường Kinh Vĩ đường ca, Đường Kinh Thủy là cái lão quang côn. Không có bản lãnh gì, ngơ ngơ ngác ngác hỗn hơn nửa đời người, hắn tại Đường gia tông tộc bên trong không có bất kỳ cái gì tồn tại cảm, liền cha mẫu tang sự đều là Đường Kinh Vĩ bỏ vốn làm. Đường Kinh Thủy đi qua cũng từng ở Hoa Niên làm qua, nhưng hắn thực sự không có tác dụng gì, mình chủ động chọn rời đi thời điểm Đường Kinh Vĩ cho hắn một khoản tiền, để hắn khác mưu sinh đường. Đường Kinh Thủy liền phụ cận đây nhận thầu một cái cá đường nuôi cá, trôi qua cũng là khoái hoạt, thẳng đến năm trước cha gia bị ung thư phổi. Đường Kinh Thủy cự tuyệt khai đao, hắn nhận là mọi chuyện cần thiết đều là mệnh chung chú định, hắn đời này cái gì đều hưởng thụ qua, cho dù chết cũng không có gì tiếc nuối. Ngày bình thường Đường Kinh Vĩ rất ít cùng hắn liên hệ, bất quá ngày lễ ngày Tết còn sẽ đích thân đưa tiền tới. Đêm nay Đường Kinh Vĩ tới về sau, Đường Kinh Thủy liền nhìn ra khẳng định có lớn chuyện phát sinh, Đường Kinh Vĩ không nói, Đường Kinh Thủy cũng không hỏi. Đường Kinh Thủy tiếng ho khan kịch liệt đánh gãy Đường Kinh Vĩ suy nghĩ. Đường Kinh Vĩ đi vào Đường Kinh Thủy ngồi xuống bên người, từ trong túi lấy ra một hộp thuốc lá trải qua Thủy ca, rút cái này. Đường Kinh Thủy lắc đầu, không sức lực, dùng sức nhấp một cái thuốc lá sợi, lại ho khan. Đường Kinh Vĩ nói, hiện tại ta mới phát hiện, giống ngươi một người như vậy cũng không tệ, không ràng buộc. Đường Kinh Thủy nói, ta không có gì bản sự, không giống ngươi, có đại năng nhịn người. Đường Kinh Vĩ thở dài nói, cái gì đại năng nhịn a? Kết quả là liền người nhà đều không gánh nổi. Một, Đường Kinh Thủy nói, có việc ngươi nói. Đường Kinh Vĩ nói, không có gì đáng nói, trải qua Thủy ca,
ta đêm nay liền đi, ngươi có thời gian giúp ta đi xem một chút Kinh Luân. Đường Kinh Thủy nói, vì sao muốn đi đâu? Ta nếu là không đi, có thể muốn ngồi tù. Bao lớn chút chuyện, ta thay ngươi. Đường Kinh Vĩ nhìn qua Đường Kinh Thủy. Đường Kinh Thủy nói, ta tối đa cũng chính là sống một năm, đời ta còn không có đã từng ngồi tù, muốn đi bên trong nhìn xem đâu. Đường Kinh Vĩ nói, ta vẫn còn muốn đi. Đường Kinh Thủy nói, ngươi đi, đi được càng xa càng tốt, chuyện bên này ta gánh chịu. Đối Liễu Thanh Sơn tới nói, đêm nay phát sinh sự tình thật sự là biến đổi bất ngờ, lúc đầu hết thảy thuận lợi, thành công cứu ra Tề Sảng mẹ con, lại bắt được xong trong đó một tên bọn cướp, thật không nghĩ đến bọn cướp sẽ uống thuốc độc tự sát, manh mối bên trong gãy mất, bọn cướp lão cảnh trên người có điện thoại, cha tìm hắn trò chuyện ghi chép, không khó tìm tới mặt khác dãy số. Để cảnh sát vui mừng chính là, đối phương không có đóng cơ, lợi dụng định vị đêm đó đã tìm được điện thoại di động có được người. Đường cảnh sát như thần binh trên trời rơi xuống đem người hiểm nghi bao bọc vây quanh về sau, Đường Kinh Thủy không chút hoang mang nói, ta gọi Đường Kinh Thủy, lão cảnh là bằng hữu ta, Đường Thiên Nhất là ta bản gia chất tử, bắt cóc Kiều Như Long vợ con đều là ta chủ ý, ta chủ động tự thú. Kiều Như Long cũng bị cảnh sát gọi đến hỏi lời nói, nghe nói cái này gọi Đường Kinh Thủy người đã thừa nhận hết thảy, Kiều Như Long bực tức nói, không có khả năng, chuyện này chính là Đường Kinh Vĩ làm, Đường Kinh Thủy chỉ là một cái đỉnh bao. Đây không phải rõ ràng sự tình. Liễu Thanh Sơn không chút hoang mang nói, Đường Kinh Vĩ mất tích, chúng ta đang toàn lực lùng bắt, bất quá căn cứ trước mắt chúng ta trưởng khống chứng cứ còn không cách nào chứng minh hắn cùng cái này khởi vụ án bắt cóc có quan hệ trực tiếp. Kiều Như Long nói, vậy liền đi thăm dò a, dạng này người khẳng định trước đó liền nghĩ kỹ đường lui, nếu như hắn chưa làm qua vì sao phải trốn. Liễu Thanh Sơn nói, chúng ta vừa mới liên lạc Đông Châu cảnh sát, dự định tướng Phan Vệ Đông gặp chuyện bản án cùng cái này khởi vụ án bắt cóc liên hợp điều tra, căn cứ phân tích của chúng ta, cái này hai vụ án ở giữa rất có thể tồn tại mật thiết liên quan tính. Kiều Như Long trầm mặc xuống, trong lòng của hắn sớm nhất định hai vụ án đều là Đường Kinh Vĩ ở sau lưng bày ra, cảnh sát điều tra phương hướng không thể nghi ngờ là chính xác, nhưng Kiều Như Long đồng thời lại sinh ra một loại nào đó lo lắng, theo điều tra xâm nhập, hắn cùng Tề Sảng quan hệ, Tề Sảng cùng Phan gia quan hệ thế tất rõ ràng khắp thiên hạ. Nếu như những này tư ẩn bị lộ ra, như vậy sẽ mang đến cho hắn như thế nào ảnh hưởng, cho Kiều gia mang đến như thế nào ảnh hưởng. Kiều Như Long không dám tiếp tục suy nghĩ, nội tâm của hắn ở vào cực độ trong mâu thuẫn, hắn sẽ không bỏ qua Đường Kinh Vĩ, nhưng là nếu như dựa theo thông thường đường tắt điều tra đi, sợ rằng sẽ đem Kiều gia thể diện đào cái làm chỉ toàn. Liễu Thanh Sơn nói, Kiều tiên sinh, người cùng Tề Sảng đến tột cùng là quan hệ như thế nào? Kiều Như Long nhìn qua Liễu Thanh Sơn, ta cự tuyệt trả lời cùng bản án không quan hệ vấn đề gì. Liễu Thanh Sơn thở dài nói, Kiều tiên sinh, người tối nay là không lần thứ hai tiềm nhập đường ra. Kiều Như Long nói, ta không có, tài xế của ta nhưng làm chứng cho ta. Liễu Thanh Sơn nói, Kiều tiên sinh, ta nhắc nhở ngươi, nếu như ngươi không phối hợp, vụ án này rất khó tra ra chân tướng, chúng ta cũng vô pháp tướng hung phạm trị tội, trừ phi. Ngươi không muốn tra ra chân tướng. Kiều Như Long giơ cổ tay lên nhìn đồng hồ, quá muộn, có chuyện gì sau này hãy nói đi, hôm nay phát sinh quá nhiều chuyện, ta rất mệt mỏi, cần nghỉ ngơi. Kiều Như Long lúc ra cửa, gặp vừa mới tiếp nhận xong điều tra Phan Thiên Hóa. Phan Thiên Hóa gặp phải phiền phức so với hắn muốn lớn hơn một chút, đoạn thời gian gần nhất Phan Thiên Hóa đều phải lưu tại Nam Giang, mà lại mỗi ngày đều muốn chủ động tới cục cảnh sát báo đến, hiện trường một chết một bị thương, đều cùng Phan Thiên Hóa có quan hệ. Mặc dù nhưng là phòng vệ chính đáng, mà dù sao xảy ra nhân mạng, phải chăng phòng vệ quá còn muốn tiến một bước điều tra, kỳ thật cảnh sát chủ yếu là đối Phan Thiên Hóa một người đơn thương độc mã xử lý hai tên nghiêm chỉnh huấn luyện bọn cướp còn nghi vấn. Thông qua điều tra phát hiện, lão cảnh lúc còn trẻ đã từng là lưỡng quảng võ thuật á quân, về sau đi theo thiên môn một trong tứ thiên vương thiếu diện thiên vương Lý Khoát Hải, là thiên môn tiếng tăm lừng lẫy hổ tướng, bởi vì nhiễm lên cực nghiện thiếu hạ vay nặng lãi. Bị sòng bạc ông trùm chém tới hai ngón tay. Thiên môn không biết nguyên nhân gì cũng không thay hắn ra mặt, về sau là Đường Kinh Vĩ giúp hắn hoàn lại tiền nợ đánh bạc, từ sau lúc đó lão cảnh rời khỏi thiên môn, đi theo Đường Kinh Vĩ lái xe kiêm chức bảo tiêu. Về phần chết đi cái kia A Đông, là lão cảnh con nuôi, thực lực tuyệt không phải hời hợt hạng người, Phan Thiên Hóa tay không tấc sắt đánh bại hai tên cầm giới bọn cướp, tạo thành một chết một bị thương, cứu ra hai tên con tin. Toàn thân trở ra, dạng này cố sự thực sự quá huyền ảo một chút. Căn cứ hiện trường điều tra tình huống, hiện trường phát sinh kịch liệt vật lộn,
còn phát hiện một người khác vết máu, cái này vết máu cũng không thuộc về hiện trường 5 người, căn cứ gen so với kết quả, cơ bản nhưng lấy khóa chặt đường kinh vĩ lúc ấy ngay tại hiện trường. Nhưng là Phan Thiên Hóa một mực chắc chắn là hắn một thân một mình cứu ra con tin, mọi chuyện cần thiết đều là một mình hắn làm, hắn tại hiện trường cũng chưa từng thấy qua đường kinh vĩ. Phan Thiên Hóa nhìn Kiều Như Long một chút, muốn theo hắn lên tiếng kêu gọi, nhưng Kiều Như Long lại phảng phất không thấy được hắn đồng dạng hướng bãi đỗ xe đi đến. Phan Thiên Hóa nhíu mày, trong lòng có chút không vui. Hai tên thủ hạ tới vì hắn khoác lên y phục, Phan Thiên Hóa vươn tay, một người đưa xì gà cho hắn, một người khác giúp hắn đốt. Phan Thiên Hóa dùng sức đánh hai cái khói, hồi tưởng đến trước đây tại tháp nước phía trên kinh tâm động phách tràng cảnh, cái kia lâm nguy không sợ, thân thủ bất phàm Kiều Như Long. Phan Thiên Hóa có thể kết luận, đây không phải là Kiều Như Long, chẳng lẽ Kiều Như Long ở trên đời này còn có cái huynh đệ sinh đôi. Phan Thiên Hóa lập tức liền phủ định khả năng này, trong nội tâm có cái mơ mơ hồ hồ cái bóng, người hình dạng có thể cải biến, nhưng là xuất thủ và khí chất trong khoảng thời gian ngắn không cách nào cải biến, nhất là hắn cứu mình bên ngoài Tôn Dốc thời điểm, Kiều Như Long căn bản không hiểu y thuật. Vô luận xuất thủ cứu người chính là ai, hiện tại kết quả coi như lý tưởng, đến thiếu nữ mà cùng ngoại tôn trốn qua một kiếp. Mặc dù Phan Thiên Hóa có thể lý giải Kiều Như Long đối với mình làm như không thấy, nhưng là hắn ở sâu trong nội tâm vẫn là rất không thoải mái, hắn tự thân bối cảnh quyết định, Kiều gia không muốn cùng hắn dính líu quan hệ, nhưng là nữ nhi của hắn hồ sơ là trong sạch, ngoại tôn của hắn càng là thuần khiết không tì vết hoa nhi, vì cái gì bọn hắn cũng không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Người Kiều Như Long trước mặt người khác có cần phải giả bộ cùng ta vốn không quen biết, chẳng lẽ liền gật gật đầu cười một cái giao tình đều không có. Phan Thiên Hóa lên xe, dùng sức đánh hai cái khói nói, đưa ta đi Thanh Sông Hoài. Hoa Trục Nguyệt so Phan Thiên Hóa đến ước định địa điểm còn sớm hơn một chút, Lan Hoa Môn Nguyên Lão Cửu Thúc, Hà Cảnh Lương đều đã đến. Đã tới gần nửa đêm, mấy vị Lan Hoa Môn đại nhân vật tất cả đều tụ tập đang vẽ phảng bên trong uống trà. Trận cục này là Phan Thiên Hóa tổ chức, hắn lại là trễ nhất đến, chủ yếu là cảnh sát bên kia đề ra nghi vấn làm trễ nải thời gian. Phan Thiên Hóa leo lên thuyền hoa, hướng mấy vị đồng môn ôm quyền nói, vất vả mấy vị, muộn như vậy còn đem tất cả mời đến thật sự là không có ý tứ. Cửu Thúc cười nói, Phan lão đệ một tiếng chào hỏi, chúng ta bài trừ vạn hiểm cũng muốn đi qua. Hà Cảnh Lương nói, đồng môn ở giữa, đồng khí liên chi, đồng sinh cộng tử. Phan đại ca có chuyện gì chỉ cần phân phó. Hoa Trục Nguyệt đã sớm biết hai người này là Phan Thiên Hóa đồng đảng, đi qua cũng ở sau lưng ủng hộ Phan Thiên Hóa leo lên môn chủ chi vị, chỉ bất quá cuối cùng bị mình vỡ vụn âm mưu, hai người này đều không phải là cái gì nghĩa khí chi người, đối bọn hắn tới nói lợi ích mới là vị thứ nhất, nếu không mình cũng sẽ không lợi dụng bọn hắn phản chiến, tại tối hậu quan đầu cải thành ủng hộ Cơ Dai Dai. Cửu Thúc cùng Hà Cảnh Lương đều đứng dậy đón lấy. Nhưng là Hoa Trục Nguyệt ổn thỏa điếu ngư đài, cũng không phải là nàng cuồng vọng, mà là nàng hiện tại thay chấp trưởng môn chủ Cơ Dai Dai quyền lực, là Lan Hoa Môn trên thực tế đương ra. Nếu như là tại quá khứ, Phan Thiên Hóa trong lòng khẳng định còn sẽ sinh ra không cam lòng, nhưng là hôm nay Phan Thiên Hóa chẳng những không có biểu hiện ra cái gì không vui, ngược lại thái độ khiêm cung, mỉm cười hô, Hoa tỷ tới. Hoa Trục Nguyệt niên kỷ so Phan Thiên Hóa muốn nhỏ rất nhiều, thậm chí nàng xưng hô một tiếng thúc thúc cũng không đủ. Phan Thiên Hóa đi qua chưa hề xưng hô như vậy qua nàng, nhiều nhất cũng là Hoa Tổng. Cửu Thúc cùng Hà Cảnh Lương liếc mắt nhìn nhau, trong lòng đều hiểu xưng hô như vậy phía sau mang ý nghĩa hòa giải. Hoa Trục Nguyệt phát ra Lan Hoa lệnh, tập hợp đủ cửa chi lực trợ giúp Phan Thiên Hóa, cái này phía sau hẳn là tồn tại một loại nào đó lợi ích trao đổi. Hoa Trục Nguyệt nói, người không có sao chứ. Phan Thiên Hóa ngồi xuống về sau, vui mừng nói, nắm các vị phúc. Hắn ra lệnh lái thuyền. Thuyền hoa dọc theo Thanh Sông Hoài Thuận chảy xuống, đi chậm rãi. Cửu Thúc nói, ta nghe nói Phan lão đệ đơn thương độc mã đem người cứu ra. Phan Thiên Hóa nói, truyền ngôn thôi, may mắn mà có cảnh sát kịp thời xuất động, không phải chỉ bằng ta nào có bản sự kia, cảnh sát trễ một bước nữa, chỉ sợ ngay cả chính ta đều muốn lần tại hiện trường. Hắn tướng chủ yếu công lao đều giao cho cảnh sát. Hà Cảnh Lương xu nịnh nói, Phan đại ca thật là anh hùng. Phan Thiên Hóa lạnh nhạt nói, nào có cái gì anh hùng a, ta hôm nay mời các vị đến, là có một chuyện rất trọng yếu, tại Đông Châu ám sát ta mà vệ đông cùng đêm nay bắt cóc con tin thủ phạm thật phía sau màn đều là đường kinh vĩ. Cửu Thúc cả giận nói, lẽ nào lại như vậy, hắn ăn hùng tâm báo tử đảm lại dám làm như thế. Cái này chẳng những là đối người bất kính,
vẫn là cùng chúng ta toàn bộ Lan Hoa môn là địch, phát ra Lan Hoa lệnh truy sát Đường Kinh Vĩ. Hà Cảnh Lương bản muốn cùng gật đầu, nhưng gật đầu trước đó vô ý thức nhìn Hoa Trục Nguyệt một chút, Hoa Trục Nguyệt bưng lên trước mặt chén trà nhấp một ngụm trà nói, cửu thúc là dự định tự mình đi truy sát Đường Kinh Vĩ sao? Thật sự là già đương ích tráng, để cho người ta bội phục. Cửu thúc biểu lộ lâm vào xấu hổ bên trong, vừa rồi kia lời nói có chút bao biện làm thay, người ở chỗ này bên trong chỉ có Hoa Trục Nguyệt có quyền phát ra Lan Hoa lệnh, bọn hắn đều không có quyền lực này. Phan Thiên Hóa nói, Hoa tỷ yên tâm, ta cùng Đường Kinh Vĩ ân oán là chuyện của chính ta, sẽ không tướng Lan Hoa môn liên lụy tiến đến. Hoa Trục Nguyệt nói, tất cả mọi người là đồng môn có việc chính là chúng ta có việc, không phải Lan Hoa môn còn có cái gì giá trị tồn tại. Còn thế nào thủ tín tại trong môn huynh đệ, ta sẽ hướng môn chủ xin phát ra Lan Hoa lệnh, động viên toàn môn truy tra Đường Kinh Vĩ hạ lạc, cũng sẽ đem thái độ của chúng ta nói cho tất cả giang hồ đồng đạo, ai dám thu lưu Đường Kinh Vĩ chính là cùng chúng ta toàn bộ Lan Hoa môn là địch. Phan Thiên Hóa bưng lên trước mặt chén trà, lấy trà thay rượu trịnh trọng kính Hoa Trục Nguyệt, đa tạ Hoa tỷ, nhiều tạ môn chủ, về sau ta Phan Thiên Hóa là Lan Hoa môn sông pha khói lửa không chối từ. Cửu thúc cùng Hà Cảnh Lương lúc này phương mới tỉnh ngộ lại, hai người cũng cùng một chỗ nâng chén trà lên nói, chúng ta nguyện vì Lan Hoa môn cúc cung tận tụy chết thì mới dừng, sông pha khói lửa không chối từ. Bất cứ chuyện gì đều có tính hai mặt, Hoa Trục Nguyệt cũng không nghĩ tới bởi vì Phan Thiên Hóa tao ngộ chàng nguy cơ này, dẫn đến đứng trước phân liệt Lan Hoa môn một lần nữa đoàn kết lên, đi qua một mực lo lắng nội bộ phân liệt phong hiểm đã giải trừ, e là cho dù bên trên đảm nhận môn chủ cơ bộ Diêu cũng không nghĩ ra. Kiều Như Long trở lại chỗ ở, nhìn thấy ra ra gian phòng vẫn sáng đèn, thời gian đã tới gần nửa đêm, lão nhân gia còn chưa ngủ, có thể thấy được sự tình hôm nay đối với hắn ảnh hưởng chi lớn. Kiều Như Long do dự một chút, vẫn là không có đi gõ vang ra ra cửa phòng, chuẩn bị đi gian phòng của mình thời điểm, cửa phòng mở ra, Kiều lão từ bên trong đi ra, ngữ khí giống như ngày thường bình tĩnh, trở về rồi. Kiều Như Long cố nặn ra vẻ tươi cười nói, ra ra, ta vừa trở về. Sự tình đã giải quyết, nhìn đến thời gian quá muộn liền không có quấy rầy người. Kiều lão nói, ta ngủ được muộn, đi vào Nam Giang về sau, có chút không quen nơi này ẩm ướt thời tiết, mấy ngày nay đều ngủ không ngon, đang định ngày mai trở về đâu. Kiều Như Long nói, ra ra, người có chuyện nói với ta. Kiều lão ý vị thâm trường nói, ta cho là người có chuyện nói với ta. Kiều lão quay người đi trở về phòng, Kiều Như Long mím môi, lấy hết dũng khí đi vào theo. Kiều lão ngồi tại trên ghế mây, tháo kiếng lão xuống, lẳng lặng nhìn qua Kiều Như Long. Kiều Như Long không cách nào từ ra ra biển dạng ánh mắt thâm trầm trông được ra tâm tình của hắn ở giờ khắc này, nhưng là hắn cho rằng ra ra đối với mình nhất định là thất vọng. Kiều lão nói, hài tử thế nào? Hắn không có việc gì, đã vượt qua kỳ nguy hiểm, tề sảng cũng không có việc gì. Kiều lão nói, một người nghĩ làm đại sự, muốn trở thành liền một phen sự nghiệp liền không thể quá trọng cảm tình. Bởi vì tình cảm dễ dàng ảnh hưởng một người phán đoán, tình cảm nhiều khi đồng đẳng với tư tâm tạp niệm, một lòng vì công người là sẽ không nhận những này bối rối. Kiều Như Long gục đầu xuống, ra ra, ta sai rồi. Kiều lão mỉm cười nói, người sai ở đâu a? Kiều Như Long nói, ta không nên để tề sảng bọn hắn trở về, chẳng qua nếu như không phải có người đem những này sự tình để lộ ra đi. Kiều lão ngắt lời hắn, ta vốn cho rằng ngươi kinh lịch lần trước sinh tử kiếp, có thể ngộ đến cái gì? Nhưng ta hiện tại phát hiện, cảnh giới của ngươi còn không bằng đi qua. Người sống trên đời, không có khả năng không có địch nhân, nhưng là ngươi muốn đi đến lâu dài nhất định phải ít gây thù hằn, nhất là không cần thiết địch nhân. Người thành đại sự không câu nệ tiểu tiết, vì một cái rộng lớn mục tiêu, có thể từ bỏ một chút ân oán cùng tình cảm. Kiều Như Long nói, ra ra, ta hiểu được. Hiện tại đã biết rõ đã quá muộn, Kiều lão thương tiếc nhìn qua Kiều Như Long. Kiều Như Long trong lòng cảm giác nặng nề. Gia Gia chẳng lẽ muốn từ bỏ mình? Kiều lão nói, ngươi trợ giúp tề sảng thành lập đầu tư công ty, đó là ngươi trọng cảm tình, nghĩ đền bù nàng, cũng nghĩ cho rót về sau trải đường, ta không trách ngươi, nhưng ngươi vì sao muốn để Phan Gia tham gia trong đó? Là bản thân ngươi vốn liếng không đủ, vẫn là ngươi cần cha con bọn họ giúp ngươi đứng đài. Kiều Như Long cái trán toát ra mồ hôi lạnh. Kiều lão nói, Triệu Phi Dương hoàn toàn chính xác cứu tính mạng của ngươi, nhưng hắn bản thân liền là bác sĩ. Cứu ngươi chính là thiên chức của hắn, hiện tại xem ra, hắn cứu ngươi mục đích cũng không đơn thuần, ta vẫn cho là ngươi thông minh, nhưng ngươi lại hồ đồ đến để một nhà cùng ngươi có quan hệ công ty đi đầu tư cổ phần khống chế Trường Hưng bệnh viện, ngươi cho rằng nhất cử lưỡng tiện,
đã trợ giúp Triệu Phi Dương, lại để cho Tề Sảng cùng Phan gia rơi xuống chỗ tốt, ngươi khi nào trở nên tư tâm như thế nặng? Chẳng lẽ cho là ngươi có thể giấu giếm qua thiên hạ người? Kiều Như Long rũ cụp lấy đầu nói, ra ra, là ta cân nhắc không chu toàn. Kiều lão nói, nếu như chỉ là thương nghiệp hành vi coi như bỏ qua, Phan gia đáy giống như cũng không sạch sẽ, bọn hắn loại người này phong cách làm việc chính là cường thủ hào đoạt, ta không biết bọn hắn cụ thể đã làm gì. Nhưng vô luận điểm xuất phát là cái gì, trêu chọc một cái lâm vào khốn cảnh người đều là một kiện không sáng suốt hành vi. Một, ánh mắt thâm thúy tiếp cận Kiều Như Long nói, người bây giờ biết phải nên làm như thế nào sao? Kiều Như Long nói, ta sẽ đốc thúc cảnh sát mau chóng tướng Đường Kinh Vĩ truy nã quy án, điều tra rõ chuyện này căn nguyên. Kiều lão nội tâm tràn đầy thất vọng, thân thể của ngươi còn tốt chứ? Kiều Như Long nhẹ gật đầu, còn tốt, không có vấn đề gì. Ta thế nào cảm giác ngươi nhìn rất mệt mỏi rất suy yếu, lấy ngươi bây giờ tình trạng cơ thể căn bản là không có cách tiếp nhận trước mắt công việc. Kiều Như Long nội tâm mát lạnh, ra ra là ám chỉ hắn muốn rời khỏi Hoa Đầu rồi. Hắn cắn môi một cái, rốt cục hạ quyết tâm, ra ra, ta lập tức hướng Hoa Đầu từ chức. Kiều lão nói, ngươi cùng Phan gia là quan hệ như thế nào? Kiều Như Long lắc đầu, ta cùng bọn hắn không có bất cứ quan hệ nào. Kiều lão nói, tiếp xuống, chúng ta có thể muốn đứng trước một trận bão tố, đương người khác muốn công kích ngươi thời điểm, ngươi có hai lựa chọn, một là lấy thực lực tuyệt đối trong thời gian ngắn nhất đánh bại đối phương, còn có một lựa chọn chính là ngươi tại đối phương phát động công kích trước đó, nhanh chóng thối lui đến công kích của hắn phạm vi bên ngoài. Kiều Như Long nói, ra ra, là ta cho ngài mang đến phiền toái lớn như vậy. Kiều lão nói, ngươi cuối cùng vẫn là giống mụ mụ ngươi nhiều một ít. Kiều Như Long nội tâm tựa như kim đâm khó chịu, hắn cảm thấy mình kiêu ngạo bị ra ra vô tình giật xuống, giẫm tại dưới chân trà đạp, nhưng hắn lại không dám phản bác. Kiều lão nói, không muốn bởi vì việc này đi trách ngươi đại bá, đừng cho người khác ly gián đạt được, ngươi trước xin nghỉ bệnh đi, nhìn xem sự tình phát triển mới quyết định. Kiều Như Long trong lòng lại bắt đầu sinh ra một chút hy vọng, xem ra 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 cũng chưa hoàn toàn từ bỏ chính mình. Đúng rồi, cái kia Tế Thế chữa bệnh đầu tư công ty trách nhiệm hữu hạn cùng ngươi có quan hệ hay không? Không có. Kiều lão nói, gần mực thì đen, chúng ta gia đình như vậy vạn nhất nhiễm lên chỗ bẩn, nhiều năm trước tới nay tích lũy vinh quang đều sẽ nước chảy về biển đông, ngươi cùng Tề Sảng mẹ con gần đây bên trong đừng tới hướng. Cái gì? Kiều Như Long ngạc nhiên nhìn qua ra ra. Jock là con của mình a, trước mắt hắn còn tại bệnh viện, chẳng lẽ ra ra không có chút nào lo lắng. Kiều lão không muốn lặp lại lần thứ hai, hắn khoát tay áo nói, ta mệt mỏi, ngươi đi nghỉ ngơi đi. Kiều Như Long hướng ra ra một giọng nói ngủ ngon, yên lặng thối lui ra khỏi gian phòng, cẩn thận tướng môn cho mang lên. Kiều lão mang lên kính viễn thị, cầm điện thoại di động lên, mở ra điện thoại album ảnh, nhìn qua trên màn hình đáng yêu nam hài, ánh mắt của hắn ẩm ướt. Hắn rất muốn đi bệnh viện thăm viếng tên hài tử khả ái này, nhưng hắn không thể. Có lẽ hắn sai, lần trước cháu trai xảy ra chuyện nên lựa chọn từ bỏ, hắn từ vừa mới bắt đầu liền không nên tướng ra môn vinh quang ký thác vào Như Long trên thân. Kiều lão ở sâu trong nội tâm sinh ra một loại mỏi mệt lại cảm giác bất lực, có một số việc cũng không phải sức người có thể vãn hồi, từ Viễn Sơn mất tích một khắc kia trở đi, Kiều gia vận mệnh liền đã chú định. Kiều lão đứng dậy đi hướng phía trước cửa sổ. Kéo màn cửa sổ ra, bên ngoài đen kịt một màu, đêm dài đằng đẵng, chẳng biết lúc nào mới có thể hừng đông, cũng không biết có thể hay không nghênh đón bình minh. Trời rốt cục sáng lên, bên ngoài có người gõ gõ khoang thuyền tấm, Đường Kinh Vĩ mở ra hai mắt, hắn khập khiễng chui ra ngoài, lựa chọn kéo thuận chảy xuống, đến ra nói khoác sau lại đổi đi thuyền chỉ rời đi, con đường này hắn sớm liền bắt đầu chuẩn bị. Mặc dù Đường ca đã lựa chọn vì hắn gánh tội thay. Nhưng là Đường Kinh Vĩ biết coi như cảnh sát không thể đem mình trị tội, Phan Thiên Hóa cũng sẽ không tha mình, hắn lần này kế hoạch chu đáo chặt chẽ, vẫn sắp thành lại bại, còn tốt hắn có một hơi, hắn còn có cơ hội phản kích. Đường Kinh Vĩ đẩy ra cửa khoang, bên ngoài lên sương mù, màu ngà sữa sương mù bao phủ mặt sông, có người đứng trên boong thuyền. Đường Kinh Vĩ nhìn thấy đối phương thời điểm, rõ ràng hơi kinh ngạc, hắn quay người muốn chạy trốn về buồng nhỏ trên tàu, lại bị người một cước quét ngang tại chân. Bịch một tiếng trùng điệp ngã sấp xuống trên boong thuyền. Đường Kinh Vĩ rơi thất điên bát đảo, không đợi hắn từ dưới đất bò dậy, một chân đã giẫm trên mặt của hắn. Đường Kinh Vĩ bộ mặt bởi vì nghiền ép mà biến hình, kêu thảm nói, thả ta ra, thả ta ra. Một đầu chọc độc nhãn nam nhân ở trước mặt hắn ngồi xổm xuống, cười tủm tỉm nói, Đường Tổng, lá gan rất lớn,
đáng tiếc vận khí vẫn là chênh lệch một chút. Đường Kinh Vĩ run giọng nói, ngươi là ai? Ta căn bản cũng không nhận biết ngươi. Ngươi có biết ta hay không không trọng yếu, ngươi cho là mình có thể chạy thoát được. Ngươi là Kiều gia người. Độc Nhãn Nam lắc đầu, không cần sợ hãi, ta là tới giúp cho ngươi. Giúp ta. Độc Nhãn Nam nhẹ gật đầu, ngươi đã không có lựa chọn khác. Hứa Thuần Lương sáng sớm chạy bộ trở về thời điểm, phát hiện một người tại cửa tửu điếm chờ lấy hắn, lại là Hoàng Cửu Thành. Hoàng Cửu Thành là thiên môn bát tướng Hoàng Tứ Bà Nhi Tử, đi qua đã từng một lần điên, thần trí không thanh, về sau đạt được Hứa Thuần Lương cứu chữa vừa mới khôi phục khỏe mạnh. Nữ nhi của hắn Hoàng Tử Thuần bây giờ bị Thư Viễn Hàng vợ chồng chiếu cố, tại Đông Châu đọc sách, có thể nói Hứa Thuần Lương là hắn đại ân nhân. Hoàng Cửu Thành khôi phục khỏe mạnh về sau, Hoa Trục Nguyệt cho hắn tại khách sạn an bài một cái chức vị, quản lý khách sạn bãi đỗ xe, Hoàng Cửu Thành cũng là thay đổi triệt để công việc một mực cẩn trọng. Nhìn thấy Hứa Thuần Lương trở về, Hoàng Cửu Thành tranh thủ thời gian nghênh đón tiếp lấy, Hứa tiên sinh, ta, Hoàng Cửu Thành, người còn nhớ rõ sao? Hứa Thuần Lương cười nói, nhớ kỹ, Tử Thuần ba ba. Hoàng Cửu Thành gật đầu nói, là ta, Hứa tiên sinh, ta tìm ngài có chút việc, không biết thuận tiện hay không? Hứa Thuần Lương chỉ khách sạn ngoài trời vườn hoa, Hoàng Cửu Thành đi theo hắn cùng đi đến vườn hoa ngồi xuống. Hứa Thuần Lương gọi tới nhân viên phục vụ điểm một bình hồng trà, mấy thứ trà bánh. Hoàng Cửu Thành biểu thị mình mời, Hứa Thuần Lương để hắn không cần khách khí với chính mình, đánh giá Hoàng Cửu Thành, phát hiện hắn khí sắc không tệ, mỉm cười nói có phải hay không thân thể lại có cái gì không thoải mái. Hoàng Cửu Thành lắc đầu nói, ta hiện tại thân thể rất tốt, ăn cơm giấc ngủ đều rất bình thường, thể chất cũng khôi phục khỏe mạnh, may mắn mà có Hứa tiên sinh. Hứa Thuần Lương nói, vậy ngươi tìm ta có chuyện. Hoàng Cửu Thành nói, Hứa tiên sinh, ta nghe nói Lan Hoa Môn phát ra Lan Hoa lệnh lùng bắt Đường Kinh Vĩ hạ lạc. Hứa Thuần Lương cười nói, ngươi còn quan tâm những này chuyện giang hồ. Hoàng Cửu Thành nói, ngươi biết xuất thân của ta. Hứa Thuần Lương nhấp một ngụm trà nói, làm sao, ngươi có tin tức của hắn. Hoàng Cửu Thành nói, thiên môn cũng đang tìm người này. Hứa Thuần Lương ngẩng đầu nhìn Hoàng Cửu Thành một chút, Hoàng Cửu Thành xuất thân thiên môn. Mặc dù nhưng đã bị thiên môn trục xuất môn tường, nhưng là hắn cùng thiên môn bên trong một số người vẫn có thiên ti vạn lũ liên hệ. Hứa Thuần Lương nói, Phan Thiên Hóa tài hùng thế lớn, chỉ cần hắn trả nổi tiền, quá nhiều người nguyện ý xuất thủ kiếm số tiền kia. Hoàng Cửu Thành hạ giọng nói, thiên môn có thiên môn quy củ, trừ phi cùng ích lợi của mình tương quan, bình thường đến nói đúng không sẽ nhúng tay đừng ra sự vụ, nhất là Lan Hoa Môn, lẫn nhau ở giữa vẫn luôn có lương tử. Thiên môn làm sao có thể ra tay trợ giúp Lan Hoa Môn đâu. Hứa Thuần Lương nói, có lẽ là có trọng thưởng tất có dũng phu. Hoàng Cửu Thành nói, ta nhưng nghe nói thiên môn lần này xuất động thật nhiều trọng lượng cấp nhân vật, tứ thiên vương đều xuất động. Hứa Thuần Lương cười nói, mở buổi hòa nhạc sao? Hoàng Cửu Thành lại không cảm thấy buồn cười, hắn trịnh trọng nói, dù sao từ ta tiếp xúc thiên môn đến nay, chưa bao giờ có dạng này đại động tác. Có thể xuất động tứ thiên vương bên trong một vị cũng đã là khó lường đại sự, bốn vị cùng lúc xuất động, giống như thế kỷ này đến nay đều chưa từng xảy ra. Hứa Thuần Lương nói, chuyện này ngươi cùng Hoa Tổng có nói hay chưa? Hoàng Cửu Thành lắc đầu nói, ta càng nghĩ, vẫn là cùng người nói một tiếng, người chuyển cáo Hoa Tổng để nàng thận trọng, không nên tùy tiện cuốn vào đến trong chuyện này. Hứa Thuần Lương nói, cảm ơn. Hoàng Cửu Thành nói, người cùng Hoa Tổng đối ta có ân. Ta chỉ là nhắc nhở một chút thôi. Hứa Thuần Lương nói, thiên môn tứ thiên vương là ai? Hoàng Cửu Thành nói, Tiếu Diện thiên vương Lý Khoát Hải, Trường Tý thiên vương Viên Hoàng Bình, Một Mắt thiên vương Triệu Thiết Hán, Trầm Mặc thiên vương Hứa Đông Sườn Núi, bốn người này đều có được thực lực cường đại, nếu như bốn người bọn họ nếu là liên thủ lời nói, Lan Hoa Môn tuyệt không phải là đối thủ. Hứa Thuần Lương nói, Đường Kinh Vĩ cùng trong bọn họ cái nào có giao tình? Ta đây cũng không rõ ràng. Nếu như người có cần, ta có thể giúp lấy điều tra thêm. Hứa Thuần Lương gật đầu nói, người nhất định phải chú ý an toàn. Hoàng Cửu Thành cười nói, yên tâm đi, ta mặc dù rời đi thiên môn, nhưng ta trong môn vẫn còn có chút quan hệ, người vẫn là sớm một chút nhắc nhở Hoa Tổng, để nàng không nên gây phiền toái. Hứa Thuần Lương biết Hoàng Cửu Thành tất cả đều là có ý tốt, xem ra Đường Kinh Vĩ sự tình liên lụy phạm vi càng lúc càng lớn, hiện tại liền thiên môn cũng cuốn vào. Thiên môn lấy tùy cơ ứng biến lấy xưng, nếu như không phải liên quan đến cự lớn lợi ích, bọn hắn hẳn là sẽ không tùy tiện nhúng tay chuyện này. Hiện tại giang hồ, giao tình như là mây bay,
Đường Kinh Vĩ cái loại người này cũng không có khả năng khu động thiên môn vì hắn hiệu lực, chẳng lẽ Đường Kinh Vĩ trên thân còn cất giấu bí mật không muốn người biết. Hứa Thuần Lương cùng Hoàng Cửu Thành sau khi chia tay trở lại trở về gian phòng của mình, lại có người gọi điện thoại tới, lần này là Khỏe Mạnh tập đoàn chủ tịch Địch Bình Thanh. Địch Bình Thanh đưa ra muốn theo gặp mặt hắn, nói chuyện Tân Y Viện chuyện đầu tư. Hứa Thuần Lương cùng Địch Bình Thanh ước định sau một tiếng, đến khách sạn gặp mặt. Hứa Thuần Lương biết Địch Bình Thanh còn có một cái thân phận là Bì Môn bốn đại trưởng lão một trong, chẳng lẽ hắn nghe nói Mộc Lan tập đoàn muốn đầu tư Tân Y Viện, cho nên mới đi theo đời môn chủ Hạ Hầu Mộc Lan bước chân. Bất quá Hứa Thuần Lương chưa từng nghe Hạ Hầu Mộc Lan nói qua chuyện này, Địch Bình Thanh người này đến tột cùng là có mục đích khác còn là đơn thuần từ đầu tư phương diện cân nhắc. Địch Bình Thanh đúng giờ đến đây, ngồi xuống về sau nói ngay vào điểm chính, Hứa chủ nhiệm, ta nghe nói Xích Đạo vốn liếng đã kêu dừng Đông Châu bệnh truyền nhiễm viện mới viện đầu tư. Hứa Thuần Lương mỉm cười nói, Địch Tổng, Xích Đạo vốn liếng phương diện chỉ là cần nhiều thời gian hơn đến khảo sát hạng mục này, cũng không có để cho ngừng đầu tư hạng mục. Địch Bình Thanh cười nói, ta cùng Xích Đạo vốn liếng vẫn luôn có quan hệ hợp tác, Loan Tổng cùng ta cũng là bạn tốt. Hứa Thuần Lương biết hắn lời nói không ngoa, Đông Châu Khỏe Mạnh dưỡng lão trung tâm liền có Xích Đạo vốn liếng đầu tư. Hứa Thuần Lương nói, Địch Tổng đối với chúng ta hạng mục có hứng thú. Địch Bình Thanh gật đầu nói, ta vẫn luôn xử lý lớn Khỏe Mạnh tương quan sản nghiệp bố cục, trước đây cũng đầu tư qua mấy nhà bệnh viện, ở phương diện này vẫn rất có kinh nghiệm, các người Tân Y Viện hạng mục ta nghiên cứu qua, cho rằng tiền cảnh không tệ. Hứa Thuần Lương nói, Địch Tổng vì cái gì tìm ta đàm, tại bệnh truyền nhiễm viện hắn chỉ là một cái chủ hoạch kiến lập xử lý chủ nhiệm, quá khứ hắn cùng Địch Bình Thanh cũng không có đặc biệt giao tình, cho nên Hứa Thuần Lương mới có thể cảm thấy kỳ quái. Địch Bình Thanh nói, chúng ta đi qua mặc dù chưa từng gặp mặt, nhưng là ta đối Hứa chủ nhiệm nghe tiếng đã lâu, ta tại Đông Châu dưỡng lão hạng mục ban sơ nghĩ cùng các ngươi Hứa ra hồi xuân đường hợp tác, đáng tiếc chưa thể thành công. Hứa Thuần Lương nở nụ cười, lần kia vẫn là Cố Hậu Nghĩa đại biểu Khỏe Mạnh tìm đến Gia Gia hợp tác, bất quá bị Gia Gia cự tuyệt, người kiểu nói này ta nhớ ra rồi, lúc ấy Cố Viện trưởng tại các ngươi Khỏe Mạnh công việc. Địch Bình Thanh nói, Cố Viện trưởng về sau đi Trường Thiện Bệnh viện. Ta nghe nói người tại Trường Thiện Bệnh viện cũng có cổ phần. Hứa Thuần Lương nói, ta không có gì cổ phần. Địch Bình Thanh trong lòng tự nhủ ngươi lừa gạt ai, ai không biết Trường Thiện Bệnh viện đại cổ đông là các ngươi Hứa ra, nhưng đã Hứa Thuần Lương không thừa nhận, hắn cũng không cần phải tại cái đề tài này bên trên tiếp tục nghiên cứu thảo luận xuống dưới. Mỉm cười nói, Xích Đạo vốn liếng nếu như không ném, các ngươi mới bệnh viện kiến thiết tiến độ sẽ chịu ảnh hưởng, dù sao cũng là 30 ức đầu tư. Hứa Thuần Lương nói, Địch Tổng đối Xích Đạo vốn liếng quả nhiên hiểu rõ, bất quá người đối bệnh viện chúng ta tình huống nhưng không thế nào hiểu rõ, trước mắt có đầu tư mục đích tập đoàn rất nhiều, đầu tư hợp tác nhưng thật ra là một cái tương hỗ sàng chọn quá trình, nhà đầu tư coi trọng tỷ lệ hồi báo, bệnh viện chúng ta phương diện nhìn chúng phải là nhà đầu tư bối cảnh cùng danh tiếng, đối tiền bạc lai lịch cũng có yêu cầu nghiêm khắc. Địch Bình Thanh thầm khen người trẻ tuổi này, đổi thành người khác gặp được có người đầu tư đã sớm tiếu trục nói mở, kinh sợ. Tất cung tất kính, nhưng tiểu tử này không kiêu ngạo không tự ti, một bức xem tiền tài như cặn bã dáng vẻ, nhìn hắn biểu lộ rõ ràng là ám chỉ mình, người yêu ném không ném, ta không thiếu đầu tư. Địch Bình Thanh nói, xem ra Hứa chủ nhiệm cũng không lo lắng phương diện tiền bạc vấn đề. Hứa Thuần Lương nói, chủ muốn hạng mục này tốt, đầu tư tỷ lệ hồi báo tương đối cao, cho nên mọi người mới sẽ chủ động tìm tới cửa, người nếu là không xem trọng chúng ta, cũng không sẽ chủ động tới tìm ta đúng hay không. Địch Bình Thanh cười ha ha, Hứa chủ nhiệm thật sự là người sảng khoái nói chuyện sảng khoái, không tệ, ta đối với các ngươi Tân Y Viện hạng mục rất có hứng thú, nếu như Xích Đạo vốn liếng xác định rời khỏi, ta nguyện ý tiếp nhận. Hứa Thuần Lương nói, tại đầu tư trong chuyện này, ta không làm chủ được, còn phải xin chỉ thị lãnh đạo chúng ta, người đến cho ta một chút thời gian a. Địch Bình Thanh nói, kia là tự nhiên, ta sở dĩ tới trước tìm Hứa chủ nhiệm, chính là muốn thông qua ngươi cùng quý viện lãnh đạo liên hệ. Hứa Thuần Lương trong lòng tự nhủ ngươi nhân tình này ta không lĩnh, bệnh truyền nhiễm viện cánh cửa không có cao như vậy, ngươi Địch Bình Thanh hoàn toàn có thể trực tiếp đi tìm viện trưởng Nghiêm hồi ý, tại sao tới tìm ta? Ai biết ngươi đánh ý định quỷ quái gì? Hứa Thuần Lương nói, Xích Đạo vốn liếng nguyên bản kế hoạch đầu tư chán là 30 ức. Địch Bình Thanh nói, đối với đầu tư một nhà tính tổng hợp bệnh viện tới nói 30 ức thật không coi là nhiều, chúng ta Khỏe Mạnh tập đoàn mặc dù không bằng Xích Đạo vốn liếng tài lực hùng hậu. Nhưng là chúng ta có sở trường của mình, chúng ta là trong nước nhất sớm bố cục lớn Khỏe Mạnh sản nghiệp tập đoàn một trong, chúng ta có được phong phú bệnh viện đầu tư kinh nghiệm.
Hứa Thuần Lương nhẹ gật đầu, trên một điểm này hắn cũng biểu thị tán đồng. Địch Bình Thanh người này là Bì Môn bên trong tài lực hùng hậu nhất một cái, đồng thời cũng là Hạ Hầu Mộc Lan môn chủ tiềm ẩn người cạnh tranh. Địch Bình Thanh rời đi về sau, Hứa Thuần Lương ngựa lên liên hệ Hạ Hầu Mộc Lan, hắn đem Bình Thanh tìm đến chính mình sự tình nói một lần. Hạ Hầu Mộc Lan trước đây cũng không nghe nói qua Bình Thanh muốn đầu tư Đông Châu bệnh truyền nhiễm viện mới bệnh viện sự tình, có chút hiếu kỳ nói hắn cũng để mắt tới Tân Y Viện. Hứa Thuần Lương nói, hắn biết chuyện này cũng không kỳ quái, nhưng ta không nghĩ tới hắn sẽ đối với đầu tư bệnh viện chúng ta có hứng thú. Hạ Hầu Mộc Lan nói, cho tới nay đầu tư của hắn trọng điểm đều đặt ở chữa bệnh dưỡng lão phương diện, vậy nhưng so đầu tư bệnh viện kiếm tiền nhiều hơn. Hứa Thuần Lương nói, cho nên ta mới đối động cơ của hắn cảm thấy kỳ quái, không phải tất cả đầu tư ta đều cần, hắn muốn nhập cục cùng nhau chơi đùa, ta chưa hẳn dẫn hắn. Hạ Hầu Mộc Lan cười nói, ngươi còn rất bắt bẻ. Hứa Thuần Lương nói, ta còn là thích mang ngươi chơi. Hạ Hầu Mộc Lan cách điện thoại cũng có thể cảm giác được người này không đứng đắn dáng vẻ, mắng, đã sớm nhìn ra ngươi động cơ không thuần. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hứa Thuần Lương nói, thiên địa lương tâm, ta thế nhưng là thành ý 10 phần, vì kéo ngươi vào cuộc, ta đều không tiếc hy sinh nhan sắc, mình trần ra trận. 2. Hạ Hầu Mộc Lan tức giận nói, ngươi thật đúng là ủy khuất. Hứa Thuần Lương nói, vì ngươi thụ điểm ủy khuất cũng không có gì. Hạ Hầu Mộc Lan nói, ta liền chưa thấy qua so ngươi càng mặt dày vô sỉ nam nhân, khiến cho cùng ta chiếm ngươi nhiều đại tiện nghi, ta hiện tại mới hiểu được, ngươi nói với ta những cái kia toàn đều là mượn cớ. Từ đầu tới đuôi đều là ngươi đang động tác võ thuật ta, ngươi cái này âm hiểm xảo trá bại hoại. Hứa Thuần Lương cười nói, ngươi mới là trả đũa, vỏ chăn chính là ta mới đúng. Hạ Hầu Mộc Lan thẹn thùng vô hạn, không có chính hình đồ vật, ta thật sự là hối hận nhận biết ngươi. Hứa Thuần Lương nói, hiện đang hối hận cũng đã chậm. Hạ Hầu Mộc Lan nói, không muộn, không chậm trễ ta cùng ngươi phân rõ giới hạn. Ngoài miệng nói, nhưng trong lòng minh bạch. Hứa Thuần Lương nhưng không đơn thuần là tại bên trong thân thể của mình đánh lên lạc ấn, liền viên này tâm cũng bị hắn chiếm lấy, mình hãm sâu trong đó, không cách nào tự kềm chế. Hứa Thuần Lương nói, đừng a, ta còn phải giúp ngươi tu luyện. Hạ Hầu Mộc Lan đỏ mặt mới nói, lừa đảo, ngươi chính là cái đại lừa gạt, thiệt thòi ta như thế tin tưởng ngươi, ngươi nói một chút, đều mấy lần, nội lực của ta nhưng không có cái gì tiến triển. Hứa Thuần Lương nói, tu luyện là cần một cái quá trình. Trước hết nền vững chắc cơ sở, sau đó mới có thể đột nhiên tăng mạnh, hai ngày nữa ta đi tìm ngươi đem cơ sở nền vững chắc, sau đó ngươi liền sẽ. Hạ Hầu Mộc Lan đánh gãy hắn, được rồi, ngươi đừng hướng trong khe mang ta, nói chính sự. Mới vừa nói tới đâu rồi? Nền vững chắc cơ sở, chán ghét, không để ý tới ngươi. Hạ Hầu Mộc Lan lần này thật cúp điện thoại, chủ yếu là nàng còn có nghiệp vụ phải xử lý, một chốc lát này, mặt đều so điện thoại còn muốn nóng. Hứa Thuần Lương mỉm cười, cái này thông điện thoại thế mà bắt hắn cho đánh cho khí vũ hiên ngang. Kiều lão trước kia liền rời đi Nam Giang quay trở về kinh thành, hắn đi được phi thường đột nhiên, thậm chí không cho Kiều Viễn Giang chào hỏi. Kiều Viễn Giang sáng sớm tới thời điểm mới biết phụ thân đi. Biết hắn tới Kiều Như Long ngồi trong phòng khách chờ lấy hắn, đối diện đại bá, Kiều Như Long không có biểu hiện ra quá khứ kinh ý, ngồi ở trên ghế salon lạnh lùng nhìn qua Kiều Viễn Giang. Kiều Viễn Giang phát giác được chất tử địch ý, mỉm cười nói, Như Long, Tề Sảng bọn hắn thế nào? Kiều Như Long nói, là chính ngươi muốn biết vẫn là bằng hữu của ngươi muốn biết. Kiều Viễn Giang cười ngồi xuống, mở ra trong tay giữ ấm chén nhấp một ngụm trà, chúng ta Kiều gia vẫn luôn rất chú trọng gia phong, ta nhớ được khi còn bé, ba ba của ngươi cùng gia gia ngươi lúc nói chuyện, trong lúc vô tình dùng cái ngươi chữ, liền bị gia gia ngươi thưởng hai cái vang dội cái tát, còn phạt hắn ở phòng khách quỳ đến trưa.